Trên đường tôi đã giải thích với sếp Lịch một chút, nói rõ rồi, chính là chủ tịch quận hạ chặt đứt đường sống của chúng tôi chỉ muốn cho anh ta thử một bài giáo huấn. Coi như mạng anh ta lớn, tránh được nạn này, cũng coi như thủ đoạn của các anh cao, bắt được tôi, nguyện đánh cuộc chịu thua, tôi nhận. Hoàng Kiến Quân không tiếp lời, vẻ mặt kiên định ánh mắt sáng ngời mà nhìn Vương Đại Pháo. Vương Đại Pháo lại không bị ảnh hưởng bởi chiêu này của ông ta, rung đùi đắc ý mà hát ngâm nga. Lịch Phi cúi xuống bên tai Hoàng Kiến Quân, nhỏ giọng nói. Sếp Hoàng, để tôi thử xem sao. Hoàng Kiến Quân từ ghế đứng lên, Lịch Phi ngồi xuống, ông cũng đứng bên cạnh xem Lịch Phi biểu diễn. Lịch Phi đã tiếp xúc với Vương Đại Pháo 2 ngày, cũng đã hiểu ít nhiều về tính cách của Vương Đại Pháo. Y ngồi xuống liền lấy ra một bao thuốc ngon, đặt ở trước tay, ngón tay không ngừng gõ lên gõ xuống trên bao thuốc, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Đại Pháo không rời. Vương Đại Pháo không nhìn Lịch Phi, chỉ nhìn thuốc lá trong tay Lịch Phi. Nhìn rất lâu, cuối cùng nhịn không nổi mà nuốt nước miếng. 1 ngày 1 bao, 3 ngày 1 bao, 2 ngày 1 bao, 3 ngày 1 bao. Lịch Phi vẫn kiên trì. Mặc cả xong, Vương Đại Pháo rất nhanh đoạt lại thuốc trong tay Lịch Phi, giống như lấy được của báu vật giấu trên người, nhếch miệng cười. Là Ngưu Kỳ sai khiến tôi làm. Con trai ông ta bị chủ tịch quận hạ hủy mất tiền đồ, ông ta ghi hận trong lòng, liền dẫn tôi đến thôn Phương Bắc chỉ ra và xác nhận chủ tịch quận hạ, sau đó sai khiến tôi tìm người trà trộn làm người dân trong thôn Tiểu Đấu, dẫn đầu gây chuyện, dẫn dắt người dân đến cao ốc Hỏa Thụ gây rối. Đều là chủ ý của Ngưu Kỳ, tôi chẳng qua chỉ là một cây súng, ông ta là tay súng. Vương Đại Pháo tuy không thông minh, nhưng cũng có thể nhìn thấu qua hiện tượng mà xem bản lĩnh, biết Ngưu Kỳ đang lợi dụng y. Ngưu Kỳ nói, sau khi tôi làm xong chuyện này, nửa đời sau sẽ có chỗ trông cậy, tai tôi mềm, cứ thế nghe lời ông ta nói gì thì làm ấy. Vương Đại Pháo cũng thật giỏi, sau khi bị sự hấp dẫn của 3 ngày 1 bao thuốc thu mua, đã nói ra hết sự thật, nói toàn bộ. Lúc đó tôi không muốn đụng người, chỉ là muốn lái xe bỏ chạy, lúc ấy tôi sợ đến muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, càng xa càng tốt, không ngờ đã đụng phải chủ tịch quận hạ, lỡ tay. Lỡ tay rồi. Lịch Phi và Hoàng Kiến Quân ngơ ngác nhìn nhau, gặp qua kẻ dở hơi, chưa thấy kẻ dở hơi nào như vậy. Hoàng Kiến Quân vỗ vỗ vào vai Lịch Phi, nói đùa một câu. Tiền thuốc 3 ngày 1 bao, sẽ trừ vào tiền lương của cậu. Lịch Phi vẻ mặt đau khổ. Được, vì chủ tịch quận hạ, 1 ngày 3 bao tôi cũng gánh. Hoàng Kiến Quân ha ha cười, bỗng nhiên lại nhận ra điều gì, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lúc ấy chủ tịch quận hạ đến thôn Phương Bắc thị sát, là Ngưu Kỳ thông báo cho cậu, có biết là ai thông báo cho Ngưu Kỳ hay không? Hạ tưởng thị sát thôn Phương Bắc, cũng không xem là chuyện lớn, vì không phải thị sát chính thức, hẳn là sẽ không kinh động đến nhiều người, nhưng Ngưu Kỳ lại có thể biết, trong đó còn có điều kỳ lạ. Vương Đại Pháo lắc đầu. Tôi đâu có biết, Ngưu Kỳ không nói, tôi cũng không hỏi. Hơn nữa lúc ấy tôi chỉ chú ý nhìn cô nàng, nói thật. Bên cạnh chủ tịch quận hạ có 2 người đẹp, một gọi là tươi ngon mọng nước, một gọi là xinh đẹp. Hoàng Kiến Quân bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Đại Pháo là người như thế nào? Đúng là chỉ số IQ không có giới hạn thấp nhất, đã khi nào rồi, còn ăn nói sằng bậy đầy miệng như bắn pháo. Nhưng kẻ ngốc có cái may của kẻ ngốc, tối ngày hôm đó, một cảnh sát vốn nghẹn đầy một bụng tức giận chuẩn bị trừng trị Vương Đại Pháo một trận, sau khi tiếp xúc với Vương Đại Pháo đã bỏ đi ý định. Bỏ qua đi. Chấp nhặt với một kẻ nửa mùa chẳng có tác dụng gì, anh có làm chết y, thì y vẫn mang cái đức tính ấy, có một câu phải nói ra như thế nào, chó không đổi được cái nết ăn phân, lừa không đổi được tính kéo cối xay. Nhưng so sánh ra, Ngưu Kỳ không có may mắn như thế. Ngưu Kỳ chết cũng không mở miệng, cũng không phải không mở miệng, mà là một mực chắc chắn không có sự sai khiến phía sau, toàn bộ là kế hoạch của mình ông ta, lý do cũng đơn giản, vì nguyên nhân là Hạ Tường. Con trai ông ta là Ngưu Kim phải thành tù nhân, ông ta hận Hạ Tường đến tận xương tủy, nên muốn cho Hạ Tường một bài giáo huấn. Cho dù Hoàng Kiến Quân lấy lý lẽ thức tỉnh lấy tình cảm lay động như thế nào, Ngưu Kỳ cũng chỉ nói ngang, đem toàn bộ trách nhiệm với hành vi phạm tội gánh hết lên mình, còn hiên ngang lẫm liệt mà nói một người làm một người chịu, đều là một tay ông ta bày ra kế hoạch thực thi, ông ta chính là chủ mưu lớn nhất phía sau bức màn. Lịch Phi và Hoàng Kiến Quân một người hát vai mặt đỏ một người hát vai mặt trắng, vẫn không thể đả động được Ngưu Kỳ, Ngưu Kỳ có kinh nghiệm phong phú phản thẩm vấn,
tất cả mọi thủ đoạn tra hỏi đều vô hiệu trong tay ông ta. Ông ta từ tầng thấp nhất từng bước leo lên vị trí cao, thủ đoạn thẩm vấn và phản thẩm vấn còn cao siêu hơn Lịch Phi và Hoàng Kiến Quân. Hơn nữa ông ta đã ôm chắc cái ý định gánh tội, thẩm vấn cả nửa đêm, cũng không có một chút tiến triển gì. Hoàng Kiến Quân xuống lệnh, không một ai được tiết lộ tin tức bên ngoài cho Ngưu Kỳ, bao gồm cả tin Khang Thiếu Diệp đã chết, nếu không sau khi Ngưu Kỳ biết, khẳng định sẽ chống chế đến cùng. Tuy Hoàng Kiến Quân không rõ rốt cuộc có phải Khang Thiếu Diệp sai khiến phía sau bức màn hay không, nhưng cũng có hoài nghi. Nếu như Khang Thiếu Diệp không chết, Ngưu Kỳ vì lập công, còn có khả năng vu cho Khang Thiếu Diệp hoặc là kẻ sai khiến phía sau bức màn. Nhưng nếu để ông ta biết tin tức về cái chết của Khang Thiếu Diệp, mà vừa vặn Khang Thiếu Diệp chính là kẻ sai khiến phía sau, Ngưu Kỳ vu cũng không vu được, sẽ càng hết hy vọng. Đêm ngày hôm đó, Ngưu Kỳ bị sắp xếp đến một phòng rất bí mật, do một số cảnh sát trước đây có bất hòa với ông ta trông coi. Cả đêm, Ngưu Kỳ đã nhấm nháp không ít mùi vị thống khổ, đều là trước đây khi ông ta thẩm vấn phạm nhân, dùng đến những thủ pháp áp lên người kẻ khác. Một vài cảnh sát từng có hiềm khích với Ngưu Kỳ xuống tay rất mạnh, vì họ biết ngày hôm sau Ngưu Kỳ sẽ bị cục công an thành phố đưa đi. Đêm nay là cơ hội cuối cùng. Ngưu Kỳ bình thường đối nhân xử thế rất kiêu ngạo, đắc tội với không ít người. Mà bây giờ uy phong đã mất hết, đều biết ông ta khẳng định đã chết chắc rồi, cho dù không thể xử bắn được, cũng bị phán mười mấy năm, cuộc đời này xem như không còn gì để trông cậy rồi. Bởi vậy khi có người xuống tay thì cũng đã cộng dồn những thù mới hận cũ, thậm chí có hai người trước đây theo Ngưu Kỳ, còn học ở Ngưu Kỳ rất nhiều thủ pháp đánh người, về sau vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với Ngưu Kỳ, đã bị Ngưu Kỳ áp chế mất mấy năm, có cơ hội để tính sổ, ai cũng không nguyện bỏ qua. Ngưu Kỳ đã trải qua một đêm khó quên nhất trong đời, lần đầu tiên cảm nhận được cái vị sống không bằng chết, cũng để cho ông ta biết những thủ đoạn mà ông ta đối phó với phạm nhân trước đây, như thế nào mà khiến người ta đau thương cực độ. Sáng sớm hôm sau, Cục Công an thành phố cho người đến đưa Ngưu Kỳ và Vương Đại Pháo đi. Cùng lúc đó, trên bàn làm việc của Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Tô Công Thần, đã chất đầy một đống tài liệu tham ô nhận hối lộ của Ngưu Kỳ, chuyện cũ để lâu năm cùng tính toán. Tham ô nhận hối lộ thêm vào tội hành hung hại người, đếm tội để phạt, Ngưu Kỳ gần như phải ngồi tù cả đời rồi. Tin tức thẩm vấn không có kết quả truyền đến quận Hạ Mã, Bạch Chiến Mặc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cuối cùng đem tim để vào trong bụng rồi. Truyền vào trong thành phố, Phó Tiên Phong cũng thở phào một cái thật dài, cho dù ông ta tự nhận sau lưng có thế lực gia tộc to lớn, nhưng Hạ Tưởng cũng không phải là người thường, nếu để hắn tóm được điểm yếu, cũng không dễ dàng mà thu dọn. Bây giờ tốt rồi, Ngưu Kỳ không nhận tội, Khang Thiếu Diệp đã chết, vị trí của Bạch Chiến Mặc đã vững chắc, phải nói, nguy cơ xem như đã vượt qua rồi. Phó Tiên Phong còn có một sự thoải mái trong may mắn của việc sống sót sau tai nạn. Bạch Chiến Mặc cũng có những cảm giác như thế, tâm trạng vui sướng, đến cả cái chết của Khang Thiếu Diệp khiến ông ta bất an cũng được ném ra sau đầu, không tự chủ mà nghĩ đến Chu Hồng, lại lần nữa gọi điện cho Chu Hồng. Vốn nghĩ vẫn còn những tín hiệu tắt máy như trước đây, không ngờ vừa gọi đã thông rồi. Bạch Chiến Mặc lập tức trong lòng mừng như điên, xem ra thật đúng là chuyện tốt lâm môn, chuyện tốt thành đôi. Chuông reo 3 tiếng, điện thoại đã có người nhấc máy. Alo, giọng nói mệt mỏi và có chút không tình nguyện, chính là giọng điệu nói chuyện của Chu Hồng. Chu Hồng, đúng là cô sao? Bạch Chiến Mặc vừa nghe giọng nói của Chu Hồng, máu liền dồn hết lên trên. Còn có một loại cảm giác mối tình đầu. Tôi gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gọi thông rồi. Tại sao tắt máy mãi thế? Bộ dạng Chu Hồng giống như tỉnh lại sau cơn mơ, một lúc sau mới a. Một tiếng kinh ngạc. Bí thư Bạch, ai già, thật ngại quá, tôi không cố ý đâu. Lần trước sau khi gặp ngài, vừa lúc trong nhà có việc, nên mới vội vàng về quê, điện thoại hết pin quên không mang, vứt ở thành phố. Hôm nay vừa trở về, vừa mở máy là nhận được điện thoại của ngài, thật sự xin lỗi. Chương 630, cục diện. Những sốt ruột và không hài lòng trước kia, bị Chu Hồng giải thích một câu liền lập tức tan thành mây khói, trong lòng Bạch Chiến Mặc vô cùng vui sướng, ông ta còn lo Chu Hồng đùa giỡn mình, hóa ra là người đẹp có việc, hơn nữa lý do rất hợp tình hợp lý, có thể hiểu và thông cảm được, ông ta liền rộng lượng mà nói. Không sao, không vấn đề gì, ai cũng có việc gấp, phải không? Có một chuyện em vốn ngại không dám mở miệng, nhưng khó khăn xảy ra lại không có cách giải quyết, không biết anh có chịu giúp em hay không.
Giọng nói tội nghiệp của Chu Hồng truyền đến, trong đầu óc của Bạch Chiến Mặc liền xuất hiện hình tượng khổ sở đáng thương của Chu Hồng, khiến ông đột nhiên sinh ra cái khí phách quên mình vì người khác. Nói, cứ việc nói, trong phạm vi khả năng của anh, sẽ không chối từ. Vậy thì trước tiên xin cảm ơn Bí Thư Bạch, là như vậy. Chu Hồng dừng lại một lúc, hình như đang ấn thứ gì đó, sau khi một tiếng, kẹt, vang lên, thì liền nói. Rượu thuốc lần trước em tặng Bí Thư Bạch, bên trong đều có mai phục, thuốc lá đều do những tờ 100 nhân dân tệ cuộn thành, bên trong mỗi nắp chai rượu, đều có một đồng tiền vàng. Tổng trị giá là 500 ngàn tệ, không biết Bí Thư Bạch anh có phát hiện cơ quan bên trong này hay không? Bạch Chiến Mặc sửng sốt, sợ giật mình. Em làm sao lại ra tay món quà nặng như thế? Hơn nữa cũng không nói trước, anh suýt nữa thì quăng túi xách tay đi. Hơn nữa, em biếu anh nhiều tiền như vậy, là có ý gì? Có phải xem anh là người ngoài phải không? 500 ngàn tệ quả thực không phải là một con số nhỏ, Bạch Chiến Mặc cũng không phải rất giàu có, nhưng ông ta không phải tiền gì cũng lấy. Hơn nữa so sánh với Chu Hồng, 500 ngàn tệ cũng không mang lại cho ông sự hưởng thụ cảnh đẹp lòng vui như con người của Chu Hồng. Bạch Chiến Mặc có chút giận dỗi, có chút không hài lòng. Chu Hồng tủi thân mà nói. Em sau đó cũng thấy hối hận, cảm thấy tặng quà cho anh như thế quá khách khí, anh đối tốt với em như thế, giữa chúng ta còn nói chuyện tiền nong, thì quá tầm thường rồi. Vừa lúc hiện tại em đang túng bấn cần một khoản quay vòng vốn, nên mặt dày mà mong anh cho em nhận lại món quà đó, không biết anh có vì thế mà khinh thường em không? Bạch Chiến Mặc có chút do dự, nếu giữa 500 ngàn và Chu Hồng phải đưa ra một sự lựa chọn, thả dây dài câu cá lớn, thì không thể hám cái lợi trước mắt, lại có giọng nói của Chu Hồng quả thật là có sức hấp dẫn, nói không chừng có thể nhân lúc không có tiền lại có thể trở thành chuyện tốt. Ông ta liền đồng ý. Được chứ, không vấn đề gì. Vậy thì xin Bí Thư Bạch kiểm tra túi xách tay, xem đồ bên trong có phải là đang còn không. Lần trước cầm túi xách tay về, Bạch Chiến Mặc cũng không để ý tới, tiện tay để lại luôn ở phòng làm việc. Chu Hồng vừa nói, ông ta mới thấy hồi hộp, ông ta còn chưa đến cái ranh giới cậy của khinh người mà đem 500 ngàn tệ tùy tiện ném đi. Vội vàng mở túi xách tay ra, theo lời của Chu Hồng nói, xé một cây thuốc và mở một chai rượu, nói. Không sai, trong thuốc có tiền, trong rượu có đồng tiền vàng. Cảm ơn anh, Bí Thư Bạch, anh đúng là người tốt. Chu Hồng ngọt ngào nói. Anh đợi điện thoại của em, đợi em tìm thời gian thích hợp rồi hẹn địa điểm gặp nhau, được không anh? Thời gian tốt nhất là khi nào? Bạch Chiến Mặc bị những ám thị của Chu Hồng lôi kéo đến mức ngứa ngáy trong lòng, không khỏi hởi lòng hởi dạ. Được được, nhưng tốt nhất là qua 2-3 ngày nữa. Quận ủy vừa có một phó bí thư mới qua đời, phải xử lý một chút hậu sự của ông ấy. Điện thoại của Chu Hồng gọi đến thật là đúng lúc, buông điện thoại xuống, Bạch Chiến Mặc lập tức cảm thấy tinh lực tràn trề rất nhiều, những ủ rũ lúc trước đều biến hết, cảm thấy ngày mai tươi đẹp đang vẫy tay chào ông ta. Nguy cơ được giải trừ, lại có người đẹp hẹn gặp, đời người việc tốt chẳng gì bằng tiền và người đẹp, ông ta lập tức sẽ được nắm hai thứ đó trong lòng bàn tay, tại sao có thể không vui không tự kìm hãm mình. Bạch Chiến Mặc trước tiên làm báo cáo lên thành phố, mời những lãnh đạo có liên quan tham dự lễ truy điệu của đồng chí Khang Thiếu Diệp, sau đó để cho Phó Hiểu Bân sắp xếp bố trí hội trường ở lễ đường quận ủy, và truyền đạt chỉ thị của quận ủy, yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên của quận Hạ Mã, cần phải tham dự lễ truy điệu của đồng chí Khang Thiếu Diệp, nhất loạt không được xin phép nghỉ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, Bạch Chiến Mặc liền gọi điện cho Phó Tiên Phong, báo cáo một chút về việc sắp xếp của ông ta. Phó Tiên Phong không nói gì, chỉ hai tiếng rồi tắt điện thoại, khiến cho Bạch Chiến Mặc có chút nghi ngờ, bí thư phó sao không có chút gì vui vẻ cả, lẽ nào ông ta không thấy vui với cái chết của Khang Thiếu Diệp. Phó Tiên Phong không phải không vui, mà là cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Nhưng dù không còn mặt mũi để gặp người khác thì cũng phải lộ diện, cho nên khi ông ta đi vào phòng họp hội nghị thường vụ, lấy nụ cười đáp lại ánh mắt nhìn khó hiểu và hoài nghi của mọi người. Cố làm ra vẻ thoải mái mà cười nói. Trên đường gặp nạn, bị người ta đánh cho một trận, nên thành ra thế này đây. Trần Phong kinh ngạc đứng dậy. Xảy ra chuyện gì thế, Tiên Phong? Có báo cảnh sát không? Xảy ra ở chỗ nào vậy? Phó Tiên Phong không thể phán đoán được sự quan tâm của Trần Phong là thật hay giả. Ông ta một lòng nhận định sự cố xảy ra trên đường cao tốc là một trò hay mà Hạ Tưởng đã dày công chuẩn bị. Nhưng sau việc đó ông ta nghĩ... Cũng không gọi điện cho cảnh sát, thì cũng không cần làm bẽ mặt mình,
cảnh sát đến thì có tác dụng gì? Người cũng đã chạy xa rồi, ông ta cũng không nhận ra lấy một người, bộ dạng như thế nào cũng không nhớ nổi, sau cùng chỉ có thể lấy vụ án trị an bình thường để xử lý, khẳng định cũng là một kết quả sống chết mặc bây. Nhưng ông ta nghi ngờ thì nghi ngờ, chứ không có một chút chứng cứ để chỉ ra là Hạ Tưởng. Hoàn toàn có thể coi là một sự việc đột phát ngoài ý muốn cũng được, trên đường cao tốc, cũng không thiếu những chuyện chặn xe cướp bóc xảy ra, ông ta gặp phải, xem như ông ta xui xẻo mà thôi. Ông ta vốn định giáng sức trốn trong phòng làm việc không gặp người khác. Cái bộ dạng mặt mày sưng húp có thể không phù hợp với sự uy nghiêm của một phó bí thư thành ủy, nhưng Khang Thiếu Diệp vừa chết, thành ủy phải mở hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề ứng cử phó bí thư quận Hạ Mã, còn có vấn đề quy mô của lễ truy điệu và lời điếu viết như thế nào, đều cần phải sau khi thành ủy nghiên cứu xong, sẽ cho quận Hạ Mã một tinh thần cơ bản. Hội nghị thường vụ ông ta không thể không tham gia. Phó Tiên Phong sau khi nhận được thông báo, còn do dự một lúc xem có cần phải tìm cớ để xin nghỉ không, sau đó quyết chí, bỏ qua đi, mất mặt thì mất mặt rồi, vừa khéo mang một hình tượng bi thảm xuất hiện, có lẽ có thể chuyển được sự chú ý của mọi người, không khiến cho họ nghĩ nhiều về cái chết đột nhiên của Khang Thiếu Diệp, cũng không để cho mọi người đem Vương Đại Pháo, Ngưu Kỳ và ông ta liên tưởng lại với nhau. Phó Tiên Phong cho dù có phải là sẵn lòng hay không, Trần Phong đã có những biểu thị. Ông ta đành phải khách khí vài câu, đơn giản mà nói một chút về tình hình lúc đó. Tất cả ủy viên thường vụ đang ngồi, đều tỏ ý đồng tình với tai nạn của ông ta, thật giả chưa nói, dù sao mỗi người đều nói ra những lời xã giao nên nói. Trần Phong liền đưa ra đề tài thảo luận hôm nay. Đồng chí Khang Thiếu Diệp bất ngờ ra đi, là một tổn thất rất lớn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, quận Hạ Mã cũng mất đi một cán bộ đảng viên tốt. Lúc này tôi xin thay mặt cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận gửi lời an ủi sâu sắc tới người nhà của đồng chí Khang Thiếu Diệp, và vô cùng đau xót với sự ra đi không may của đồng chí Khang Thiếu Diệp. Lời mở đầu nói xong, Trần Phong liền chuyển chủ đề. Về việc cử hành lễ truy điệu cho đồng chí Khang Thiếu Diệp như thế nào, và lời điếu kết luận ra sao, xin các đồng chí nói thoải mái, biểu đạt cách nhìn nhận và quan điểm của mình. Trong lòng Phó Tiên Phong có hổ thẹn. Cho rằng cái chết của Khang Thiếu Diệp quả thực là do ông ta chỉ thị Bạch Chiến Mặc làm, liền lên tiếng đầu tiên. Đồng chí Thiếu Diệp vì nước vì dân đã đóng góp không ít cống hiến, ông đã hy sinh trên cương vị công tác, cần phải có một lễ truy điệu theo một cách thức cao long trọng, lời điếu cũng nên do thành ủy đứng ra viết. Do thành ủy đứng ra viết lời điếu sẽ cho thấy thành ủy khẳng định rất cao về công việc và cách đối nhân xử thế của Khang Thiếu Diệp, hơn nữa nhất định phải có lãnh đạo thành ủy tham dự lễ truy điệu. Lý Đình Sơn lập tức biểu thị ý kiến phản đối. Đồng chí Khang Thiếu Diệp tuy rằng coi như là vì việc công mà hy sinh, nhưng ông ta lại không làm nên những thành tích quá lớn, do thành ủy cao điệu đứng ra tổ chức lễ truy điệu cho ông ta thì có chút chuyện nhỏ mà làm lớn rồi, tôi đề nghị trực tiếp do quận Hạ Mã đứng ra tổ chức là được, toàn bộ công việc cụ thể do quận Hạ Mã phụ trách, thành ủy không cần thiết phải dẫn đầu. Tôi cảm thấy trưởng ban thư ký nói có lý, quận Hạ Mã vừa thành lập, thành tích chưa được thấy bao nhiêu. Lại có một phó bí thư qua đời, truyền ra ngoài cũng không hay lắm, thành ủy mà ra mặt, mang cái ấn tượng gióng trống khua chiêng ra bên ngoài cũng không tốt lắm, tốt nhất là khiêm tốn một chút. Cao Hải cũng lập tức phụ họa theo đề nghị của Lý Đinh Sơn. Hồ Tăng Chu nhìn Vu Phồn Nhiên một cái, thấy bộ dạng lã vọng buông cần của Vu Phồn Nhiên, hình như tất cả đã định liệu trước, ông ta cười thầm, hơi nghĩ một chút, rồi nói. Thành ủy không ra mặt là tốt. Đồng chí Thiếu Diệp trong việc xử lý sự việc ở cao ốc Hỏa Thụ, không quá khiến người ta hài lòng, thành ủy ra mặt, sẽ dẫn đến mâu thuẫn tâm lý của một số đồng chí ở quận Hạ Mã. Vu Phồn Nhiên đợi cho lời của Hồ Tăng Chu vừa dứt, liền lập tức biểu thị sự tán thành. Chủ tịch thành phố Hồ nói rất đúng, hãy lấy việc chăm sóc tinh thần của cán bộ đảng viên quận Hạ Mã làm hàng đầu. Tử giả trường dĩ hí, sinh giả đương thường tư, người sống phải sống vui vẻ qua ngày để cho linh hồn của người chết ở bên kia thế giới có thể yên lòng. Các hạng công việc vẫn phải tiếp tục triển khai, tương lai của quận Hạ Mã là nhiệm vụ nặng nề. Ngoài ra, cái chết của đồng chí Khang Thiếu Diệp hẳn phải có chút kỳ quái, liệu có phải có thủ đoạn bịp bợp gì hay không? Cho nên tôi cho rằng rầm rầm rộ rộ mà tổ chức lễ truy điệu, không phù hợp với tình thế trước mắt. Vu Phồn Nhiên có ý như vô ý mà nhìn Phó Tiên Phong một cái. Mí mắt của Phó Tiên Phong đến chấp cũng không thèm chấp, không dám đối diện với Vu Phồn Nhiên, quả tim cũng chịu thua mà đập nhanh liên hồi. Vu Phồn Nhiên có tâm hay là vô ý,
ông ta làm sao có thể liên tưởng đến cái chết của Khang Thiếu Diệp là có vấn đề. Phó Tiên Phong có tật giật mình, sự hăng say cũng không còn nhiều nữa, ông ta chỉ im lặng và hướng về phía Trần Ngọc Long đưa mắt ra hiệu. Trần Ngọc Long cũng nhìn thấy thái độ không còn hăng hái của Phó Tiên Phong, liền thích hợp mà biểu thị sự nhường bước. Nếu mọi người đã cho rằng truy điệu khiêm tốn là tốt, tôi cũng tán thành với ý kiến của mọi người, là để cho quận Hạ Mã đứng ra tổ chức lễ truy điệu là được, về phần lời điếu, hay là cứ dựa trên sự công bằng, theo nguyên tắc thiết thực mà viết, thành ủy sẽ định cho quận Hạ Mã một tinh thần cơ bản, sau khi do họ viết xong, thành ủy xét duyệt lại một chút thì xem như đi hết một cảnh nối tiếp. Những người khác đều gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Phong thấy thế, liền đưa ra quyết định cuối cùng. Được, vấn đề lời điếu và lễ truy điệu của đồng chí Khang Thiếu Diệp sẽ quyết định như thế. Đến lúc đó thành ủy sẽ cử một phó chủ tịch thành phố đứng ra, bày tỏ một chút sự thăm hỏi của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo sẽ thảo luận một chút về vấn đề ứng cử phó bí thư quận ủy. Phó Tiên Phong trong lòng bất đắc dĩ, Khang Thiếu Diệp tốt xấu gì cũng là một phó bí thư quận ủy, nhân vật thứ ba của quận Hạ Mã, sau khi người chết đi, lại chỉ có một phó chủ tịch thành phố bình thường ra mặt, đến cả một ủy viên thường vụ thành ủy cũng không tham gia lễ truy điệu, ai cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Quy cách thấp như thế, quả thực có thể dùng sự bủn xỉn để miêu tả. Nhưng ông ta lại không thể chủ động đề xuất việc ông ta sẽ tham gia lễ truy điệu, ông ta là phó bí thư thành ủy, tham gia lễ truy điệu của một phó bí thư quận ủy, không có sự quyết định của thành ủy, ông ta tự đi một mình chính là vi phạm quy định. Ngoài ra trong lòng ông ta có điều mờ ám, trên mặt bị thương, đi rồi, không chừng sẽ đồn ra những chuyện hài gì. Thôi đi, Khang Thiếu Diệp ông cứ an tâm mà lên đường, người nhà của ông, tôi sẽ dùng hết khả năng mà âm thầm chăm sóc họ. Trần Phong nhắc đến vấn đề ứng cử, tuy sự việc xảy ra hơi vội vã, trong lòng Phương Tiến Giang cũng đã có người ứng cử. Ông ta sắp nghỉ việc, phỏng chừng lần đề cử lần này là lần đề cử quan trọng cuối cùng trên vị trí là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến, khẽ động suy nghĩ, nói. Qua khảo sát ban đầu của ban tổ chức cán bộ, phó bí thư huyện ủy Yến Đông Trần Tử Phàm điều kiện không tồi, phù hợp thủ tục đề bạt, muốn đề cử là ứng cử viên phó bí thư quận ủy. Huyện Yến Đông nằm ở phía đông của thành phố Yến, là một huyện lớn của thành phố Yến, trong xếp hạng của thành phố Yến tương đối đứng sát đầu. Trần Tử Phàm thân là phó bí thư huyện, năm nay 36 tuổi, cũng coi như là một đại biểu cán bộ trẻ có triển vọng, bằng cấp cao, có lòng hăng hái, đối nhân xử thế cần cù trung thực. Đương nhiên nếu trên đây không coi là ưu điểm, Trần Tử Phàm là nội tình mà Trần Phong một tay đề bạt lên, đã đủ để làm sáng tỏ động cơ Phương Tiến Giang đề cử Trần Tử Phàm. Hồ Tăng Chu hơi trầm ngâm, rồi cũng đề cử một người. Đồng chí Trang Thanh Vân cũng phù hợp với điều kiện đề bạt, tôi cảm thấy đồng chí ấy cũng có thể đảm nhiệm chức vụ phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Trang Thanh Vân là phó chủ tịch thường trực huyện Yến Tây, giống như Trần Tử Phàm, đều là cấp phó cục, phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã là cấp cục trưởng, tương đương với một bước ngoặt tiến vào cánh cửa cấp cục trưởng, coi như là một tiến bộ không nhỏ. Khỏi cần nghĩ. Trang Thanh Vân bình thường khẳng định báo cáo công việc với Hồ Tăng Chu nhiều hơn. Lý Đình Sơn thấy mọi người biểu đạt cách nhìn nhận và quan điểm của mình, lòng nghĩ chi bằng cũng tham gia cho vui, liền không chuyên chú mà nói một câu. Trung Nghĩa Bình của huyện An cũng chín chắn chịu làm, là một cán bộ tốt. Vừa nhắc tới Trung Nghĩa Bình, Phó Tiên Phong liền không kìm nổi sự tức giận, Trung Nghĩa Bình là một mưu tính dày công của Hạ Tưởng, đặt một cái bẫy để ông ta nhảy vào. Mới có thể thuận lợi mà từ trưởng phòng đề bạt lên phó cục trưởng, và tiến vào hội nghị thường vụ huyện An, đảm nhiệm bí thư đảng ủy xã. Với kinh nghiệm lý lịch hiện tại của Trung Nghĩa Bình, làm sao có tư cách lại thăng lên cục trưởng đảm nhiệm phó bí thư quận ủy. Đề nghị của Lý Đình Sơn quả thực chính là vô cớ gây rối. Lý Đình Sơn hình như đoán được cơn thịnh nộ của Phó Tiên Phong, sau khi nói xong, lại tự giễu mà cười. Tôi không đề cử Trung Nghĩa Bình nữa. Lý lịch kinh nghiệm của cậu ta hơi đơn giản, đề cử ứng cử thuộc về chức trách của ban tổ chức cán bộ, để trưởng ban Phương phụ trách là được rồi. Ngụ ý là, ông vẫn tôn trọng đề cử của Phương Tiến Giang. Phó Tiên Phong vốn định nổi giận, rất nhanh lại bị Lý Đình Sơn ép trở lại. Thiếu chút nữa không kìm được tốt xấu, chỉ đành buộc phải nuốt về những lời bên miệng, bất mãn mà nhìn Lý Đình Sơn một cái. Lý Đình Sơn lại với vẻ mặt nghiêm túc, lờ đi với kháng nghị của Phó Tiên Phong. Trần Phong cuối cùng quyết định một tư tưởng chính. Tiến Giang sàng lọc một chút ứng cử,
nhanh chóng báo cáo lên hội nghị làm việc bí thư nghiên cứu. Mời Tăng Chu sắp xếp cụ thể một phó chủ tịch thành phố đến quận Hạ Mã tham gia lễ truy điệu. Tan họp. Lời vừa nói xong, ông liền nhìn Phương Tiến Giang và Lý Đinh Sơn một cái. Tiến Giang và Đinh Sơn tới phòng làm việc của tôi chút. Lên giọng chỉ rõ để Phương Tiến Giang và Lý Đinh Sơn sau cuộc họp tiếp tục trao đổi, ai không rõ là tại sao. Phó Tiên Phong trong lòng bất bình cũng không còn cách nào khác. Ông ta bây giờ có vấn đề trên người, luôn cảm thấy không đủ lý lẽ hùng hồn, lòng nghĩ xem ra thật không thể giấu điều mờ ám trong lòng, một khi có, sẽ thiếu tự tin. Nói cho cùng vẫn là tu dưỡng chưa đủ, da mặt không dày, tâm không đủ tối, giống như Hạ Tưởng, mãi mãi mang bộ dạng bình tĩnh như không, ai biết trong lòng hắn không phải là một mảng đen kịt. Kẻ xui khiến trên đường cao tốc hành hung ông ta một trận, tuy trong sự kiện cao ốc hỏa thụ đã sắm vai thành một hình tượng quang huy vĩ chính, thực ra hắn cũng chỉ là một tiểu nhân đen tối hiểm độc xấu xa. Chẳng qua Hạ Tưởng hơn ông ta ở chỗ biết diễn trò mà thôi. Phó Tiên Phong tức giận bất bình. Lại nghĩ đến điện thoại của Mã Tiêu, trong lòng càng kiên định phải quyết tâm không chết không ngừng với Hạ Tưởng. Sự việc đã ồn tới bây giờ, được, mọi người sẽ dùng thủ đoạn của mình, dựa vào bản lĩnh của mình, để xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Thế cục quận Hạ Mã sau khi ổn định lại, sẽ thực thi cụ thể kế hoạch của Mã Tiêu là được, Phó Tiên Phong trở về phòng làm việc, gọi điện cho Thôi Hướng. Bí thư Thôi, bên Bí thư Diệp có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa có. Thôi Hướng lo lắng mà nói. Hạ Tưởng gặp Diệp Thạch Sinh, cụ thể nói gì thì không rõ lắm, dù sao tôi cảm thấy thái độ của Bí thư Diệp có chút khéo léo. Phó Tiên Phong cắn răng. Sự việc cần phải gấp rút làm, bây giờ Hạ Tưởng đã trở về, hắn ta khẳng định sẽ nhúng tay, sẽ phá vỡ. Dự tính phải tăng thêm lợi ích rồi. Thôi Hướng tỏ vẻ tán thành. Diệp Thạch Sinh rất thân cận với Hạ Tưởng, lại thêm Hạ Tưởng rất biết ăn nói. Lại biết đâm bị thóc chọc bị gạo, để Bí thư Diệp chuyển hướng không phải là không thể. Nhưng trên quan trường, lợi ích là lớn nhất, chỉ cần phân lượng lợi ích đủ nặng, Bí thư Diệp cuối cùng đưa ra quyết tâm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng điểm khó của vấn đề là ở chỗ, không biết Hạ Tưởng đã hứa hẹn những lợi ích gì với Bí thư Diệp. Phó Tiên Phong suy nghĩ, bỗng thốt lên một câu. Liệu có thể kéo Ma Thu lại được không? Thôi Hướng giật mình. Tuy quan hệ giữa Bí thư Diệp và Ma Thu không mật thiết lắm, nhưng Ma Thu rất trung thành với Bí thư Diệp, hơn nữa Ma Thu lại nhát gan, khả năng là khó mà lay động được anh ta. Phó Tiên Phong cười tự tin. Trời lớn đất lớn, lợi ích lớn nhất, thời gian Ma Thu đi theo Bí thư Diệp cũng không ngắn, bây giờ cũng không đạt được một chỗ tốt nào, nhưng nếu đột nhiên có một chỗ tốt thật lớn bày ra trước mặt anh ta có thể không lay động sao? Không thử làm sao biết được như thế nào? Bí thư Thôi. Để cho thư ký của ông tiếp xúc với anh ta trước, thấy thế nào? Thôi Hướng cân nhắc một lát, cảm thấy sự việc khả thi, liền đồng ý. Bên trong hội trường quận ủy quận Hạ Mã, một bầu nghiêm trang, do tránh văn phòng quận ủy Phó Hiểu Bân đứng đầu, tránh văn phòng ủy ban nhân dân Kim Hồng Tâm làm phó, đang bố trí hiện trường lễ truy điệu, không ít nhân viên công tác bận tới bận lui, không khí hiện trường bận rộn mà trang nghiêm. Hạ Tưởng không tỏ rõ ý kiến với việc tổ chức lễ truy điệu cho Khang Thiếu Diệp, cho dù nguyên nhân chết của Khang Thiếu Diệp là gì, nhưng người chết là chuyện lớn, biểu hiện ra bên ngoài cũng cần phải làm bộ chút, lễ truy điệu không phải truy điệu người chết, mà để cho người sống được an tâm. Vấn đề Hạ Tưởng quan tâm là khi nào Ngưu Kỳ nhận tội. Sự ngoan cố của Ngưu Kỳ đã sớm nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn tin rằng Ngưu Kỳ khẳng định sẽ có ngày nhận tội, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấu chốt là, làm thế nào mới có thể để cho Ngưu Kỳ được như mong nguyện của hắn, nhận tội vào một thời gian thích hợp, chính là điểm khó. Hạ Tưởng suy đi nghĩ lại, vẫn gọi điện cho Lịch Phi, sau khi giải thích với Lịch Phi mấy câu, Lịch Phi có chút không tin tưởng lắm mà hỏi. Thật sự khả thi không? Hạ Tưởng cười mắng. Muốn lập công thì cậu chủ động mà làm, không muốn lập công thì xem như tôi chưa nói gì. Lời của lãnh đạo, một câu bằng vạn câu. Tôi nào dám không nghe. Lịch Phi tức khắc lấy lại ý vị. Lập tức chấp hành. Chương 631, lên xuống. Hạ Tưởng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn những đám lá rụng xuống nhuộm một màu khô vàng, còn có những cây cỏ non run lạnh trong gió thu, trong lòng thấy vô cùng trống trải. Quận Hạ Mã thành lập mới được mấy tháng, ào ào vũ bão, tranh chấp không ngừng, trong nước, muốn có được thành đạt chân chính,
muốn vùng vẫy chân tay, nói sao mà dễ. Có bao nhiêu kẻ thù chính trị đang nhìn chòng chọc chờ anh phạm sai lầm. Lại có bao nhiêu người nhìn vào thị trường bất động sản đang phát triển mạnh mẽ của quận Hạ Mã, không phải muốn đầu tư thật lòng, mà là muốn cuốn sạch lợi ích. Trời lớn đất lớn, nhưng lợi ích vẫn là lớn nhất, vì lợi ích, quận Hạ Mã trở thành vùng đất cần phải tranh giành. Vốn nghĩ rằng Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ xa lưới, có thể vặn được Khang Thiếu Diệp, không ngờ Khang Thiếu Diệp đã chết trước mất rồi, khiến cho việc xa lưới của Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ thiếu đi hiệu quả chấn động. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng đoán được cái chết của Khang Thiếu Diệp khẳng định là có người đã tác động ngầm gì đó vào, cũng coi như không tồi, chí ít việc xa lưới của Vương Đại Pháo cũng khiến cho một số người sợ hãi. Nếu cái chết của Khang Thiếu Diệp thật sự có vấn đề, người nào đó đã chẳng khác nào trên cổ đã treo một cái gông. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng không muốn buông tha Bạch Chiến Mặc. Nếu như nói những tranh đấu trước đây với Bạch Chiến Mặc là chính kiến bất đồng, hoặc là bất đồng về lập trường, Hạ Tưởng nguyện ý cùng ông ta đem tất cả mọi việc đưa ra chỗ công khai. Nhưng từ sau sự việc ở cao ốc Hỏa Thụ, lại thêm cái chết bất ngờ của Khang Thiếu Diệp, đã khiến hắn xem thấp cách đối nhân xử thế của Bạch Chiến Mặc, và đưa ra quyết tâm phải lật đổ Bạch Chiến Mặc. Giữ Bạch Chiến Mặc ở lại quận Hạ Mã, tuyệt đối tai họa lâu dài về sau. Hạ Tưởng lần đầu tiên sản sinh ý nghĩ phải đánh đổ Bạch Chiến Mặc, thề không bỏ qua. Đánh bại được Bạch Chiến Mặc rồi, giống như cắt đứt được cánh tay của Phó Tiên Phong ở quận Hạ Mã, cũng có lợi cho hắn về sau thong dong mà đối phó với Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã. Vì một loạt sự kiện, Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân của quận Hạ Mã kéo dài lại kéo dài, trên thực tế cho đến hiện tại, hắn chỉ là Phó Bí Thư, Phó Chủ tịch quận Hạ Mã, thay mặt Chủ tịch quận. Vốn đã quyết định xong cuối tháng 11 tổ chức đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, bây giờ vì cái chết bất ngờ của Khang Thiếu Diệp, lại phải chậm lại. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười, được, cái chức thay mặt chủ tịch quận của hắn đến khi nào mới có thể đi hết trình tự định sẵn, trở thành nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân quận mà danh tiếng đúng với thực tế. Sắc trời mỗi lúc một âm u, chỉ trong chốc lát, đã thổi đến những cơn mưa bụi. Một cơn mưa thu một trận rét, mùa đông ở quận Hạ Mã sắp đến rồi. Nhưng so sánh với mùa đông của thời vụ, Hạ Tưởng lại có lý do tin tưởng, mùa xuân trên chính trị của quận Hạ Mã, thời gian không còn xa nữa. Không bao lâu, mưa càng lúc càng to, bên ngoài cửa sổ đã thành một màn trắng xóa. Thành phố Yến rất hiếm khi thấy trận mưa thu nào to như thế, Hạ Tưởng thẫn thờ một lát, tâm tư có chút mịt mờ, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại mới khiến hắn tỉnh lại, hắn mới lắc đầu cười. Sự lơ đãng vừa rồi. Khiến hắn bỗng nhiên có một loại cảm khái kiếp trước kiếp này, vì sự lơ đãng vừa rồi của hắn lại là trong lúc vô ý mà nhớ tới Vệ Tân. Liên Nhược Hạm đã quay trở về thủ đô, trước khi đi, cô ấy gọi điện đến nói về Vệ Tân. Vệ Tân cố ý để Liên Nhược Hạm gặp quản Tân Vọng gạch dưới đó chính là một kỹ sư mà lần trước Vệ Tân nói là đang theo đuổi cô gạch dưới Liên Nhược Hạm đánh giá quản Tân Vọng là có thể kết giao, liền đồng cảm với lựa chọn của Vệ Tân. Vệ Tân nghe được sự đồng cảm của Liên Nhược Hạm và thái độ của Hạ Tưởng, cô lại do dự, đối với ý của Liên Nhược Hạm, cô phải suy nghĩ thêm, bây giờ còn trẻ, không muốn suy xét chuyện lớn trong cả đời, còn nữa, phụ nữ trước 30 tuổi mà gả cho người ta là được. Đến 30 tuổi, nếu vẫn không tìm được người thích hợp, thì độc thân là xong rồi. Vệ Tân của kiếp trước và Vệ Tân của kiếp này, thay đổi cả thời gian và không gian, chỉ có tấm lòng mê say là không thay đổi. Hạ Tưởng nhớ rõ kiếp trước cũng là một ngày thu mưa to gió lớn, lần đầu tiên Vệ Tân cãi nhau với hắn, nguyên nhân cãi nhau chính là vì Vệ Tân muốn kết hôn, xác thực mà nói, Vệ Tân muốn làm vợ hắn, muốn hắn cho cô một danh phận. Hạ Tưởng lại không hề trả lời, phát sơ qua mà nói hắn chưa kiếm đủ 10 triệu, chưa muốn kết hôn. Vệ Tân luôn ân cần chăm chút, rốt cục lần đầu tiên nổi giận với hắn, nói cô không quan tâm chuyện tiền nong, dù cho hắn chỉ là một tên ăn mày, cô theo hắn đã mấy năm. Muốn trở thành người phụ nữ danh tiếng đúng với thực tế của hắn, không muốn không minh bạch mà ở chung cùng hắn như thế. Hạ Tưởng cũng nổi giận, nói hắn là chủ nghĩa gia trưởng, cả đời không kiếm đủ 10 triệu, cả đời sẽ không kết hôn, Vệ Tân khóc không thành tiếng, đóng sầm cửa lại bỏ đi. Bên ngoài mưa to gió lớn, Hạ Tưởng cũng là sống trong phúc mà không biết có phúc, do dự một chút, nhưng rồi cũng không đuổi theo cô, mặc cho bóng dáng yếu ớt của Vệ Tân nhạt dần trong màn mưa mịt mù. Vậy mà sau mấy tiếng trôi qua, Vệ Tân trở về, còn mua bánh bao và hoa quả mà Hạ Tưởng thích ăn, dường như không có việc gì mà nấu cơm cho hắn, rồi lặng lẽ dọn nhà, giống như chẳng có gì xảy ra vậy.
Hạ Tưởng vốn muốn an ủi cô vài câu, nhưng lại thấy bộ dạng tủi thân vẻ mặt cười mà đẫm lệ của Vệ Tân, lại cảm thấy tất cả mọi lời nói đều yếu đuối bất lực gạch dưới hắn không muốn kết hôn, cũng không biết tại sao, dù sao hắn không thuyết phục nổi mình quyết định lấy Vệ Tân. Đời người, chính là do vô số những tiếc nuối tạo thành, kiếp trước ở cùng với Vệ Tân, cuối cùng vẫn là vận mệnh chia tay, kiếp này gặp lại, vẫn là kết cục hữu duyên vô phận. Mặc kệ, Hạ Tưởng thở dài một cái, không phải hắn không cho Vệ Tân cơ hội, mà là biết rõ không có kết quả, hà tất phải dẫm lên vết xe đổ. Sai lầm kiếp trước, kiếp này không thể tái phạm, để cho Vệ Tân yên bình mà tìm một người đàn ông yêu cô để sống một cuộc sống tốt đẹp là được rồi, dù cho cô không yêu người đàn ông đó. Điện thoại là Lý Thấm gọi đến. Lý Thấm câu đầu tiên đã rất thành khẩn mà nói. Xin lỗi, Chủ tịch Quận Hạ, tôi sai rồi, bây giờ xin trịnh trọng mà nhận lỗi với anh, anh mắt tinh hơn tôi còn kém một chút trình độ. Lời xin lỗi của Lý Thấm lập tức khiến Hạ Tưởng hiểu rõ một sự thật, thương mại trường cơ thỏa hiệp rồi. Quả nhiên, liền sau đó Lý Thấm nói với Hạ Tưởng, thương mại trường cơ đã tiếp nhận yêu cầu nâng giá 8%, điều kiện là, đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, không cho phép được tiết lộ ra thị trường một chút tin tức bên trong nào, nếu vi ước, thương mại trường cơ có quyền hoàn lại toàn bộ khoản tiền, và phải bồi thường cho họ 10% tiền vi ước. Bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An đều dè dặt một chút, đáp ứng điều kiện của đối phương. Thẩm Lập Xuân lại không lập tức có biểu thái, nói muốn xin chỉ thị của Chủ tịch Thành một chút, cách làm của Thẩm Lập Xuân phù hợp với trình tự bình thường, và không gây ra những nghi ngờ của thương mại trường cơ. Thẩm Lập Xuân không chỉ xin chỉ thị của Thành Đạt Tài, mà còn xin chỉ thị của Hạ Tưởng, vì ông ta muốn biết Hạ Tưởng rốt cục muốn bỏ ra một lượng tiền lớn như thế nào vào thương mại trường cơ. Vì sau khi thâu tóm toàn bộ khu chung cư đang xây dựng của ba công ty bất động sản lớn là bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An và tập đoàn Đạt Tài, thương mại trường cơ hoàn toàn nắm trong tay trên 70% thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, hơn nữa còn đem mấy công ty bất động sản lớn có tính quyết định và sức ảnh hưởng một mẻ đánh gọn, đã có được đủ năng lượng ảnh hưởng đến bước đi của bất động sản quận Hạ Mã. Hơn nữa qua loa mà tính, thương mại trường cơ nếu thật có khả năng thanh toán toàn bộ khoản tiền nhà, lượng tiền lớn bỏ ra đã đạt tới gần con số khổng lồ là 10 tỷ. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, quận Hạ Mã thân là trong chóng đo chiều gió của toàn bộ thị trường bất động sản thành phố Yến, sẽ trở thành đồng hồ đo thời tiết của thị trường bất động sản thành phố Yến, mà thương mại trường cơ bất động thanh sắc, không chế không được thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, chẳng khác nào khống chế được quyền định giá của thị trường bất động sản toàn thành phố Yến, và chẳng khác nào đã cuỗm được toàn bộ thị trường bất động sản của thành phố Yến. Cũng có thể nói, cuỗm được chính quyền quận Hạ Mã. Thẩm Lập Xuân cho dù tin tưởng năng lực và kế sách của Hạ Tưởng, cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Thương mại trường cơ có một thế lực rất lớn, vạn nhất cái đuôi lớn không đứt cuối cùng không thể khống chế, chính là một thất sách lớn. Hạ Tưởng đã truyền đạt với Lý Thấm ba điểm tinh thần chỉ thị, một là để cho Thẩm Lập Xuân không cần phải khẩn trương, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu đã nói, để cho thương mại trường cơ tiến vào, hai là hắn còn có hậu chiêu, khẳng định đủ khả năng khống chế tình hình trong phạm vi có thể tiếp nhận được, ba là đợi cho sau khi sự hỗn loạn của quận Hạ Mã bình ổn trở lại. Hắn sẽ tổ chức hội nghị toàn thể một lần nữa, nghiên cứu sự bố trí công tác ở bước tiếp theo, và hắn còn sẽ đích thân gặp mặt Thành Đạt Tài. Cùng với Chủ tịch Thành thâm nhập bàn bạc kế sách ứng đối. Lý Thấm từng cái chấp hành, cuối cùng lại nói một câu. Tôi phát hiện mình càng ngày càng khâm phục anh rồi, Chủ tịch Quận Hạ, anh là một cán bộ có cách nhìn sáng suốt biết nhìn xa hiếm thấy trong nước. Hạ Tưởng không để ý tới lời nịnh bợ của Lý Thấm, hỏi. Tiến triển của bất động sản Quảng Hạ như thế nào rồi? Còn cả công ty bất động sản Á Nam, đăng ký thành công không? Chủ tịch Tiếu nói, do tôi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty chi nhánh thành phố Yến môi giới bất động sản Giai Thành, Chủ tịch bất động sản Quảng Hạ, từng bước chuyển giao tới tay Tùng Phong Nhi. Công ty bất động sản của Tề Nam Á đang tiếp nhận xét duyệt tài chính, anh ta đã đặt một cái tên rất dung tục, gọi là bất động sản Nam Tân. Tính cách của Lý Thấm khó sửa. Luôn luôn thích bới móc. Hạ Tưởng không để ý đến những châm chọc của Lý Thấm, cười một tiếng. Tên không quan trọng, quan trọng là thực lực. Được rồi, tôi còn việc phải làm, liên hệ sau nhé. Lý Thấm vốn còn lời muốn nói, còn nghi vấn muốn hỏi, không ngờ Hạ Tưởng nói tắt là tắt, căn bản là không cho cô cơ hội để nói, khiến cô vô cùng buồn bực. Hạ Tưởng quả thực là có việc bận. Hiện trường lễ truy điệu đã bố trí xong,
cần có hắn và Bạch Chiến Mặc nghiệm thu lại một chút. Hạ Tưởng dưới sự tháp thùng của Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm, đến hội trường thị sát một chút cách bố trí hiện trường của lễ truy điệu, trên cơ bản coi như hài lòng. Bạch Chiến Mặc cũng dưới sự tháp thùng của Phí Lập Quốc và Phó Hiểu Bân, chỉ trỏ trỏ vào các nơi được bày trí. Trái ngược với sự rất ít phát biểu ý kiến của Hạ Tưởng, Bạch Chiến Mặc lại mang cái bộ dạng phong thái chỉ điểm Giang Sơn, chỗ nào cũng phát biểu ý kiến cải thiện, lấy cái khẩu khí đau buồn mà nói. Các đồng chí, Khang Thiếu Diệp là một đồng nghiệp thân thiết của chúng ta, bây giờ bố trí một hiện trường lễ truy điệu cho ông ấy, nhất định phải nghiêm túc, phải thận trọng, không được có nửa chút qua loa nào. Chí ít từ vẻ bề ngoài, Bạch Chiến Mặc quả thực đã làm được cái bạn tốt khi còn sống và tình thâm sau khi đã chết, để cho người ta không thể bới móc được cái lý sự của ông ta, cho dù xuất phát từ thật lòng hay lòng dạ giả dối, ít nhất phương pháp làm của ông ta khiến người ta nhìn mà thấy thoải mái trong lòng, xem, Bí Thư Bạch là người trọng tình cảm trọng tình bạn, đi theo Bí Thư Bạch, khẳng định sẽ không sai lầm. Dưới sự so sánh, Hạ Tưởng lại thể hiện lãnh đạm hơn nhiều, khiến không ít người thầm phỏng đoán. Chủ tịch quận Hạ dường như có không ít ý kiến với Khang Thiếu Diệp, nhưng người chết là chuyện lớn, dù sao cũng đã chết rồi, nếu có hiềm khích cũng nên bỏ qua thành kiến, lễ nghi mà tiến một đoạn đường. Bây giờ lại mang vẻ mặt người đi trà lạnh, liệu có phải là có chút quá bạc tình hay không? Hạ Tưởng lại không để ý tới những nghi kỵ của người khác, như cũ mà làm theo ý mình, thản nhiên mà xem xong hiện trường, từ đầu đến cuối không phát biểu một ý kiến nào. Buổi chiều ngày hôm sau, lễ truy điệu đúng thời gian cử hành. Các lãnh đạo đảng và chính quyền quan trọng của quận Hạ Mã, cùng với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Tứ tham gia lễ truy điệu do Bạch Chiến Mặc chủ trì. Bạch Chiến Mặc đầu tiên dùng tiếng nói và tình cảm đều phong phú mà tổng kết lại những việc làm trong cuộc đời của Khang Thiếu Diệp, nhạc dạo tuy không cao, nhưng tổng thể là khẳng định và tán dương. Nếu như không vì khúc nhạc dạo là do thành ủy quyết định từ đầu, Bạch Chiến Mặc sẽ nâng Khang Thiếu Diệp lên độ cao không gì sánh kịp. Khi Bạch Chiến Mặc diễn cảm mà đọc lời điếu, đã nghĩ tới tình cảnh trước đây làm việc cùng Khang Thiếu Diệp, cùng với sau khi Khang Thiếu Diệp gặp chuyện không may đã gánh toàn bộ trách nhiệm và còn vứt bỏ cả tính mạng, người ta chẳng phải cỏ cây ai có thể vô tình, được gây ra từ tình cảm của ông ta, cũng khó tránh khỏi đau lòng, trước mặt mọi người mà nhỏ xuống những giọt nước mắt thương tâm. Bạch Chiến Mặc nước mắt đầm đìa, đọc diễn văn mà ngập đầy bi phẫn. Quả thực là đã làm cảm động không ít người, không ít cán bộ đảng và chính quyền có quen biết hoặc tiếp xúc qua với Khang Thiếu Diệp có mặt tại hiện trường, cũng cảm thấy Khang Thiếu Diệp chết quá bất ngờ, và chết một cách không đáng, nghĩ đến cách đối nhân xử thế của Khang Thiếu Diệp tuy không có nhiều chỗ đáng phải suy ngẫm và lưu luyến, nhưng dù sao cũng từng là đồng nghiệp, cũng coi như là nhân vật thứ ba của quận Hạ Mã, lại chết sớm giữa tuổi tài hoa. Đều không tránh khỏi thổn thức. Hiện trường mang một bầu âm thanh xót thương. Hạ Tưởng ngoảnh mặt làm thinh, trong lòng không có chút thương cảm, chỉ có thương tâm. Là một trong những nhân vật thế lực hắc ám phía sau bức màn, một vật hy sinh của tập đoàn lợi ích, lại bị nâng lên do con người, cao điệu mà nói ông ta là một nhân vật anh hùng vì nước hy sinh thân mình, quả thực là một cách châm biếm trắng trợn. Lời điếu của Bạch Chiến Mặc cho dù dưới yêu cầu của thành ủy, không dám quá cường điệu, nhưng vẫn đem Khang Thiếu Diệp nói đến mức ba hoa thiên địa. Thiếu chút nữa nói thành ông ta là trái núi giữa dòng đang ra sức xoay chuyển tình thế hiểm nghèo, khiến Hạ Tưởng trong lòng thấy bi phẫn không hiểu. Bên trong chính trị trong nước, có bao nhiêu cán bộ ngồi không ăn bám sau khi bất ngờ chết, lại được người ta đề cao lên làm nhân vật anh hùng. Kỳ thật cho dù là đồng nghiệp cũng được, cấp trên cũng được, rõ ràng biết một người bình thường không làm nên cơm cháo gì, lại khăng khăng dựng bia ghi tiểu sử cho ông ta sau khi ông ta chết, tại sao? Chẳng qua là người còn sống vì chuyện sau khi mình chết mà suy nghĩ mà thôi, là muốn đợi sau khi bản thân mình chết, cũng muốn lưu lại một chút danh tiếng tốt. Buồn cười, thật đáng buồn cười, khi còn sống không vì nước vì dân làm những việc có ích, sau khi chết lại do lãnh đạo cấp trên đậy nắp quan tài mới kết luận người tốt hay xấu, có công hay có tội, dùng không ít những từ khen ngợi khoe khoang để tổng kết một đời, sẽ có tác dụng gì? Nếu như lời điếu sau khi chết của cán bộ trong cả nước không do đảng ủy cung cấp hoặc là cấp trên khoanh một vòng tròn, mà do chính nhân dân dưới quyền quản lý của ông ta viết, tin rằng sẽ xuất hiện rất nhiều mộ chí khiến người chết xấu hổ người sống phải che mặt mà chạy. Hạ Tưởng lặng lẽ nhìn Bạch Chiến Mặc biểu diễn, không lịch sự mà liếc nhìn Vu Tứ một cái. Vu Tứ thân là phó chủ tịch thành phố xếp hạng thứ ba trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, trong Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đứng sau Cao Hải.
xem như là một phó chủ tịch thành phố khá là có thực quyền. Ông ta có thể tham gia lễ truy điệu của Khang Thiếu Diệp, cũng xem như đã cho Khang Thiếu Diệp chút thể diện. Đương nhiên, quận ủy và ủy ban nhân dân quận lại không có chút thể diện nào đáng nói, vì mất đi một phó bí thư, ít nhất cũng phải có phó bí thư thành ủy ra mặt phúng viếng mới coi là hợp quy củ. Trên thực tế chỉ vẻn vẹn một phó chủ tịch thành phố ra mặt, đã biểu lộ thái độ không quá khẳng định của thành ủy đối với Khang Thiếu Diệp. Phỏng chừng tâm tư của Bạch Chiến Mặc cũng phức tạp khó nói, ông ta lại muốn cao điệu một chút, nhìn từ vẻ bề ngoài, quan hệ giữa ông ta và Khang Thiếu Diệp không tồi. Người người trong quận Hạ Mã đều rõ, thành ủy cao điệu truy điệu Khang Thiếu Diệp, cũng là có khẳng định với ông ta, cũng làm sáng mặt ông ta. Nhưng cuối cùng thành ủy cũng chỉ cử một phó chủ tịch thành phố đến tham gia, ông ta cảm thấy vô cùng buồn phiền, và nghi ngờ Hạ Tưởng đã âm thầm tác động ngầm, bởi vậy khi diễn cảm độc lời điếu, đã nhiều lần quan sát phản ứng của Hạ Tưởng. Bạch Chiến Mặc vô cùng không vừa lòng với thái độ thờ ở của Hạ Tưởng. Nhưng không hài lòng cũng không có cách nào khác. Hạ Tưởng khẳng định nghi ngờ Khang Thiếu Diệp trong sự việc cao ốc Hỏa Thụ có những hiểm nghi không thể thoát khỏi, phỏng chừng cũng sẽ nghi ngờ cả chính ông ta, cho nên Hạ Tưởng có thể giữ được kiên nhẫn xuất hiện trong hội trường lễ truy điệu, cũng đã không tồi rồi, đổi là ông ta, chưa chắc đã tham gia lễ truy điệu. Nhìn lại tất cả ủy viên thường vụ có mặt ở đây, hình như ai cũng mang vẻ mặt nặng trĩu, nhưng Bạch Chiến Mặc cũng không phải mới vào quan trường. Liếc qua có thể nhìn ra đại đa số ủy viên thường vụ đều cũng chỉ mang tinh thần qua loa cho xong chuyện, không mấy người thật lòng buồn thay cho Khang Thiếu Diệp, càng không phải nói đến chuyện than khóc. Ngoài Lý Ứng Dũng, Kỳ Thắng Dũng và Quan Khải Minh có những thương cảm thỏ chết cáo buồn ra, Bạch Chiến Mặc nghĩ, ông ta nhất định nhân cơ hội lễ truy điệu này, biểu diễn cho tốt, để cho người khác biết được tình sâu nghĩa nặng của ông ta đối với Khang Thiếu Diệp, để bọn họ đều cho rằng ông ta là người trọng tình cảm trọng bạn bè. Mà không phải chỉ là kẻ đầu cơ chính trị, như vậy, ông ta mới có thể đoàn kết mấy vị ủy viên thường vụ, tăng thêm quyền phát ngôn ở quận Hạ Mã. Lòng người không thể phân tán, một khi phân tán, đội ngũ sẽ khó mà dẫn dắt. Nghĩ đến đây, Bạch Chiến Mặc càng ra sức mà biểu diễn, cứ diễn, nhập vai quá sâu, cũng không biết là trong lòng hổ thẹn áy náy, hay là bị bầu không khí cảm nhiễm, nhỏ tiếng mà nức nở nghẹn ngào cuối cùng biến thành khóc không thành lời. Ông ta với vẻ mặt đau thương nước mắt đầm đìa mà nói. Các đồng chí Khang Thiếu Diệp là một đồng nghiệp tốt, chiến hữu tốt, người anh em tốt của chúng ta tiếc nuối bao nhiêu sự ra đi của đồng chí ấy, nhưng khi tai nạn đến, chúng ta lại không thể không chấp nhận sự thực gạch dưới chúng ta chỉ có thể chấp nhận cha mẹ thiếu đi một người con trai hiếu thuận, chấp nhận người vợ hiền thiếu đi một người chồng khốn khó đỡ nhau, chấp nhận con trai mất đi tình yêu của người cha hiền từ, chấp nhận chúng ta thiếu đi một thầy tốt bạn hiền. Chấp nhận xã hội mất đi một nhân tài có thể gánh vác trọng trách quốc gia. Để chúng ta chấp nhận dùng việc hồi tưởng mà suy ngẫm sự trang nhã của đồng chí ấy, lấy sự tưởng nhớ để ôn lại những cần cù trung thực của đồng chí, chấp nhận lấy việc truy điệu để đem những lương thiện, trí tuệ và tất cả những phong tục thời thượng tốt đẹp, phẩm cách cao quý mà chúng ta không thể quên, in dấu vào trong lòng mỗi chúng ta. Bạch Chiến Mặc cũng rất có tài hoa, đến sát giờ chiến đấu cuối cùng phát huy, câu câu đầy nước mắt. Quả thực đã lấy được hiệu quả thôi thúc người khác rơi lệ, vốn có rất nhiều ủy viên thường vụ với vẻ mặt nặng nề, dưới sự biểu diễn khoa trương đầy sự thúc giục đau thương của Bạch Chiến Mặc, trong mắt cũng đỏ lên, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đều bỏ kính xuống, lau nước mắt. Và Lý Ứng Dũng, Kỳ Thắng Dũng và Quan Khải Minh bình thường có quan hệ không tồi với Khang Thiếu Diệp, cũng nén không nổi mà nước mắt như mưa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí của lễ truy điệu đã đạt tới cao trào. Bỗng nhiên, những công chức đi theo Vô Tứ vội vã đi vào, cúi xuống bên tai Vô Tứ thì thầm mấy câu, Vô Tứ lập tức biến sắc mặt, vì cách Bạch Chiến Mặc khá xa, cũng không tiện báo cho Bạch Chiến Mặc, chỉ vội vàng nói với Hạ Tưởng một câu. Tình hình có thay đổi, lễ truy điệu hủy bỏ, tôi trở về thành phố trước. Vừa nói xong, Vô Tứ khẩn cấp mà rời khỏi hội trường, mấy cán bộ thành ủy đi cùng ông ta trước đó cũng rút toàn bộ, trong chốc lát đi không còn một ai. Tất cả mọi người đều kinh động ngây người. Phó Chủ tịch thành phố Vô Tứ đến tham gia lễ truy điệu, tiếp theo vốn cũng lên sân khấu để phát biểu, ông ta lại đột nhiên rời khỏi hội trường, hơn nữa nhìn vẻ mặt của ông ta có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, một bộ dáng giống như nếu ở lâu thêm một chút thì sẽ bị xúi quẩy vậy, khiến cho mọi người có kinh nghiệm lâu dài trong quan trường bị chấn động, khẳng định là đã xảy ra chuyện vô cùng lớn gì rồi, nếu không đường đường là một phó chủ tịch thành phố tuyệt đối sẽ không thất thái như thế. Không để ý đến lễ tiết mà giống như trốn rời khỏi hội trường.
Chương 632, điểm mấu chốt. Bạch Chiến Mặc thoáng cái đã ngăn hàng nước mắt, giống như khi uống nước bị sặc, mặt đỏ gay, vẻ tức giận. Chủ tịch quận hạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là cậu đã nói những lời khó nghe gì phải không? Hạ Tưởng không lưu tâm tới khí thế hung hăng mà chỉ trách của Bạch Chiến Mặc, nói. Bí thư Bạch nói quá lời rồi, tôi làm gì có bản lĩnh chỉ huy chủ tịch thành phố Vu. Trước khi nói xin ông suy nghĩ chút thân phận của mình. Thái độ của Hạ Tưởng không nóng không lạnh, ngữ khí không nặng không nhẹ mà nói trả lại Bạch Chiến Mặc một câu. Bạch Chiến Mặc vô cùng giận dữ. Cậu, vừa rồi chủ tịch thành phố Vu đã nói gì? Hạ Tưởng chưa kịp trả lời vấn đề của Bạch Chiến Mặc thì Phi Lập Quốc và Triều Vĩ Cương cùng từ bên ngoài vội vàng chạy vào, hai người phân ra đến trước mặt lãnh đạo của mình, đều nhỏ giọng báo cáo tình hình cấp bách. Hạ Tưởng ở bên dưới sân khấu thì tốt hơn một chút, lời của Triều Vĩ Cương chỉ có hắn có thể nghe thấy. Bạch Chiến Mặc ở trên sân khấu, cách microphone lại gần, Phi Lập Quốc trong lúc tình hình cấp bách đã không hạ thấp giọng, sau khi âm thanh được phóng to ra. Tất cả mọi người có mặt ở đây đã nghe rõ ràng một thông tin hết sức kinh hãi. Ngưu Kỳ nhận tội rồi, kẻ sai khiến đằng sau là Khang Thiếu Diệp. Giao, một tiếng, tập diễn thuyết trong tay Bạch Chiến Mặc rơi xuống đất, ông ta lắc lư, nếu không phải Phí Lập Quốc nhanh mắt nhanh tay đỡ ông ta dứt khoát sẽ ngã sấp xuống ngay tại chỗ. Khang Thiếu Diệp là kẻ sai khiến phía sau, quá ngoài sức tưởng tượng, quá khiến người ta bị chấn động, thật không thể tin được. Hội trường lập tức náo động lên. Chả trách Phu Tứ vội vàng rời đi, đến cả một câu cũng không buồn nói, còn có gì đáng để nói. Khang Thiếu Diệp là kẻ sai khiến phía sau, ai chủ trì lễ truy điệu cho ông ta, người đó sẽ thành trò cười. Thật là một trò cười động trời. Thật đúng với câu người xưa nói, tầng bốc càng cao, ngã càng đau. Bạch Chiến Mặc thoáng cái phải chịu một sự tương phản quá lớn, chống đỡ không nổi, rất nhanh ngồi xuống chiếc ghế ở phía sau. Hai mắt đăm đăm, rất lâu vẫn không nói được lời nào, chỉ há miệng mà thở dốc. Trong lòng ông ta hết sức hoảng sợ. Vừa rồi rõ ràng còn ở trên trời, trong nháy mắt, đã bị rơi xuống đất. Cho dù Khang Thiếu Diệp đã chết, nhưng vẫn ngã tới vô cùng thảm. Mà ông ta còn trên khán đài ca công tụng đức cho Khang Thiếu Diệp, nói càng nhiều, tiếng nói và tình cảm càng phong phú, thì đồng nghĩa với trước mặt mọi người tự giáng cho mình một cái tát thật kêu. Mất mặt. Thật là mất mặt chết đi được. Càng khiến Bạch Chiến Mặc cảm thấy sợ hơn cả mất mặt đó là, Ngưu Kỳ rốt cuộc biết được bao nhiêu nội tình. Gã chẳng may biết được mình là kẻ sai khiến duy nhất ở phía sau, chẳng may biết được Phó Tiên Phong là bàn tay đen lớn nhất ở phía sau, ngộ nhớ gã đem toàn bộ giải thích rõ ràng, tình thế sẽ phát triển tới bước nào. Bạch Chiến Mặc toát mồ hôi lạnh, chỉ trong phút chốc, đã ướt một mảng lớn ở phía sau lưng. Mà bây giờ đã cuối thu. Nhiệt độ còn chưa đến 10 độ. Lại nghĩ đến vừa rồi ông ta còn trên khán đài với vẻ trang nghiêm mà thổi phồng bừa bãi cách đối nhân xử thế và giải quyết công việc của Khang Thiếu Diệp, còn cao điệu mà biểu dương phẩm đức của Khang Thiếu Diệp. Trong nháy mắt Khang Thiếu Diệp liền từ một cán bộ đảng viên tốt vì nước vì dân xa xuống thành một hung thủ. Khoảng cách quá lớn, ý tứ hàm xúc châm biếm càng mãnh liệt, tuyệt đối là Bạch Chiến Mặc hiếm thấy trong cả đời. Đầu óc ông ta là một khoảng trống rỗng. Đã không còn cách để vận dụng tư duy logic để xử lý cục diện hỗn loạn trước mặt. Bạch Chiến Mặc ngây ra như phỗng trên khán đài, bên dưới mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cũng thấy choáng váng. Liền theo sau, điện thoại của Phó Hiểu Bân đúng lúc vang lên. Phó Hiểu Bân vừa nhìn thấy cuộc gọi đến là từ văn phòng thành ủy, vội vàng nghe máy, bên trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm khắc của Lý Đinh Sơn. Thành ủy quyết định, lập tức hủy bỏ lễ truy điệu của đồng chí Khang Thiếu Diệp. Mọi bản thảo tin tức hủy hết không được phát ra ngoài. Phó Hiểu Bân không dám chậm trễ, cũng không thèm xin chỉ thị của Bạch Chiến Mặc, lập tức lớn tiếng sai khiến. Nhanh, hội trường lập tức giải tán, nhạc tang cũng không phát nữa, khẩn trương ngừng lại, tất cả mọi người đều trở về đơn vị làm việc của mình, tôi tuyên bố, lễ truy điệu hủy bỏ. Những lời nói vừa rồi của Phí Lập Quốc tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một. Trong lòng biết chắc khẳng định sẽ không có lễ truy điệu gì nữa. Thật buồn cười, đã là hung thủ thì còn truy điệu gì nữa, xong rồi, nước mắt vừa rồi xem như rơi một cách vô nghĩa rồi, biểu lộ tình cảm cũng lãng phí, thật là suối quẩy. Mọi người lập tức giải tán, không ai sẵn lòng ở lại dù chốc lát. Cây đổ bầy khỉ tan, dậu đổ bìm leo, ai cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với người lập tức không còn chút danh tiếng nào,
dù cho ông ta là một người chết. Người đã chết, có thể không cần chịu trách nhiệm hình sự, nhưng danh tiếng lại có thể mất hết. Càng quan trọng hơn chính là, Khang Thiếu Diệp chết thì chết rồi, nhưng lại làm hỏng tiền đồ của người còn sống. Thế là, ngoại trừ những nhân viên công tác đang tháo dỡ hội trường ra, những người ghép trộn vào cho đủ số đến trước đó đều như gió cuốn mây tan trong chớp mắt đã đi không còn một ai. Hội trường chỉ còn lại Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng và tất cả ủy viên thường vụ có liên quan của quận Hạ Mã. Hạ Tưởng từ lúc nghe tin, thì biết Lịch Phi xem như thông minh, cuối cùng đã làm xong một đại sự cứu tinh. Hạ Tưởng nghĩ để Ngưu Kỳ nhận tội, chí ít cũng phải vu cho Khang Thiếu Diệp, chính là không muốn để Bạch Chiến Mặc quá đắc ý, cũng không muốn để cho đồng đảng của Khang Thiếu Diệp chuyện xấu làm càn, sau khi chết còn để lại tiếng thơm. Cho dù không vì cảnh giác kẻ xấu trong thiên hạ, cũng phải để cho trong lòng tất cả những người có liên quan hiểu cặn kẽ, để cho họ biết, chỉ cần làm việc xấu, thì nhất định phải gánh tất cả hậu quả. Nếu không sẽ khiến cho một số người cho rằng khi còn sống chuyện xấu làm càn, sau khi chết vẫn có thể để lại tiếng thơm, còn có thể chết một cái là xong chuyện, sẽ càng khiến cho một số cán bộ ngồi không ăn sẵn không còn lòng vô liêm sỉ. Người xưa trọng danh tiết hơn tính mạng, còn bây giờ, có quá nhiều người không biết xấu hổ, càng có không ít cán bộ sau khi ở trong nước vơ vét xong máu mỡ của dân, chạy trốn, ra nước ngoài sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc, không lo nghĩ phải điều tiếng xấu gì đó trên lưng. Cũng là nhà nước không dám tuyên truyền một số bọn tham quan ô lại trốn ra nước ngoài, chủ yếu là một số lượng tiền bị mang đi quá lớn, một khi công bố, sẽ dễ dẫn đến sự phẫn nộ của người dân. Thực ra, dựa theo những suy nghĩ của Hạ Tưởng, nên trong mỗi quảng trường có tiếng nhất của mỗi thành phố, dựng nên một cái cột sỉ nhục, đem tên và ảnh của tất cả những tham quan ô lại khắc lên trên đấy, chịu nghìn người phỉ nhổ vạn người nguyền rủa. Nghĩ xa rồi, Hạ Tưởng biết suy nghĩ của hắn là quá khích, mãi mãi không thể thực hiện, chỉ là để trong lòng xem nó như sự an ủi mà thôi. Quan trường trong nước, điều không cần thiết nhất chính là người có chí hướng và hạnh kiểm cao khiết, không trôi theo dòng nước, muốn làm ra việc cụ thể, thì cần thiết phải rũ sạch bụi trần. Hạ Tưởng liền hướng về phía Kim Hồng Tâm đưa mắt ra hiệu. Kim Hồng Tâm hiểu ý, lập tức cùng Triều Vĩ Cương gia nhập vào đội quân tháo dỡ hội trường, để tăng tốc độ tháo dỡ. Hạ Tưởng lại gật đầu nói với mấy vị ủy viên thường vụ có mặt ở đây. Trước tiên xin mời mọi người ai về phòng làm việc của người ấy, đợi chỉ thị tiếp theo của thường vụ. Hạ Tưởng vừa nói, ngoài Lý Ứng Dũng, Kỳ Thắng Dũng và Quan Khải Minh đang súng lại bên cạnh Bạch Chiến Mặc ra, những ủy viên thường vụ khác đều lần lượt rời khỏi hội trường, không ngờ chẳng có ai hỏi ý kiến của Bạch Chiến Mặc lấy một câu. Đôi mắt vô thần của Bạch Chiến Mặc ngây ra lúc lâu, mới đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, hội trường đã không còn một ai, ngoài một số nhân viên công tác đang tháo dỡ ra. Những lãnh đạo đảng và chính quyền quan trọng của quận Hạ Mã gần như đã đi sạch. Bạch Chiến Mặc cảm thấy uy quyền phải nhận một sự thách thức quá lớn, so với sự mất mát vừa rồi, uy quyền của bí thư bị Hạ Tưởng lột hết không còn một chút tấm màn che sự xấu xa, ông ta vô cùng tức giận mà hét lên. Lập tức tổ chức khẩn cấp hội nghị thường vụ. Sau đó càng khiến cho Bạch Chiến Mặc mất tinh thần đó là, sau khi chỉ thị được truyền đạt xuống, hội nghị thường vụ lại không được mở ra. Lời của bí thư lần đầu tiên bị mất đi tác dụng ở quận Hạ Mã, gần như tất cả ủy viên thường vụ đã bỏ ngoài tai sự phân phó của ông ta. Thực ra cũng không phải các lãnh đạo đảng và chính quyền quan trọng bao gồm cả Hạ Tưởng trong đó coi nhẹ uy quyền của ông ta, mà gần như tất cả mọi người đều đang tỉnh táo quan sát sự phát triển của tình hình, gọi điện với thành ủy thì gọi điện, liên hệ với người quen thì liên hệ, đều đang tìm mọi cách tìm hiểu tin tức ở xung quanh, đều muốn biết được kết quả đầu tiên. Kết quả chính là mọi người hỏi tới hỏi lui, cuối cùng kết luận đưa ra vẫn là, không có kết quả. Đương nhiên không có kết quả, vì Ngưu Kỳ vừa nhận tội, Tôn Định Quốc trước tiên báo cáo lên thành ủy, Trần Phong lúc này đã mời dự họp hội nghị thường vụ nghiên cứu làm thế nào để giải quyết tốt công việc. Trước khi kết thúc hội nghị thường vụ thành ủy, không có bất kỳ một giải pháp mang tính kết luận nào được đưa ra, Hạ Tưởng biết rất rõ hiện tại ngoài việc tính tâm chờ đợi kết quả của hội nghị ra, thì làm bất kỳ việc gì cũng là thừa. Hắn ở trong phòng làm việc không một chút nôn nóng, không giống người khác tìm hiểu tin tức khắp nơi, mà nhàn nhã tưới hoa, trong thời gian hắn nằm viện ở thủ đô, Kim Hồng Tâm đặc biệt đã vì hắn mà mua một chậu hoa, nói là có thể làm trong lành bầu không khí. Sau khi hắn vừa tưới xong hai chậu hoa, điện thoại liền đúng lúc mà reo lên, cầm lên xem, quả nhiên là điện thoại của Lịch Phi. Lịch Phi trải qua rèn luyện một thời gian, tuy đã thành thục không ít so với trước kia,
nhưng theo cách nhìn của Hạ Tưởng, ít nhiều vẫn còn chút tật xấu là không cẩn thận, giọng nói của y có chút nhảy vọt, hiện rõ vẫn chưa khôi phục lại được từ trong sự hưng phấn. Lãnh đạo, đúng là thần mà, tôi chẳng qua chỉ thử Ngưu Kỳ có 2 lần, gã đã mở miệng rồi, một chút cũng không cãi bướng. Hoàng Kiến Quân cho rằng cần thiết phải che giấu cái chết của Khang Thiếu Diệp với Ngưu Kỳ, nếu không một khi Ngưu Kỳ biết Khang Thiếu Diệp đã chết, thân là một công an kỳ cựu, gã biết đã không còn một ai để có thể vu cho, khẳng định sẽ mang trách nhiệm đối với hành vi phạm tội đẩy hết lên người đã chết, sẽ càng không công khai. Căn cứ vào tình báo đáng tin cậy nhất và sự nhắc nhở của Hạ Tưởng, Hoàng Kiến Quân cũng cho rằng người đã đúng lúc cung cấp cho Ngưu Kỳ tin tức Hạ Tưởng thị sát thôn Phương Bắc chính là Khang Thiếu Diệp. Thậm chí còn có khả năng là Khang Thiếu Diệp đã tự mình tham dự vào kế hoạch trong vụ việc ở cao ốc Hỏa Thụ. Nhưng Ngưu Kỳ không mở miệng, không thể chỉ trách lung tung đối với một phó bí thư quận ủy, huống hồ lại là một người đã chết. Dựa theo quan niệm của người Trung Quốc, người chết là chuyện lớn, bởi vậy Hoàng Kiến Quân cho rằng cần thiết phải giấu tin Khang Thiếu Diệp đã chết với Ngưu Kỳ. Nhưng Hạ Tưởng lại có phương pháp trái ngược, trong lòng hắn biết rõ nguồn mấu chốt của Ngưu Kỳ. Một là Ngưu Kim, hai là sự việc đến Khang Thiếu Diệp chấm dứt. Hạ Tưởng đã để Lịch Phi đi thăm dò Ngưu Kỳ 2 điểm, một là nhận lời với Ngưu Kỳ bảo đảm sự an toàn của Ngưu Kim, tuy Trần Ngọc Long là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nhưng phải để cho Ngưu Kỳ biết rõ, ai mới là nhân vật số 1 trong hệ thống công an, trong nội bộ hệ thống công an, ai mới là người nói 102. Cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản, chỉ quyền lực của người quản lý trực tiếp to hơn cán bộ có vị trí cao. Trần Ngọc Long còn muốn nhúng tay vào việc của công an, cũng không bằng chức cục trưởng mà Tôn Định Quốc đã gánh vác nhiều năm trong hệ thống công an có uy vọng có quyền uy. Hai là để Lịch Phi nhẹ nhàng tiết lộ cho Ngưu Kỳ biết tin tức Khang Thiếu Diệp đã chết. Hạ Tưởng tuy tiếp xúc không nhiều với Ngưu Kỳ, nhưng từ việc một mình sức Ngưu Kỳ gánh toàn bộ trách nhiệm đã có thể phán đoán ra nguyên nhân băn khoăn và cách đối nhân của Ngưu Kỳ. Nếu Ngưu Kỳ biết tin Khang Thiếu Diệp đã chết, Ngưu Kỳ vì lập công thể hiện, đồng thời cũng vì bảo vệ sự bình an cho con trai là Ngưu Kim, gã khẳng định sẽ vu cho Khang Thiếu Diệp, vì vu cho Khang Thiếu Diệp, đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên Khang Thiếu Diệp và lên người của chính gã, có thể giảm nhẹ sự xử phạt của gã, cũng coi như lập công thể hiện. Quan trọng nhất là, Ngưu Kỳ biết Khang Thiếu Diệp đã chết, như vậy sự việc thì sẽ đến Khang Thiếu Diệp chấm dứt, gã vu cho Khang Thiếu Diệp cũng sẽ không đắc tội với Phó Tiên Phong. Đồng thời, cũng tương đương với đã cho Phó Tiên Phong một sự cảnh cáo gián tiếp, nếu Phó Tiên Phong không đối đãi tốt với con trai của gã, nói không chừng gã sẽ vu lung tung, cũng sẽ vu cho cả Bạch Chiến Mặc. Cho dù gã không có chứng cứ, cũng có thể đem mọi vấn đề đổ lên người Khang Thiếu Diệp, dù sao Khang Thiếu Diệp đã chết, gã sẽ có thể nói là những gì Khang Thiếu Diệp nói Bạch Chiến Mặc cũng có phần, chết không đối chứng, người khác tin hay không thì sẽ tính sau. Gã dù sao chỉ để ý vu cho mà không cần quan tâm phải giải thích. Hạ Tưởng đứng trên lập trường của Ngưu Kỳ phân tích vấn đề, biết có 2 điểm có thể lay động Ngưu Kỳ. Lịch Phi ban đầu còn không tin, cách nghĩ của y và Hoàng Kiến Quân giống nhau, cho rằng tin tức cái chết của Khang Thiếu Diệp truyền đến tai Ngưu Kỳ, không những sẽ khiến cho Ngưu Kỳ ngoan cố đến cùng. Tuy nhiên Hạ Tưởng nói rất chắc chắn, y đã ôm ý tưởng tạm thử, tìm kiếm một cơ hội đến Cục Công an thành phố, để tiến hành một mình tiếp xúc với Ngưu Kỳ. Lần đầu tiên dùng Ngưu Kim để thăm dò, Ngưu Kỳ chỉ đưa mắt lên nhìn, mà không động lòng. Lần thứ hai Lịch Phi vừa nghiến răng một cái, lòng nghĩ đã liều mạng, nếu không thành công, cùng lắm thì sau khi để xếp Hoàng biết, giáo huấn y một trận, y cũng không thể tiết lộ là chủ ý của Hạ Tưởng, y liền dần tiết lộ tin tức cái chết của Khang Thiếu Diệp. Ngưu Kỳ sau khi nghe tin Khang Thiếu Diệp đã chết, chỉ trầm mặc trong giây lát, liền nói một câu khiến Lịch Phi hết sức kinh ngạc. Tôi và Vương Đại Pháo là người thực hiện cụ thể, Khang Thiếu Diệp mới là người bày ra kế hoạch ở phía sau. Lịch Phi ban đầu bất ngờ đến ngây người, sau đó kinh ngạc mừng rỡ, cuối cùng thì phải khâm phục Hạ Tưởng đến dập đầu cúi lại. Chủ tịch quận Hạ không phải công an, cũng chưa từng làm qua công tác công an, sao có thể nắm chắc tâm tư của Ngưu Kỳ chuẩn như thế? Tin tức Ngưu Kỳ vu cho Khang Thiếu Diệp, lúc này đã làm kinh hoàng tất cả mọi người. Lịch Phi báo cáo với Hoàng Kiến Quân, Hoàng Kiến Quân báo cáo với Tôn Định Quốc báo cáo cho Trần Phong lập tức liền để Lý Đinh Sơn thông báo cho Vu Tứ, hủy lễ truy điệu, không được gây ra cái trò cười động trời này. Lễ truy điệu là truy điệu anh hùng và những cán bộ đảng viên đáng được truy điệu, chứ không phải là một hung thủ phía sau màn. Lịch Phi vô cùng vui mừng mà báo cáo xong công việc, Hạ Tưởng liền đúng lúc tạt cho y một chậu nước lạnh.
Lập công là chuyện tốt, cũng không cần đắc ý vênh váo, đừng để Kiến Quân và sếp Tôn cảm thấy cậu bộp chộp là được rồi. Làm tốt, cẩn trọng chút, sau này có con đường lớn sáng sủa cho cậu đi. Lịch Phi vỗ, bốp, một tiếng trong điện thoại để chào. Vâng, lãnh đạo. Bỏ điện thoại xuống lại ngây ngô mà cười. Cũng không biết mình ngốc hay lãnh đạo quá lợi hại, gọi điện thoại lại không nhìn thấy người, thì chào cái gì. Tuy nhiên cũng lạ, là chào chủ tịch quận hạ khiến mình chào thuận tay nhất. So sánh với sự đắc ý của Lịch Phi và sự chắc chắn của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong sau khi nghe được Ngưu Kỳ nhận tội, giống như lửa cháy đến nơi mà đứng bật dậy khỏi ghế. May mà lúc này chỉ có mình ông ta ở phòng làm việc, nếu không thì đã thật thành trò cười, để người khác nhìn thấy bí thư thành ủy giống như một con khỉ to lớn, còn không đáng cười đến rụng cả răng cửa. Phó Tiên Phong ban đầu là tức giận Ngưu Kỳ không ngờ dám vu cho Khang Thiếu Diệp, lẽ nào gã không muốn con trai gã bình an sao? Cũng may sự tức giận qua đi, ông ta lại bình tĩnh lại, cẩn thận nghĩ, mới nhận ra vừa rồi quá mất tư thế rồi. Ngưu Kỳ là người thông minh, gã cho dù khai ra Khang Thiếu Diệp, cũng khẳng định đã biết Khang Thiếu Diệp đã chết, người chết đã chết, sai lầm có lớn mấy cũng chỉ có xóa bỏ toàn bộ. Cho nên Ngưu Kỳ hiểu được lý lẽ, sẽ để cho sự việc đến Khang Thiếu Diệp là chấm dứt. Để người chết gánh vác mọi trách nhiệm, cũng là một sự cảnh cáo Ngưu Kỳ gửi cho ông ta, Phó Tiên Phong trong lòng hiểu rõ, quả nhiên Ngưu Kỳ khó đối phó hơn so với Vương Đại Pháo nhiều. Bây giờ cái ý vu cho Khang Thiếu Diệp rất rõ ràng, chính là muốn ông ta biết, chỉ cần Ngưu Kỳ không chết, thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có ngày cắn lại Bạch Chiến Mặc. Bởi vậy, tất cả mọi người đều đắn đo, nếu đều tuân thủ giao ước, thì tất cả sẽ dễ bàn. Phó Tiên Phong cũng không có dự định quyệt nợ, vì thế không phải là cảm thấy căm hận như thế đối với cách làm của Ngưu Kỳ, chỉ duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là, Khang Thiếu Diệp chết rồi, cũng không được yên ổn. Vốn nghĩ Khang Thiếu Diệp chết ngoài ý muốn, còn có thể vớt được tiếng thơm, chỉ ít có thể xuống đất lại yên, cũng xem như chết có ý nghĩa rồi, không muốn vẫn là bị người ta hãy đợi đấy, chết cũng chết không được yên, thật là tức chết. Phó Tiên Phong có chút oán hận Ngưu Kỳ, đang tốt lành, sao lại phải vu cho Khang Thiếu Diệp? Bởi vì Khang Thiếu Diệp có chuyện, tiếp tục đào sâu xuống, nói không chừng còn có thể kéo thêm Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc là điểm mấu chốt cuối cùng của ông ta, nói gì cũng không thể động, nếu không bây giờ đã lún sâu vào hàng chục tỷ của quận Hạ Mã không người trông nom, là một chuyện khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên. Tác dụng lớn nhất của Bạch Chiến Mặc ở quận Hạ Mã chính là ở mặt chính sách nghiêng về thương mại trường cơ, đồng thời có thể ngăn cản Hạ Tưởng nhúng tay vào việc của thương mại trường cơ. Phó Tiên Phong liền quyết định tìm một cơ hội thích hợp, để cho người âm thầm tiếp xúc với Ngưu Kỳ, thích hợp mà chấn chỉnh một chút, để Ngưu Kỳ chuyển biến tốt mà thu lại, nếu không xảy ra chuyện lớn, đối với ai đều không tốt. Ông ta nghĩ đến làm liền, trực tiếp gọi điện cho Trần Ngọc Long. Trần Ngọc Long cũng vừa nghe được chuyện Ngưu Kỳ nhận tội, cũng vô cùng kinh ngạc, điện thoại của Phó Tiên Phong vừa gọi đến, ông ta liền đồng ý. Bây giờ ông ta và Phó Tiên Phong lợi ích là một, vì có mâu thuẫn càng ngày càng sâu với Tôn Định Quốc, đã khiến ông ta đầy đủ mà nhận thức ra tính quan trọng của sự liên kết. Phó Tiên Phong vừa nói chuyện xong với Trần Ngọc Long, liền nhận được thông báo họp khẩn cấp. Hai ngày qua, vì chuyện của Khang Thiếu Diệp, đã lần thứ hai mời dự họp hội nghị khẩn cấp rồi, Phó Tiên Phong lắc đầu, cảm thấy khẳng định là Hạ Tưởng phá rối ở sau lưng, chính là muốn Khang Thiếu Diệp chết không được yên, lại nghĩ đến Hạ Tưởng đến tỉnh ủy gặp Diệp Thạch Sinh, làm cho Diệp Thạch Sinh bây giờ lại lay động, hơn nữa còn hung hăng mà ăn hiếp Dương Chương một trận, lại chọc giận Mã Tiêu, đồng thời còn chuyện ông ta bất ngờ bị đánh trên đường cao tốc, Hạ Tưởng vẫn là một bàn tay đen không có chỗ nào không có mặt. Âm hồn không tan mà liên tiếp truy kích đánh mạnh đối với ông, lẽ nào ông ta thực sự không có sức đánh lại rồi sao? Phó Tiên Phong nhớ tới trước đây khi Hạ Tưởng ở tổ lãnh đạo, bàn cãi cùng Trình Hy học kịch liệt ra sao? Lại nghĩ đến sự căm hận của Mã Tiêu với Hạ Tưởng, trong lòng liền có ngay chủ ý. Về sau dùng âm mưu đối phó với Hạ Tưởng, một bộ âm mưu không trả lại, cần chính là thực lực, hợp lại chính là thế lực. Trong phòng hội nghị thường vụ thành ủy, một màn sương khói lượn lờ. Trần Phong vốn quy định khi họp không được phép hút thuốc, nhưng chuyện hôm nay quá khiến người ta phải kinh hoàng, đến cả Trần Phong cũng đốt thuốc hút, vẻ mặt buồn bã mà rít thuốc không ngừng. Những ủy viên thường vụ đang ngồi có mấy vị không phải là người nghiện thuốc. Dưới sự kích thích của Trần Phong, đều châm thuốc hút, phì phèo khói thuốc, không bao lâu, phòng hội nghị đã bao phủ bởi sương khói. Giống như thế cục của thành phố Yến bây giờ.
Chương 633, chuyển hướng. Trần Phong ngồi ở hàng ghế đầu, vừa hút thuốc vừa trầm tư không nói một lời. Ông ta không nói, tất cả mọi người đang ngồi cũng không dám mở miệng, đều vùi đầu hút thuốc, mắt nhìn điếu thuốc cháy hết. Trần Phong rất nhanh đem đầu thuốc ấn vào trong gạt tàn, giống như đưa ra một quyết tâm rất lớn, vung tay lên, nói. Xóa bỏ tất cả vinh dự khi còn sống của Khang Thiếu Diệp, không làm lễ truy điệu, không phát cáo phó, không đưa tin tức, không tiến hành mọi hoạt động tiếc thương và tuyên truyền chính thức nào. Các đồng chí còn có ý kiến gì, xin bổ sung. Còn gì đáng bổ sung chứ? Lời nói của Trần Phong rõ ràng là một gậy muốn đánh chết Khang Thiếu Diệp, tuy nhiên Khang Thiếu Diệp đã chết rồi, nhưng người trong nước trọng danh tiếng sau khi chết, thân là một phó bí thư quận ủy, sau khi chết nếu im ắng không có chút động tĩnh gì, thì cũng bằng bị nhốt vào lãnh cung của chính trị. Người chết cũng không phải chết là xong, cũng có danh phía sau, cũng có mộ trí, cũng có không ít người còn sống đang nhìn vào những đánh giá vã ưu khuyết điểm của cả đời ông ta. Phó Tiên Phong há to miệng, muốn phản đối, nhưng lại không thể nói thành lời. Bây giờ ông ta thực sự không còn gì có thể nói, chuyện phó bí thư quận ủy lên kế hoạch tập kích chủ tịch quận, tính chất rất ác liệt, ảnh hưởng rất xấu, truyền ra bên ngoài, trở thành một vụ bê bối lớn của giới chính trị thành phố Yên. Trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa cũng lập tức nói. Nghiêm lệnh các tin tức truyền thông, cần phải đề phòng cẩn mật các phóng viên nơi khác, thông báo với tất cả các cửa tin tức, không được phép có các bài báo một vài câu chữ, nhất định phải đem sự việc nâng lên mức cao nhất của chính trị, mọi việc vi phạm quy định, nhất loạt khai trừ. Trần Phong đập bàn. Sự việc nhất định phải được khống chế trong phạm vi thành phố Yên, ai truyền ra bên ngoài, người đó phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cho dù là ai, nếu người đó bôi cho vào mặt thành phố Yên, tôi bảo đảm rằng, người dân thành phố Yên sẽ bôi cho vào mặt ông ta. Vĩnh Nghĩa, anh phụ trách liên hệ với ban tuyên giáo tỉnh ủy, mời ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp công tác, nghiêm khắc yêu cầu truyền thông toàn tỉnh không được phép đưa tin sự việc này. Nếu có cần thiết, tôi sẽ đích thân báo cáo lên bí thư Diệp. Ninh Sơn, anh liên hệ với văn phòng tỉnh ủy một chút, xin văn phòng tỉnh bảo mật công việc tiến hành phối hợp. Định Quốc anh phụ trách công tác bảo mật bên công an. Trần Phong một mạch truyền xuống một loạt mệnh lệnh, cuối cùng vang vang hùng hồn mà nói. Các đồng chí, Khang Thiếu Diệp tìm cách tập kích đồng chí Hạ Tưởng, là một sự kiện chính trị vô cùng ác liệt, tuy Khang Thiếu Diệp đã chết rồi, nhưng chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, đề phòng loại việc này phát sinh lần nữa. Đồng thời, nhất định phải làm tốt công tác bảo mật. Việc liên quan đến danh dự của thành phố Yên, một khi bị các thông tin truyền thông có dụng tâm khác nấu thành sự kiện tin tức, thành phố Yên sẽ nổi tiếng toàn quốc, đương nhiên, là tiếng xấu, không phải tiếng tốt. Đến khi đó tất cả chúng ta đều mất mặt. Cuối cùng hội nghị đã đạt được sự nhận thức chung, đề phòng cẩn mật cố sống chết để giữ lấy, hết sức bảo mật tin tức không tiết lộ, ai tiết lộ, người đó phải chịu trách nhiệm. Đồng thời Trần Phong yêu cầu Phương Tiến Giang nhanh chóng làm cho chắc chắn để danh ứng cử viên phó bí thư quận ủy, sớm khôi phục lại trình tự công tác bình thường của quận Hạ Mã. Phải yêu cầu Tôn Định Quốc nhanh chóng kết án, đem vấn đề của Ngưu Kỳ điều tra rõ ràng. Trần Phong vừa định tan họp, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật vẫn ngồi yên suốt bỗng nhiên ung dung mà nói một câu. Bí thư Trần, xin đợi một chút. Trong tay ông ta có một tập tài liệu dày cộp, đặt xuống phía trước, vẻ mặt chĩu nặng đau buồn nói. Căn cứ vào chứng cứ ủy ban kỷ luật nắm trong tay, Ngưu Kỳ tham ô nhận hối lộ một lượng tiền rất lớn, tiền mặt là hơn 3 triệu. 5 căn nhà, chứng cứ vô cùng xác thực. Mọi người nghe thấy đều hít phải một hơi khí lạnh, vốn là một tô công thần trông có vẻ rất bình thường thật không hề đơn giản, một loạt bản lĩnh dậu đổ bìm leo, lúc này lấy ra chứng cứ Ngưu Kỳ tham ô nhận hối lộ, lại thêm Ngưu Kỳ hành hung hại người, đếm tội mà phạt, có khả năng sẽ phán xử tử hình. Trong mắt Phó Tiên Phong hiện lên vẻ suy nghĩ, bộ mặt âm trầm mà nhìn tô công thần một cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Tô công thần thật đúng là tên xứng với người, thật biết chọn thời điểm đoạt công. Điều Phó Tiên Phong biết rõ chính là, nếu Ngưu Kỳ thật sự bị phán xử tử hình, vì mạng sống, Ngưu Kỳ có khả năng sẽ vu loạn lên, đến lúc đó chẳng may kéo theo cả Bạch Chiến Mặc sẽ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến kế lớn của ông ta vô cùng căm hận sự đầu cơ trục lợi của Tô công thần. Nhưng Phó Tiên Phong hận cũng vô ích, Tô công thần vừa ném ra tài liệu của Ngưu Kỳ, Trần Phong lập tức thấy vô cùng hứng thú. Điều tra đến cùng, tội nặng phạt nặng. Sau khi tan họp, ai bận việc người ấy, Lý Đinh Sơn liền gọi điện thông báo cho Phó Hiểu Bân, truyền đạt tinh thần chỉ thị của thành ủy. Sau đó,
Lý Ninh Sơn gọi điện cho Hạ Tường. Lý Ninh Sơn chủ yếu là thảo luận cùng Hạ Tường về vấn đề ứng cử viên phó bí thư, vấn đề của Khang Thiếu Diệp đã không còn là vấn đề nữa, tiến vào giai đoạn tư pháp thì không cần sự lo lắng của ông ta và Hạ Tường. Vấn đề cấp bách bây giờ chính là, ai tiếp nhận chức vụ phó bí thư mới càng có lợi cho công tác khai triển của Hạ Tường. Ai cũng muốn người của mình gánh vác vị trí quan trọng, ngai vàng phó bí thư, bây giờ là sự cạnh tranh giữa Hồ Tăng Chu và Trần Phong. Phó Tiên Phong gần đây vì bị một loạt sự kiện làm cho nhếch nhác khốn khổ, trên cơ bản ông ta đã không còn sức để cạnh tranh. Bây giờ chính là giữa Trần Tử Phàm và Trang Thanh Vân đưa ra một lựa chọn, từ góc độ của Hạ Tường, đương nhiên mong muốn Trần Tử Phàm đảm nhiệm, mấu chốt của vấn đề là ở chỗ Phó Tiên Phong vẫn chưa tỏ thái độ, dựa vào tình cảnh trước mắt của Phó Tiên Phong, phỏng chừng ông ta sẽ ủng hộ Hồ Tăng Chu. Sự suy đoán của Hạ Tường là, Phó Tiên Phong gần đây liên tục bất lợi, ở vào trạng thái phòng thủ, lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn hiện tại của ông ta chính là liên hợp cùng Hồ Tăng Chu, để ứng đối với thế công hung hăng của Trần Phong. Nếu Phó Tiên Phong tạm thời cùng Hồ Tăng Chu giành được hòa giải và cùng hợp tác, cũng là lực lượng không được coi nhẹ. Ở thành phố, ông ta và Hồ Tăng Chu sắp giành được hơn nửa ưu thế, sẽ tạo thành một sự giam chân đối với Trần Phong, cho dù là vấn đề nhân sự hay là trên mặt chính sách pháp quy, đều sắp có quyền phát ngôn không nhỏ. Ở quận Hạ Mã, sẽ để Mộ Duẫn Sơn, Đằng Phi đến gần Bạch Chiến Mặc, nếu tiếp tục có người của Hồ Tăng Chu đảm nhiệm chức phó bí thư, có thể nói toàn quyền nhân sự của quận Hạ Mã sẽ hoàn toàn nằm trong tay Phó Tiên Phong và Hồ Tăng Chu. Hạ Tường không khỏi có chút đau đầu. Chuyện trên chính trị giống như đại sự của thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Hồ Tăng Chu và Trần Phong hợp tác với nhau lâu ngày, cũng đã phân rồi. Bây giờ Hồ Tăng Chu tiến gần đến Phó Tiên Phong, cũng là xu thế tất nhiên. Bởi vì giữa hai người có điều kiện và cơ sở để hợp tác, Khang Thiếu Diệp tuy về sau đã tìm đến Phó Tiên Phong, nhưng vẫn luôn có quan hệ không tồi với Hồ Tăng Chu. Hiện nay nếu Phó Tiên Phong cố gắng để Trang Thanh Vân đảm nhiệm chức Phó Bí Thư, Hồ Tăng Chu khẳng định sẽ ăn mận trả đào đối với Phó Tiên Phong, hai người sẽ ăn nhịp với nhau. Tình thế mạnh hơn người, Phó Tiên Phong liên kết với Hồ Tăng Chu, hình như là đã trở thành chuyện thật rồi. Hạ Tường thế nào cũng không thấy bất ngờ và chán nản thất vọng, thế cục luôn biến động, thân ở quan trường ai dám cam đoan người xuống ngựa tiếp theo, không phải là mình chứ. Hai ngày sau, vụ án Ngưu Kỳ đưa ra viện kiểm sát, đã bước vào trình tự tư pháp. Đồng thời, ban tổ chức cán bộ thành ủy đã thông qua sự đề danh của Trần Tử Phàm và Trang Thanh Vân, trong hội nghị công việc bí thư, Trần Phong và Phương Tiến Giang tán thành Trần Tử Phàm, Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong ủng hộ Trang Thanh Vân. Lâm vào tình thế căng thẳng. Một ngày sau, đưa ra hội nghị thường vụ thảo luận, vào thời khắc quan trọng Tô Công Thần đột nhiên chuyển hướng ủng hộ Trang Thanh Vân, làm cho số ủng hộ Trang Thanh Vân quá nửa, Trần Phong cũng không kiên trì thêm, đã thừa nhận kết quả biểu quyết, Trang Thanh Vân đã thông qua đề danh và được thành ủy bổ nhiệm làm phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã, ít ngày nữa sẽ đi nhậm chức. Lại mấy ngày sau, vụ án của Ngưu Kỳ được xác định trải qua bao hỗn loạn, Ngưu Kỳ bị viện kiểm soát đưa ra công tố. Kiến nghị phán xử tử hình đối với người này, kiến nghị phán xử tù chung thân đối với Vương Đại Pháo, tước quyền lợi chính trị suốt đời. Tòa án vừa xem xét không tuyên án, lần sau mới tuyên án. Nhưng cho dù như thế nào, sau khi Ngưu Kỳ khai ra Khang Thiếu Diệp, không còn vu cho ai khác, trên cơ bản một trò khôi hài của quận Hạ Mã xôn xao ầm ĩ, đã sắp sửa hạ xuống tấm màn che. Thành ủy cũng đưa ra một quyết định xử lý tương quan. Đề cập đến việc ghi tội xử phạt một phó chủ tịch thành phố của vụ án thu hồi đất, khai trừ công chức mấy nhân viên văn phòng và nhân viên công tác, chuyển giao cơ quan tư pháp thẩm tra xử lý riêng, một loạt sự việc dẫn phát của cao ốc hỏa thụ, cuối cùng theo sự thân bại danh liệt của Khang Thiếu Diệp, Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ xa lưới, đứng trước phán quyết tử hình, cùng với việc xử phạt của một số cán bộ cấp cục trưởng trở lên làm kết quả, từ từ mà kết thúc. Trên cơ bản có thể nói, sự việc lần này các bên đều có thu hoạch. Phó Tiên Phong tuy tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng vẫn không đến mức không thu hoạch được gì, chí ít ông ta đã ra tay giúp đỡ Hồ Tăng Chu, để Trang Thanh Vân đảm nhiệm chức phó bí thư quận ủy, tương đương vẫn cho Hạ Tường một sự hạn chế rất lớn ở quận Hạ Mã, sau này lại có thêm sự khống chế của Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi, ngày tháng của Hạ Tường có lẽ còn phải khổ sở hơn trước kia một chút. Tổng thể mà nói, tương đương với các bên thắng bại, Phó Tiên Phong tâm trạng rất tốt, chủ động triệu tập Thôi Hướng, Mã Tiêu, Trần Ngọc Long và Bạch Chiến Mặc, đến Tĩnh Tâm Sơn Trang tập hợp, cùng thảo luận kế hoạch lớn.
vết thương trên mặt Phó Tiên Phong đã khá hơn nhiều, vành mắt cũng không thâm nữa, mặt cũng không còn xanh, trong ánh mắt cũng có thần thái, cả người đã hiện lên vẻ mặt rạng rỡ rất nhiều. Bạch Chiến Mặc tâm trạng cũng không tồi, tuy Chu Hồng vẫn chưa tới tay, nhưng lần này đã trốn được một tai họa, tất cả mọi việc có thể giải quyết thuận lợi, thậm chí còn viên mãn hơn trong tưởng tượng của ông ta càng thêm tự tin, quyết định phải trong đối kháng tiếp theo, dựa theo tinh thần chỉ thị của Phó Tiên Phong, phải công khai không cần âm mưu, khắp nơi kiềm chế Hạ Tường, khắp nơi lấy quyền uy của bí thư mà đè hắn, xem hắn có vất vả ứng phó không. Sau khi mọi người phân nhau ngồi vào chỗ, Phó Tiên Phong đầu tiên cười lên ha hả. Độ Tấn kiếp ba huynh đệ tại, tương phùng nhất tiếu mẫn ân thù. Thơ Lỗ Tấn, tạm dịch, trải qua gian nan hoạn nạn mới thấy rõ tình bạn bè anh em là chân thật. Hai người nếu có thù, gặp nhau uống một trận cười một hồi, vỗ vai bá cổ, thì được giải hóa rồi tôi sẽ sửa thành tương phùng nhất tiếu khánh thắng lợi, gặp nhau cười một cái mừng thắng lợi, ha ha ha, một màn khôi hài cuối cùng cũng đã hạ màn rồi. Hạ Tường nhất định trong lòng buồn bực đến muốn nôn ra máu, ngoài việc thu dọn mấy con tôm gạo nhỏ ra, thu hoạch lớn nhất chính là Khang Thiếu Diệp chết rồi, chỉ đáng tiếc, Khang Thiếu Diệp vẫn là bị bệnh tim mà chết, chết thì chết rồi, đến cả một cơ hội mở mày mở mặt của kẻ ngã ngựa trước lại bị xét xử cũng không cho bọn họ. Thật là ấm ức, phải không? Ha ha! Tất cả mọi người đều cười ầm lên. Bạch Chiến Mặc thừa cơ nịnh bợ Phó Tiên Phong. Vẫn là bí thư Phó Trí Tuệ vẹn toàn. Gặp chuyện không hoảng hốt, trong lúc nói chuyện, đám người Hạ Tường tan thành cho bụi. Cuối cùng chẳng qua là vui vẻ vô ích, dưới sự tính kế tỉ mỉ của bí thư phó, đã để cho người của chủ tịch thành phố Hồ đảm nhiệm chức phó bí thư, trên cơ bản tình cảnh của Hạ Tường càng trở nên lúng túng hơn so với trước kia rồi, ha ha. Mã Tiêu nghe xong cũng cảm thấy được chút giận. Hạ Tường ăn ở kiểu bụng chuột ruột gà, tính lại hay thù vặt, phải để cho hắn chịu thiệt, đánh hắn đến đau, hắn mới có thể bớt phóng túng. Lần trước hắn đến tỉnh ủy tìm bí thư Diệp, còn cố ý chơi dương trương một trận, anh nói hắn hung hăng hay không? Dựa vào bí thư Diệp coi trọng hắn hơn một chút, ở trụ sở tỉnh ủy cứ ngang ngược mà bước đi, thật là chẳng ra cái trò gì. Trần Ngọc Long cũng tức giận bất bình mắng. Phân cục quận Hạ Mã dựa vào có Hạ Tưởng chống lưng, ở cục công an thành phố cũng vênh vang tự đắc, không phải là Hạ Tưởng và Tôn Định Quốc có quan hệ gần sao? Hừ, cái tay lịch phi ấy giống như con ma cà bông. Còn gật gù đắc ý mà dám không nghe mệnh lệnh của tôi, một mực rằng sếp Tôn đã nói, mẹ nó chứ, Tôn Định Quốc là cái thá gì, muốn đem cửa công an biến thành một mẫu ba phần đất của nhà ông ta, cho rằng cái chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật của tôi là ngồi không à. Cuộc gặp gỡ đã thành đại hội lên án Hạ Tưởng, mấy người nhao nhao cả lên đem Hạ Tưởng đả kích một trận, chỉ có mình Thôi Hướng vẻ mặt thận trọng, chẳng nói một câu nào. Một lúc lâu sau, Thôi Hướng đã nhớ tới gì đó, nói. Tô Công Thần là người không chủ kiến, vừa tặng cho Trần Phong một món quà lớn, chớp mắt lại ủng hộ Hồ Tăng Chu trên vấn đề nhân sự, xem ra ông ta đều muốn được lòng cả hai bên. Phó Tiên Phong xua tay. Những thứ mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật làm vốn chính là những việc làm ơn nên oán, ông ta đứng ở giữa, muốn hai bên đều thuận lợi, cũng có thể lý giải. Thôi Hướng gật đầu. Tô Công Thần không đáng phải lo ngại, Hạ Tưởng thường có những thủ đoạn ngoài dự liệu. Mọi người không được không lưu tâm. Hạ Tưởng sẽ không cam tâm chịu thua như thế, tôi lo là hắn vẫn còn có chiêu khác. Phó Tiên Phong cũng đã chịu thiệt hại nhiều với Hạ Tưởng, qua sự nhắc nhở của Thôi Hướng, cũng bình tĩnh lại. Trước mắt xem ra những ảnh hưởng mà từ vụ việc cao ốc Hỏa Thụ mang đến, các chiêu cũng đã dùng hết, Hạ Tưởng còn muốn mượn cơ hội sinh sự, cũng không có khả năng nữa. Kết án vẫn kết án, chết vẫn chết, vào việc vẫn vào việc. Hắn ta còn có thể gây thêm phiền toái như thế nào nữa? Mã Tiêu có chút suy nghĩ, lắc đầu nói. Chúng ta có chút đánh giá cao Hạ Tưởng rồi, hắn ta chẳng qua chỉ là một chủ tịch quận, cán bộ cấp phó giám đốc sở, có thể có bao nhiêu năng lượng. Cho dù hắn và nhiều lãnh đạo tỉnh và thành phố có quan hệ không tồi, nhưng tự thân hắn không đủ hùng mạnh, người khác cũng sẽ không giúp hắn vô điều kiện, giúp, cũng có giới hạn mà thôi. Rèn sắt còn phải cần bản thân đủ cứng. Một người bản thân không đủ thực lực, hắn giấy lên không nổi sóng gió quá lớn. Giống như Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ bị bắt lần này, ồn đến là sôi nổi, kết quả thì sao? Vẫn là đem tất cả mọi vấn đề đổ lên một người đã chết, một chút chúng ta cũng không phải chịu liên lụy. Tôi phỏng chừng bây giờ Hạ Tưởng đang trốn ở một nơi mà khóc lóc, ha ha ha. Bạch Chiến Mặc cũng cười phá lên. Nói rất hay, trưởng ban Mã phân tích rất đúng.
theo quan sát của tôi, hai ngày này trạng thái của Hạ Tưởng không tốt lắm, làm việc không vui không có thần thái, phỏng chừng cũng vì tuy Ngưu Kỳ đã nhận tội rồi, nhưng còn cách kỳ vọng của hắn khá xa, cho nên hắn mới cảm thấy chán nản thất vọng, lại đi mất một Khang Thiếu Diệp, rồi thêm một Trang Thanh Vân đến, khẳng định sẽ khiến hắn bị nghẹn, bịt trong lòng của hắn, nửa vời rất khó chịu. Sự hình dung của Bạch Chiến Mặc rất hình tượng, mọi người lại có một trận cười sảng khoái. Thôi Hướng thấy mấy người không để ý lắm tới sự nhắc nhở của ông ta, nhất thời ông cũng nghĩ không ra Hạ Tưởng còn có những thủ đoạn phản kích tốt hơn như thế nào, cũng không muốn nghĩ nhiều, thuận miệng nhắc đến thế cục trong tỉnh. Tiên Phong, tiếp theo nên để tâm tư vào trong tỉnh rồi, theo tin tức Ma Thu tiết lộ, Phạm Duệ Hằng đề nghị ứng cử viên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy là Khâu Tự Phong. Cái gì? Khâu Tự Phong? Phó Tiên Phong đang uống rượu, bỗng cái bị sặc, ho không ngừng. Phục vụ viên nghe thấy, vội vàng vào giúp ông ta vuốt lưng, lại bị ông ta bực mình mà đuổi ra ngoài. Khẳng định không phải là ý tưởng của Phạm Duệ Hằng, khẳng định là biện pháp thiêu thối của thằng nhóc Hạ Tưởng, thằng nhóc này, thật gian xảo. Phó Tiên Phong tức lồng lộn mà đặt cốc rượu xuống, trong lòng lại không cam mà để cho Bạch Chiến Mặc rót một cốc đầy, một ngụm uống cạn. Hạ Tưởng chính là muốn gây chia rẽ, muốn khoan một lỗ hổng. Tôi đã phát hiện Hạ Tưởng giỏi nhất là luồn cúi để cầu lợi, luôn có thể phát hiện những điểm tựa vô cùng khéo léo để khiêu động lợi ích của mọi người. Hắn rõ ràng là muốn để tôi và Khâu Tự Phong cãi lộn không vui. Phó Tiên Phong uống một chút rượu, lại đang nổi nóng, liền lập tức gọi điện cho Khâu Tự Phong. Tự Phong, tôi là Tiên Phong, nghe nói cậu cũng muốn xê dịch vị trí, muốn đến ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến. Nghe tôi nói một câu, chờ thêm chút nữa, sao hả? Nhanh thì một năm, chậm thì hai năm. Đến lúc đó cậu muốn trực tiếp quá độ đến bí thư thành ủy, tôi cũng sẽ có nhiều cách giúp cậu triển khai hoạt động. Khâu Tự Phong vừa tắm xong, ngồi trên ghế sofa xem TV, tâm trí tỉnh táo, tinh thần không tồi. Phó Đoá Đoá sắp sửa sinh con, ông ta sắp bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời, làm cha, ít nhiều cũng có chút chờ mong. Ông ta cũng nghe nói những dung chuyển của thành phố Yến, tuy rằng không đặt mình vào trong đó để nhận thức một chút sự mạo hiểm quanh co trắc trở. Nhưng có thể cảm nhận được sự biến đổi khôn lường của gió mây chính trị, trong lòng cũng cảm khái chút ít, vẫn là tỉnh lỵ tốt, rốt cuộc là trung tâm chính trị của một tỉnh, nhất cử nhất động đều có thể tác động đến tầm nhìn của cấp cao trong tỉnh. Bởi vậy đối với việc đến thành phố Yến đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ, ông ta vẫn vô cùng mong muốn thử một lần, bây giờ Ngô Gia từ Cao Tấn Chu ở trong tỉnh, đến Vu Phồn Nhiên ở thành phố, tiếp đến Tạ Nguyên Thanh ở quận Hạ Mã, có thể nói là tam điểm nhất tuyến. Đã hoàn thành được bố cục. Mà Mai Gia ở mặt ngoài xem ra vẫn chưa có động tĩnh gì ở tỉnh Yến, trên thực tế Mai Thái Bình nắm trong tay quyền lớn trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, thời gian 2, 3 năm là có thể bồi dưỡng một loạt người của mình vào những bộ phận quan trọng nhậm chức. Sau đó tiếp tục tìm kiếm một cơ hội thích hợp điều đến một, hai nhân vật quan trọng, là có thể ở tỉnh Yến được nhiều người ủng hộ, đại sự có thể chờ đợi. So sánh với cách làm của Ngô Gia xem trọng thực lực kinh tế, thả xuống một nhân vật quan trọng vào một vị trí quan trọng trong chính quyền, bố cục của Mai Gia là bồi dưỡng nguồn tài nguyên nhân lực, lấy nhân sự thay thế thực lực kinh tế, quả thực là khác cách làm mà cùng hiệu quả so với phương pháp của Ngô Gia, chẳng qua là không rõ ràng hơn một chút mà thôi. Mà Phó Gia ở tỉnh có trưởng ban tuyên giáo Mã Tiêu, Phó Bí Thư tỉnh ủy Thôi Hướng, trong thành phố có Phó Bí Thư thành ủy Phó Tiên Phong, quận Hạ Mã còn có Bí Thư quận ủy Bạch Chiến Mặc, cũng xem là bố trí chặt chẽ. Tam điểm nhất tuyến, đi cũng là con đường nhân sự của đảng và quần chúng. So sánh với ba nhà, Khâu Gia có thực lực ở tỉnh Yến hiện rõ sự yếu hơn, ảnh hưởng chẳng đáng kể. Nhất là sau khi kinh tế thủ đô khoanh tròn bước đầu hình thành nhận thức chung, Khâu Gia mưu toan giành lấy bố cục thuận lợi của tỉnh Yến, nhất định là cấp bách rồi. Khó có được lần này dưới sự nhịp nhàng ở giữa của Hạ Tưởng, có thể khiến Mai Thái Bình gật đầu đồng ý để ông ta ra làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, cơ hội vô cùng quý giá. Cho dù là Mai Thái Bình đưa ra suy xét ở phương diện nào, Khâu Tự Phong đều biết Mai Thái Bình luôn không có cảm tình tốt với ông ta, vẫn luôn muốn bóp chặt cổ ông ta, bây giờ không ngờ gật đầu bật đèn xanh, ông ta không nắm bắt lấy cơ hội, thì chẳng khác nào là thằng ngốc sao. Khâu Tự Phong là người thông minh. Tuy Hạ Tưởng không nói rõ là có dụng ý gì kéo ông ta vào thành ủy thành phố Yến, ông ta cũng biết rõ, lập trường trước mắt của Hạ Tưởng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đả kích Phó Gia, đồng thời, nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa Ngô Gia,
Mai gia và Khâu gia cũng có ý để ba nhà hình thành một cục diện cân bằng để kiềm chế lẫn nhau và hợp tác với nhau. Ông ta cũng không quản Hạ Tưởng thật lòng suy nghĩ cho sự lên chức của ông ta, hay là chỉ lôi ông ta vào để đối kháng với Phó Tiên Phong, Khâu Tự Phong phải cảm ơn bàn tay vẽ rồng điểm mắt của Hạ Tưởng. Chương 634, vui quá hóa buồn. Không có Hạ Tưởng, ông ta không có khả năng thông qua được cửa ải của Mai Thái Bình, cũng không chắc có thể khiến Phạm Duệ Hằng cũng gật đầu. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy của thành phố Yến, là ngai vàng mà biết bao người thèm nhỏ dãi, đột nhiên lại có cơ hội đập lên đầu ông ta không tìm cách mà tóm lấy, chẳng phải là lăn lộn vô ích mấy năm trên quan trường rồi. Do đó Khâu Tự Phong và người trong nhà cùng thảo luận, đạt được câu trả lời là, bất cứ giá nào, cũng phải lấy được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Mắt thấy sự việc đang có hướng phát triển thuận lợi cho ông ta, Diệp Thạch Sinh cũng có thể gật đầu đồng ý. Khâu gia cũng chuẩn bị ra mặt tiếp xúc với Diệp Thạch Sinh, Khâu Tự Phong có tâm trạng không tồi, nếu không phải vì vợ đang mang thai, đêm nay nói gì cũng phải có một trận mây mưa, không ngờ, tâm trạng tốt đã bị Phó Tiên Phong phá vỡ rồi. Nghe Phó Tiên Phong trực tiếp nhắc đến điều kiện trao đổi, muốn ông ta rút ra khỏi cuộc cạnh tranh trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, Khâu Tự Phong trong lòng bỗng thấy một sự chán ghét vô cớ. So với Khâu gia, Phó gia đã hoàn thành bố cục tiền kỳ, giọng hung hăng bắt nạt của Phó Tiên Phong là lấy thái độ của một người thắng lợi mà nói chuyện với ông ta. Cơn lửa giận của Khâu Tự Phong bỗng chốc đã bị châm ngòi. Dựa vào cái gì mà Khâu gia phải bị Phó gia nhà ông dắt mũi mà đi chứ? Khâu gia muốn bố cục, muốn sắp xếp, làm sao đến lượt Phó gia nhà ông khoa tay múa chân? Khâu Tự Phong cũng không quan tâm đến Phó Đoá Đoá đang co người ngồi bên cạnh, giọng nói lập tức cao lên 8 lần, rất không khách khí mà hỏi lại một câu. Tiên Phong, anh uống rượu à? Phó Tiên Phong đột nhiên sửng sốt, không nghe ra sự bất mãn trong khẩu khí của Khâu Tự Phong, theo bản năng mà nói. Làm sao anh biết tôi đã uống rượu hả? Lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra ý của Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong cũng không biết ông ta có uống rượu hay không, mà là cười nhạo lời nói vừa rồi của ông ta là lời say. Phó Tiên Phong cũng vô cùng không vui. Có ý gì vậy, tôi có lòng tốt thương lượng với cậu. Cậu lại châm biếm tôi nói lời sai sao? Tự Phong, cậu làm em, nên dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Có phải quá không lễ độ rồi? Phó Tiên Phong quả thực là có chút ngà ngà rượu, đồng thời cũng vô cùng giận thái độ của Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong dù thế nào cũng là em rể họ của ông ta, bây giờ không chung lòng với ông ta thì thôi, còn khí thế hung hăng mà cười nhạo ông ta, để ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Tốt xấu gì ông ta cũng là anh họ của Phó Đoá Đoá. Khâu Tự Phong thân là chồng của Phó Đoá Đoá, theo quy củ, chí ít cũng phải gọi tôn trọng ông ta một tiếng, anh. Không có say, thì không phải lời say, là nói nhảm. Khâu Tự Phong không một chút để ý tới sự bất mãn của Phó Tiên Phong, hời hợt nói. Tối muộn thế này, đừng nói nhảm dọa người nữa. Còn chuyện gì không? Khâu Tự Phong với thái độ không hề coi ông ta ra gì hoàn toàn chọc giận Phó Tiên Phong, ông ta hét lên. Khâu Tự Phong. Cậu đừng sớm đắc ý, đừng cho rằng có Hạ Tưởng giúp cậu, cậu có thể ngồi vào ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, tôi nói cho cậu biết, tôi không đồng ý, cậu đừng hòng thông qua bổ nhiệm. Khâu Tự Phong cũng nổi giận. Tùy thích là thủ đoạn gì, cứ việc lôi ra, sợ anh tôi sẽ không mang họ Khâu. Phó Đoá Đoá tuy không quá quan tâm đến chính trị, cũng biết những gút mắc giữa Khâu gia và Phó gia, cô thấy bộ dạng giận không thể nén nổi của Khâu Tự Phong, liền cẩn thận mà nói. Đừng tức giận với anh ấy nữa, anh ấy là người như thế, thích tự cho là đúng, thích sắp đặt người khác. Anh cái rắm, ông ta là anh của em, không phải anh của anh, với anh chẳng có chút huyết thống nào cả. Khâu Tự Phong trong cơn thịnh nộ, không kiểm soát được lời nói, giống lên với Phó Đoá Đoá. Phó Đoá Đoá cúi thấp đầu, hai mắt rưng rưng. Xin lỗi, nếu anh thấy em không xứng với anh, chúng ta ly hôn vậy. Khâu Tự Phong cũng ý thức được sai lầm. Nổi nóng quá mức, liền vội vàng an ủi Phó Đoá Đoá. Xin lỗi Đoá Đoá, anh nhất thời nhỡ lời, quả thực trong lòng vẫn biết rõ em đối xử với anh rất tốt. Trách anh, không trách em, về sau chuyện của hai nhà, em đừng tham gia vào nữa nhé, yên tâm làm một người vợ hiền mẹ tốt là được rồi. Sự đấu tranh giữa những người đàn ông, phụ nữ bọn em nên cách xa một chút thì tốt hơn. Phó Tiên Phong vốn cho rằng Khâu Tự Phong ít nhiều cũng nể mặt ông ta. Không ngờ Khâu Tự Phong thái độ ngạo mạn, ngữ khí lạnh lùng, một chút cũng không để ý đến thiện ý của ông ta,
khiến ông ta vô cùng căm tức, tâm trạng bị làm hỏng. Ông ta đập điện thoại, lại để cho Bạch Chiến Mặc rót một cốc rượu đầy, nói. Nào, hôm nay không say không nghỉ, chuyện không vui không được nhắc đến nữa, hôm nay chính là mua vui mà đến. Mọi người tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng thẹn quá thành giận của Phó Tiên Phong, cũng biết đã hỏng việc, đều không nhắc thêm, sôi nổi nâng cốc uống rượu, trong thời gian ngắn be chén say sưa, lại gọi đến mấy cô nàng mặc đồ cổ trang đánh đàn nhảy múa, một cảnh tượng ca múa mừng cảnh Thái Bình. Tâm trạng tốt của Phó Tiên Phong bị Khâu Tự Phong phá hỏng, liền mượn rượu góp vui, liên tục uống liền mấy cốc, có 7 phần say, ông ta nhân cơ hội ôm chầm lấy cô gái mặc đồ cổ trang, trêu đùa nói. Biết hát bài gì, lại đây, hát một bài. Bạch Chiến Mặc hôm nay cũng uống nhiều, chủ yếu cũng là tâm trạng vui vẻ, nguy cơ được giải trừ, trên cơ bản không có tổn thất gì lớn, mấy ngày trước ông ta luôn lo sợ phập phồng, hôm nay cuối cùng cũng khiến tâm trạng rơi vào nơi có tác dụng thực tế, cũng thoải mái mà uống. Thấy hôm nay Phó Tiên Phong hiếm thấy buông tuồng một lần, mấy người khác lại đều không có động đậy gì, liền để phối hợp một chút với Phó Tiên Phong, cũng giơ tay ôm lấy một cô nàng váy xanh lá cây, cười nói. Tĩnh Tâm Sơn Trang thật không tồi, cảnh thiên nhiên đẹp người cũng đẹp, đúng là cõi Bồng Lai, ha ha ha. Phải nói, là một phong thủy bảo địa. Cô gái mặc váy màu xanh lá cây mũi nhỏ mắt nhỏ, trông rất có hương vị đặc biệt, mắt một mí, có chút giống người Hàn Quốc. Cô bị Bạch Chiến Mặc ôm chặt lấy, vẻ mặt cười duyên, trêu ghẹo nói. Đương nhiên là cảnh Bồng Lai rồi, anh không biết, trên núi còn có một động tiên, có phong cảnh vô tận. Lời vừa nói ra, mọi người đã biết rõ chỗ kỳ diệu trong đó, ha ha cười lớn. Bạch Chiến Mặc lời bắt đầu nhiều lên, rồi sằng bậy mà nói mấy câu, bắt đầu nói chuyện phong thủy cho mọi người nghe, nói đến phong thủy cũng là một loại học vấn, cũng có nhiều chỗ đáng được nghiên cứu và bàn cãi. Ví dụ như đất chỗ quận ủy của quận Hạ Mã có chút không tốt, bị cao ốc hỏa thụ chặn mất phong thủy, sau khi cao ốc hỏa thụ bị ông ta bắt dừng lại, bây giờ quận Hạ Mã đã có một bầu trời nắng ấm, không trung sáng tỏ, con người cũng có tâm trạng khoan khoái. Vừa nói đến không trung sáng tỏ, liền nghe bên ngoài tiếng gió bấc thổi mạnh, hai cô gái liền vội vàng đi đóng cửa sổ. Đột nhiên nổi gió to, xem ra thời tiết thay đổi rồi. Bạch Chiến Mặc lập tức sắc mặt biến đổi. Không hài lòng mà nói. Hôm nay mọi người vui vẻ, tại sao lại nói những lời không may chứ? Cô gái mặc váy xanh lá cây biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi Bạch Chiến Mặc, nói những lời hay rất lâu, Bạch Chiến Mặc sắc mặt mới chuyển tốt một chút, cười. Được rồi, nể tình Tĩnh Tâm Sơn Trang là vị trí phong thủy bảo địa, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Đột nhiên, cô gái mặc váy xanh lá cây kinh ngạc mà nhìn Bạch Chiến Mặc. Sau đó cứ nhìn thẳng vào ông ta rất lâu, mới bật cười. Em nói sao mà nghe giọng của anh càng nghe càng quen tai, vừa rồi nghe đến phong thủy mới nhớ đến, hóa ra anh chính là bí thư phong thủy nổi danh trên mạng. Vẻ tươi cười của Bạch Chiến Mặc cứng đơ trên mặt, nặng nề đặt cốc rượu xuống. Bí thư phong thủy cái gì? Ăn nói bậy bạ. Cô gái mặc váy xanh lá cây lập tức bị làm cho sợ đến thất sắc. Em không nói bậy bạ, em đâu dám nói bậy chứ. Giọng nói của anh bây giờ trên mạng khắp nơi đều có, ừ, đúng, em nhớ ra rồi, chính là đưa lên mạng cuộc nói chuyện về cao ốc hỏa thụ chặn mất phong thủy của tòa nhà quận ủy quận Hạ Mã, bây giờ bạn bè trên mạng đặt cho anh biệt danh là bí thư phong thủy. Soảng, một tiếng, Bạch Chiến Mặc ném vỡ chai rượu, vẻ mặt tái nhợt. Ở đâu, trang web nào? Năm 2003 là năm Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ. Bởi vì vụ án Tôn Chí Cương dẫn phát ra cục diện có khí thế mạnh mẽ của dư luận. Từ bài post vào đầu năm, thiên đường có giấy tạm trú hay không, đến bài post vào cuối năm, thiên đường có xe BMW hay không, tiêu chí đối với Trung Quốc mà nói, 2003 nhất định là một năm không bình thường, dư luận mạng giám sát đạt đến mức độ cao trước nay chưa từng có. Vụ án Châu Hải Mua Xuân, sự kiện Đại học Tây Bắc, vụ án Lưu Dũng, ở Thẩm Dương, vụ án xe BMW, ở Cáp Nhĩ Tân. Dư luận mạng lần đầu tiên bay lên cùng với độ cao của truyền thông bậc cao chính quy, thậm chí ở phương diện tính nhanh chóng. Độ trong suốt, vượt qua hẳn TV và báo chí. Dư luận mạng vào năm 2003 lần đầu tiên được nhà nước khẳng định, được người dân tiếp nhận, trở thành bộ phận tổ thành quan trọng không thể xem nhẹ trong đời sống của người dân trong nước. Bạch Chiến Mặc là một cán bộ thuộc phần tử tri thức cao cấp, ông ta biết rõ hiệu lực của dư luận mạng. Đột nhiên nghe được ông ta bị thêm vào trước với cái tên gọi, bí thư phong thủy, thì biết đã hỏng việc,
lập tức ý thức được cuộc nói chuyện giữa ông ta và Trần Cẩm Minh bị ghi âm, hơn nữa còn bị tung lên mạng. Hỏng bét, danh hiệu bí thư phong thủy một khi bị truyền ra, tuyệt đối là vết bẩn không thể tẩy chùi trong cuộc sống chính trị, nói không chừng, còn vì thế mà rơi mất mũ quan. Mồ hôi lạnh của Bạch Chiến Mặc lập tức toát ra ướt cả đầu. Phó Tiên Phong cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức tỉnh cơn say, túm lấy cánh tay của cô gái mặc váy xanh lá cây. Ở đâu có thể vào mạng, nhanh đưa chúng tôi đi xem. Cô gái váy xanh đâu biết được tính nghiêm trọng của hậu quả, còn cho rằng một đoạn ghi âm nói chuyện tung lên mạng chỉ là một trò chơi khăm nho nhỏ, cô không phải là nhân vật chính trị, không biết sự hiểm ác và thủ đoạn trên quan trường, liền bị vẻ mặt của Bạch Chiến Mặc dọa cho chết khiếp. Thôi Hướng cũng giật mình kinh ngạc, vội phụ họa nói. Không phải sợ, chúng ta phải nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì. Cô nhanh đưa chúng tôi đi, được không? Vẫn là vẻ mặt tươi cười của Thôi Hướng có hiệu quả, cô gái váy xanh trấn tĩnh lại, đưa mấy người tiến về phía phòng nghỉ để vào mạng. Cô gái váy xanh xem ra bình thường cũng hay vào mạng, cô rất thuần thục mà mở máy, mở một trang web, sau đó kích mở một diễn đàn, mấy người lập tức nhìn thấy một tiêu đề rất lớn, bí thư phong thủy ham dọa nhà đầu tư khai phá, lập tức đình công, các anh đã cản trở phong thủy của cơ quan quận ủy. Kích mở bài post ra xem, bên trong có chữ viết giới thiệu rất chi tiết, còn có một chỗ liên kết âm thanh, sau khi kích vào, thì phát ra giọng nói lên bổng xuống trầm của Bạch Chiến Mặc. Tôi nói thật với anh, cao ốc hỏa thụ của anh đã chặn mất phong thủy của tòa nhà quận ủy, tôi đứng ở văn phòng bí thư quận ủy nhìn về phía nam, vừa khéo có thể nhìn thấy tòa nhà thành ủy, tòa nhà của anh mà xây lên, sẽ chặn mất tầm nhìn của tôi, anh biết không, anh khiến tôi cách xa thành ủy, khiến tôi không thể chung sức chung lòng với thành ủy được. Anh biết tại sao trước đây thành phố Yến xuất hiện qua sự kiện nhiều lần đả kích vào các nhà doanh nghiệp tư nhân hay không? Chính là vì mấy nhà doanh nghiệp tư nhân các anh, tố chất quá kém, kém tới trình độ nào. Một là đến phong thủy cũng không hiểu, hai là chống đối với chính quyền. Chống đối với chính quyền chính là xấu xa, chính là phản động, cộng lại chính là thế lực đen tối, hiểu chưa? Bảo anh dừng thì anh dừng, tôi là một bí thư quận ủy, còn quản không nổi một nhà doanh nghiệp tư nhân của anh sao? Tôi cảnh cáo anh, đừng tiếp tục đùa giỡn với tôi, nếu không anh cứ chờ xem. Sắc mặt của Bạch Chiến Mặc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không dám nhìn Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong liền có một loại cảm giác mất trọng lượng từ trên trời rơi xuống đất, sự hưng phấn và đắc ý vừa rồi, hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên điệu cười chế nhạo nhạt nhẽo và khinh miệt có chủ tâm của Hạ Tường. Ông ta còn cho rằng ông ta là người được cười đến cuối cùng, không ngờ, Hạ Tường đã ngầm một sát chiêu rất lớn. Một dư luận mạng hay, một thủ đoạn mượn đao giết người tốt. Phó Tiên Phong biết, về mặt ngoài Bạch Chiến Mặc đã nắm trong tay đại cục của quận Hạ Mã, trên thực tế, ông ta luôn bị Hạ Tưởng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ông ta không thể tự chủ đốt lửa, không để ý sự có mặt của người ngoài, hét lên với Bạch Chiến Mặc. Ông đúng là một con lợn ngu xuẩn. Bạch Chiến Mặc mồ hôi ướt đẫm, không dám cự lại. Mã Tiêu đã bao năm ở ban tuyên giáo, tư tưởng khá là cứng nhắc, còn dừng lại ở trưởng ban tuyên giáo nắm trong tay mọi thời đại máy móc tuyên truyền. Không cho là đúng mà nói. Trang web nào mà to gan như thế, dám tung ghi âm của bí thư quận ủy. Đợi chút nữa tôi gọi điện, đóng nó lại. Bạch Chiến Mặc vẻ mặt đau khổ, không biết làm thế nào. Trễ rồi, trưởng ban Mã, tốc độ truyền phát của quá nhanh rồi, trong một đêm có thể truyền khắp cả nước. Hả, chẳng lẽ không còn cách nào với bọn họ sao? Thật là coi trời bằng vung mà. Mã Tiêu còn chưa theo kịp hình thức mới. Không biết uy lực và tính mau lẹ của sự truyền bá của. Tạm thời không có cách nào cả, chỉ có nghĩ cách khắc phục hậu quả thôi. Phó Tiên Phong và mấy người quay trở về phòng, đuổi người ngoài đi, vẻ mặt nặng nề mà nói. Một sự kiện bí thư phong thủy, vẫn đánh không đổ một bí thư quận ủy, Chiến Mặc, sáng sớm mai chuẩn bị tốt tài liệu kiểm điểm, đầu tiên đến thành ủy chủ động nhận khuyết điểm với bí thư Trần, thái độ phải thành khẩn, nhận thức phải sâu sắc. Phải đầy đủ nhận thức được sai lầm của bản thân, tranh thủ lay động Trần Phong, ít nhất về thái độ khiến ông ta bới móc không ra lý sự của ông. Tôi và Ngọc Long sẽ ở bên cạnh yểm hộ, nói những lời hòa giải, nói là ông nhất thời kích động, bị người ta dẫn dắt sai ở chỗ sai lầm mà nói ra những lời sai lầm. Phó Tiên Phong suy cho cùng gặp qua chuyện lớn, gặp chuyện không hoảng hốt, lập tức nghĩ ngay ra kế sách ứng đối. Sau khi ông nhận tội, nếu thái độ của Trần Phong dịu xuống,
ông sẽ nói ra ghi âm sau khi bị người ta cắt nối biên tập, đã tung lên mạng, chính là có người muốn vu cáo hãm hại ông, muốn vu oan cho ông, dù sao nhận sai lầm trước, rồi bày tỏ bản thân, tôi và Ngọc Long sẽ ở bên cạnh nói thêm những lời tốt, thật sự không được thì sẽ lôi Hồ Tăng Chu ra thay ông xin lượng tình, không tin Trần Phong phải tóm lấy chuyện nhỏ mà không buông, phải cho ông một sự xử phạt. Mã Tiêu nhìn Phó Tiên Phong với ánh mắt tán dương. Tiên Phong bây giờ thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, ý nghĩ càng ngày càng kín đáo, đến tôi cũng phải khâm phục quá chừng, quả thực là một cách giải quyết hậu quả hoàn toàn an toàn. Tôi còn một kiến nghị, có thể đồng thời tìm thêm mấy phóng viên đến quận Hạ Mã phỏng vấn chân tướng vụ việc Phó Bí Thư quận ủy hãm hại Chủ tịch quận, mượn cơ hội di chuyển đường nhìn, gây áp lực cho Trần Phong. Trần Phong cũng sẽ hiểu rõ là chuyện gì. Ông ta nắm chặt lấy vụ việc bí thư phong thủy không buông, chúng ta sẽ dám đem chuyện thuê người hành hung của phó bí thư quận ủy đưa ra ánh sáng. Dù sao là anh kính tôi một thước, tôi trả anh một trượng, có qua mà không có lại không thì bất lịch sự. Bạch Chiến Mặc thầm than, so sánh với sự bình tĩnh ứng đối của Phó Tiên Phong và thâm độc gian xảo của Mã Tiêu, sự lão luyện mà ông ta thiếu còn quá nhiều chỗ cần phải học hỏi. Thôi Hướng liên tục gật đầu. Kế sách của Phó Tiên Phong và Mã Tiêu đều đúng, một sáng một tối, khẳng định có thể làm loạn ý nghĩ của Trần Phong. Nhưng phương pháp đưa tin nội bộ quận Hạ Mã có sự đấu tranh không thể thực hiện, không có phóng viên báo nào dám đến để phỏng vấn, cho dù có, bọn họ cũng đạt không nổi một tư liệu, còn có thể bị mời ra khỏi thành phố Yến. Nói cách khác ngộ nhỡ nếu thật có một số phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp vì theo đuổi lợi ích, thật muốn đưa tin sự việc quận Hạ Mã, Trần Phong sẽ mất mặt. Trên mặt Tiên Phong cũng sẽ chẳng tốt đến đâu, còn bản thân ông là trưởng ban tuyên giáo, cũng có trách nhiệm nhất định. Mã Tiêu bị Thôi Hướng chỉ trích một hồi, cũng không giận, ha ha mà cười. Vốn chính là muốn dọa Trần Phong, sự việc quận Hạ Mã, Trần Phong liều mạng muốn bưng bít, chúng ta sẽ giả bộ phơi bày, ông ta khẳng định sẽ sốt ruột, khi sốt ruột sẽ dối cả tấc lòng, muốn chính là khiến ông ta có cảm giác sợ run bắn lên. Hừ! Thôi Hướng vẫn không mấy tán dương cái kế lỗ mãng của Mã Tiêu. Cẩn thận đừng để bản thân cũng bị lún vào đấy. Phó Tiên Phong vội vàng hòa giải. Trưởng ban Mã cũng là có ý tốt, nếu bí thư Thôi cảm thấy không an toàn, thì thôi vậy, tạm thời không dùng đến kế sách này, xem phản ứng của Trần Phong sẽ quyết định bước tiếp theo. Nếu Trần Phong cứ giữ lấy không buông, chúng ta sẽ dùng cách của trưởng ban Mã, di chuyển một chút tầm nhìn của ông ta. Thôi Hướng không nói thêm. Không tỏ rõ ý kiến. Vốn là một buổi tụ tập rất vui, cuối cùng lại vì chuyện ghi âm của bí thư phong thủy, không vui mà ra về. Phó Tiên Phong vốn còn muốn thảo luận với Thôi Hướng một chút làm thế nào để lay động Diệp Thạch Sinh, cũng không còn tâm tư nữa. Ban đêm, gió bắc thổi mạnh, đất đá bay mù trời, thành phố Yến cuối tháng 11, sau khi trải qua một trận gió bắc rất lớn, một đêm đã bắt đầu vào đông. Bước chân của mùa đông đã đến. Sáng sớm ngày hôm sau, người qua đường ngạc nhiên mà phát hiện, sông Hạ Mã đã đóng một lớp băng mỏng, dưới sự chiếu rọi của mặt trời lóe lên những hào quang màu bạc lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Bạch Chiến Mặc không còn chút tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trên sông Hạ Mã, ông ta một đêm thức trắng, hao tổn tâm cơ để viết bản kiểm điểm, chuẩn bị đến văn phòng trao chuốt một chút, sau đó tức khắc đi tới thành ủy để làm kiểm điểm sâu sắc. Nhưng mà, giống như mùa đông giá lạnh đột nhiên đến, Bạch Chiến Mặc cũng được. Phó Tiên Phong cũng được, đều xem nhẹ uy lực của, trong một đêm, uy danh của bí thư phong thủy, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cơ quan quận ủy, không thể nói ai ai cũng biết, cũng là phần lớn mọi người nghe nói phong thanh. Bạch Chiến Mặc trên đoạn đường từ bãi đỗ xe đến tòa nhà quận ủy không đến 200 mét, đã gặp những ánh mắt hoài nghi, nghi hoặc, nghi vấn hoặc là khinh miệt của mấy chục người, không sai, có người trong ánh mắt dám to gan mà viết đầy sự khinh thường và phớt lờ. Khiến ông ta cảm thấy nóng lòng sốt ruột, cảm giác mặt nóng lên, muốn lập tức nhanh chóng mà thoát đi. Chỉ có điều thân là bí thư quận ủy, cần thiết phải giữ hình tượng, ông ta vẫn cố giữ bước đi vững vàng, xem như không thấy gì với mọi ánh mắt của mọi người, trấn tĩnh tự nhiên mà đi hết đoạn đường vô cùng gian nan, mặc dù ông ta còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nghị luận nho nhỏ trong miệng mọi người, cũng có mấy chữ, bí thư phong thủy, truyền đến tai. Vừa đến văn phòng còn chưa ngồi xuống. Tiếng chuông điện thoại liền dồn dập mà reo lên, Bạch Chiến Mặc liền biết, khẳng định là tình hình không ổn, đại sự không tốt, lẽ nào chuyện đã ổn lớn rồi. Chương 635, mượn cơ hội phát huy. Quả nhiên là điện thoại của Phó Tiên Phong gọi đến. Tình hình không ổn, không chỉ bí thư Diệp biết được chuyện này,
đến cả Ban Tuyên giáo Trung ương cũng gọi điện đến, yêu cầu thành phố Yến đệ trình lên một bản báo cáo chi tiết, Trần Phong vô cùng giận dữ. Ông cần phải có tâm lý chuẩn bị chịu đựng cơn lửa giận của Trần Phong và sự chỉ trách của hội nghị thường vụ. Điện thoại của Phó Tiên Phong vừa tắt, điện thoại của Lý Đinh Sơn lại gọi đến, lạnh lùng nói. Đồng chí Bạch Chiến Mặc, mời anh lập tức đến thành ủy để nhận các câu hỏi. Quận Hạ Mã lòng người hoảng sợ, trong thời gian không đến nửa tiếng, tất cả mọi người đều biết đại danh của Bí Thư Phong Thủy. Tuy diễn đàn của ghi âm và công bố sự kiện sớm nhất đã được gỡ bài post xuống, nhưng trong một đêm đã có vô số các trang web đăng liên tiếp, Baidu tra không ra, dùng trang mạng y sâu của Liên Nhược Hạm tuyệt đối tìm chuẩn từng cái một. Vì thế là thu hoạch bất ngờ của sự việc Bí Thư Phong Thủy, trang y sâu đã chiếm được hiệu quả một lần vượt qua cả Baidu trên thị trường trong nước, đã xây dựng được động cơ tìm kiếm có vị trí hàng đầu, cũng là làm cho Hạ Tưởng có niềm vui bất ngờ không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người trên toàn quận Hạ Mã đều nghị luận về ý kiến bàn luận phong thủy của Bạch Chiến Mặc. Sau đó trong một thời gian rất dài, cho dù là trong văn phòng nói đùa, hay là trên đường kẹt xe, mọi người cứ mở miệng là nói. Anh có hiểu phong thủy không? Anh chặn đường của tôi, chính là chặn mất phong thủy của tôi, khiến tôi không thể chung lòng với hạnh phúc được. Thậm chí trên mạng đã hứng khởi việc đặt câu, lấy phong thủy. Không thể chung lòng chung sức, mà đặt câu, có người thích vẽ chuyện còn tổ chức ra đại hội thi đấu đặt câu, náo nhiệt một thời gian. Tối hôm qua Hạ Tưởng cũng nghe được đoạn ghi âm trên mạng, sau khi nghe xong hiểu ngầm mà cười, sự việc của Kim Hồng Tâm và Trần Cẩm Minh đã xử lý xem như không tồi, chỉ ít thời cơ lựa chọn cũng vô cùng tốt, hơn nữa diễn đàn tung đoạn ghi âm có ảnh hưởng không nhỏ, lại tung lên giữa đêm hôm khuya khoắt, vừa khéo một đêm có thể truyền khắp thiên hạ. So với 10 năm đèn sách gian khổ không người hỏi của người xưa, một lần thành danh thiên hạ đều biết, thời đại bây giờ, một kẻ vô danh tiểu tốt cũng có thể trong một đêm thành danh. Bạch Chiến Mặc đã thành danh, cho dù là tiếng tốt hay là tiếng xấu, tóm lại vòng nguyệt quế của Bí Thư Phong Thủy của ông ta, đã đội thật lên đầu, có lẽ bao nhiêu năm sau còn bị người ta nhắc đến, dùng làm tài liệu phản diện. Hạ Tưởng cũng tin rằng, Trần Phong khẳng định sẽ tóm chắc lấy chuyện này, sẽ cho Bạch Chiến Mặc một bài giáo huấn. Khi Bạch Chiến Mặc vội đến thành ủy, vừa đi lên lầu thì nghe thấy giọng nói trong cơn thịnh nộ của Trần Phong. Sao Bạch Chiến Mặc vẫn chưa tới? Có phải trên đường lại có người chặn mất phong thủy của ông ta rồi không? Đinh Sơn, giúp ông ta đi, nếu trong vòng nửa tiếng nữa không đến, cách chức ngay tại chỗ. Lời của Trần Phong đương nhiên là những lời tức giận, nhưng ai không biết Trần Phong thật giả khó phân biệt. Một bí thư quận ủy, bí thư thành ủy muốn cách chức, cũng không phải chuyện của một câu nói. Nhưng dưới sự tức giận vô cùng của Trần Phong, thật muốn đánh nhịp, e rằng cũng sẽ khiến nhiều ủy viên thường vụ kiêng dè ba phần. Bạch Chiến Mặc vội vàng chạy một mạch đến văn phòng của Trần Phong, gõ cửa vào, vẻ mặt thành khẩn mà vừa gặp mặt đã nhận sai. Bí thư Trần, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình, đến cả bản kiểm điểm cũng đã viết xong. Trần Phong vung tay lên. Bây giờ tôi không có thời gian nghe anh giải thích. Trước mắt anh tự quay về xét lại mình một chút, lát nữa đến hội nghị thường vụ giải thích với tất cả ủy viên thường vụ. Bạch Chiến Mặc vẻ mặt cầu xin, trong lòng hồi hộp một chút, hỏng rồi, bí thư Trần trực tiếp đưa ông ta ra trước hội nghị thường vụ làm kiểm điểm, xem ra sự việc kết thúc không tốt chút nào, làm không tốt thật sự sẽ phải chịu xử phạt. Trần Phong và Đinh Sơn bỏ mặc Bạch Chiến Mặc, trực tiếp đi họp. Trần Phong vừa bước vào hội nghị thường vụ, thấy mọi người đã đến đông đủ. Liền lập tức gióng giạc nói. Các đồng chí, thành phố Yến lại nổi danh rồi. Trong ấn tượng của tôi, lần nổi tiếng nhất của thành phố Yến là vụ án bom trên xe bus, lúc ấy đã khiến cho lòng người hoảng sợ, toàn thành phố không còn ai dám đi xe bus ra ngoài. Lúc ấy trên xe bus phát hiện một cái vỏ lon cũng phải kiểm tra kỹ một chút xem có phải là bom tự chế không. Lần thứ hai nổi danh là vụ nổ mìn của Kim Nhục Hướng làm bị thương và tử vong hơn 100 người, chấn động cả nước. Khi ấy truyền thông nước ngoài còn đánh giá thành phố Yến là một trong 10 thành phố không an toàn nhất. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa đến thành phố Yến, bây giờ tốt rồi, khi tôi đang đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, rốt cuộc đã có người tra thuốc đau mắt cho tôi, để thay thành phố Yến mà nổi danh một lần nữa. Ai cũng nghe ra đó là lời nói ngược, là sự châm biếm của Trần Phong. Thành phố Yến lần thứ 3 nổi danh, cả 3 lần đều là tiếng xấu. 2 lần trước tôi không quản, mà quản cũng không được. Nhưng lần này tôi phải quản, không được,
không dễ dàng để xây dựng nên quận hạ mã mới, càng không dễ dàng để dập tắt phụ cao ốc hỏa thụ, tốt mà, đột nhiên lại nổi lên cái bí thư phong thủy. Các đồng chí, tôi muốn hỏi mọi người, tại sao luôn có người muốn bôi cho chát chấu vào quận hạ mã? Luôn muốn tạt nước bẩn vào thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Luôn muốn để Trần Phong tôi phải mất mặt. Luôn muốn khiến cho các đồng chí đang ngồi ở đây khi đi ra ngoài, bị người khác chê cười là lãnh đạo của thành phố Yến của bí thư phong thủy, có phải các anh cảm thấy rất tự hào rất vinh dự hay không? Trình độ nói không nể mặt của Trần Phong số 1, câu câu đều rơi vào nơi có tác dụng thực tế, nếu Bạch Chiến Mặc có mặt ở đây, mọi người thậm chí có thể nghe thấy tiếng tát rất kêu, nhưng bây giờ Bạch Chiến Mặc không có mặt, ánh mắt của không ít người đều đổ dồn lên người Phó Tiên Phong. Bạch Chiến Mặc là do Phó Tiên Phong đề bạt lên, đánh vào mặt Bạch Chiến Mặc, chính là đánh vào mặt Phó Tiên Phong. Trên mặt Phó Tiên Phong nóng lên hầm hập, nhưng chỉ biết gắng gượng chịu đòn. Sự thực bày ra trước mắt, ai còn có thể chống chế? Ai khiến cho Bạch Chiến Mặc chịu thua kém, bị người ta tóm lấy điểm yếu? Bây giờ Trần Phong có lý, hơn nữa lại là lý do lớn, không để cho Trần Phong làm xấu mặt cũng không được. Chỉ có thể chịu nhịn. Đánh vỡ vụn răng thì phải làm sao? Nuốt vào trong bụng thôi. Phó Tiên Phong liền hận Hạ Tưởng đến tận xương tủy, cho dù ông ta không có chứng cứ chứng minh là mưu tính của Hạ Tưởng, nhưng ngoài Hạ Tưởng ra còn ai có thể nham hiểm như thế? Ai có thể làm ra biện pháp cao minh như thế? Ai có thể lựa chọn thời cơ thích hợp như thế? Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, đúng là một nhà âm mưu trời sinh. Phó Tiên Phong bây giờ mới biết, sau nụ cười hòa khí vô hại của Hạ Tưởng, lại có đôi bàn tay hắc ám vừa lạnh lẽo vừa ác nghiệt vô tình. Nhớ tới trước đây Mã Tiêu lợi dụng vũ khí tuyên truyền trong tay để đối phó với Hạ Tưởng, bây giờ cuối cùng lại bị Hạ Tưởng trả đòn, hơn nữa còn là đòn chí mạng, thực sự mà nói, Phó Tiên Phong bây giờ còn không biết phải kết thúc như thế nào, vì sự tức giận của Trần Phong quá lớn. Bí thư phong thủy, gọi đến nghe là hay, là quan tâm, quả nhiên trí tuệ của người dân rất vô tận, tôi thấy, cái mũ này Bạch Chiến Mặc đội cũng không oan ức. Trần Phong đập bàn. Bí thư phong thủy làm bại hoại không phải là cái tiếng của quận Hạ Mã, không phải cái tiếng của thành phố Yến, mà là bại hoại phong thủy của người của Đảng Cộng sản trong mắt quần chúng nhân dân. Phó Tiên Phong mí mắt nháy loạn lên, cái mũ lớn của Trần Phong bỏ xuống, lần này Bạch Chiến Mặc muốn qua ải, quả thực là rất khó. Đầu óc ông ta xoay rất nhanh, trong chớp mắt đã đưa ra quyết tâm, muốn duy trì mũ quan của Bạch Chiến Mặc vẫn còn khả năng, nhưng muốn toàn thân mà lui thì thật không thể. Dù cho Bạch Chiến Mặc phải gánh một sự xử phạt, cũng phải để ông ta làm hết nhiệm kỳ này, không ổn nhất, cũng phải đảm bảo sau khi thương mại trường cơ trôi chảy, mới có thể vứt bỏ Bạch Chiến Mặc. Đưa ra quyết tâm, Phó Tiên Phong thấy tâm trạng bình tĩnh hơn, Bạch Chiến Mặc bị xử phạt là không thể thoát khỏi, quả thực cũng là ảnh hưởng rất xấu, bại hoại hình tượng của thành phố Yến, nhất là quận Hạ Mã là quận mới, đang đối ngoại thu hút đầu tư. Bất luận thành khẩn nhận tội như thế nào đều không thể thay đổi được sự thực Bạch Chiến Mặc lấy phong thủy làm cái cớ để ngăn cản việc xây dựng cao ốc hỏa thụ. Huống chi, cao ốc hỏa thụ bây giờ vẫn trong tình trạng đình công. Chả trách sau khi Hạ Tưởng quay về, luôn không quan tâm đến việc đình công của cao ốc hỏa thụ, hóa ra mưu mẹo chính là ở đây, đúng là một người trẻ tuổi có suy nghĩ rất sâu. Trần Phong sắc mặt đỏ lên, có thể nhận ra ông ta đang nổi nóng thực sự. Chúng ta không thể trách có người tung ghi âm lên mạng, trái lại, tôi còn phải cảm ơn cái người đã tung nó lên, nếu không, tôi vẫn không biết thành phố Yến có một đảng viên Đảng Cộng sản đã được giáo dục chủ nghĩa duy vật nhiều năm là một chuyên gia phong thủy, hừ. Qua hiện tượng mà nhìn nhận bản chất, cao ốc hỏa thụ với 40 tầng đã định ra sớm đã được thông qua quy hoạch, tại sao lại vì sự tốt xấu của lãnh đạo cá biệt, mà phải đình công, phải thay đổi bản vẽ. Một số quy hoạch sáng nắng chiều mưa. Giống như trẻ con chơi trò đồ hàng, khúc xạ ra chính là chống chức vị pháp trị, lạm dụng chức vị nhân trị, lực công quyền mất khuôn, phát triển không khoa học, v.v. Tài ăn nói của Trần Phong không tồi, một mạch lưu loát phát biểu đến hết, uống một ngụm nước để làm mát cổ họng trong lúc cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu. Các đồng chí thảo luận một chút, làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Trần Phong cơn giận ngút trời mà phát tác một trận. Cuối cùng cũng không đưa ra một ý kiến xử lý nào, chỉ mang vấn đề khó ném ra, mọi người đều biết, thời điểm khảo nghiệm Phó Tiên Phong đã đến rồi. Có một số người rụt rè, có một số người không có hàm xúc như thế, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong bị ép đến không còn đường lui, ông ta cũng biết bây giờ không tỏ thái độ,
cũng chỉ bằng để người khác xem thường mình, cho rằng ông ta không gánh vác. Bây giờ Bạch Chiến Mặc đang ở văn phòng của Trần Phong, Trần Phong rất thông minh đã để cho Bạch Chiến Mặc không dự thính hội nghị thường vụ, chính là có ý để cho ông ta cơ hội chủ động đưa ra vấn đề giải quyết Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bí thư Phong Thủy thông qua sự truyền phát của, quả thực có tổn hại đến hình tượng của quận Hạ Mã, bôi cho chát chấu vào hình tượng thành phố Yến, cũng mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho công tác thu hút đầu tư của quận Hạ Mã, đồng chí Bạch Chiến Mặc phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Ông ta thân là đảng viên Đảng Cộng sản, thân là bí thư quận ủy quận Hạ Mã, nói ra lý luận mê tín duy tâm, không phải là một đảng viên Đảng Cộng sản đủ tư cách, tôi kiến nghị xử phạt cảnh cáo trong đảng đối với đồng chí Bạch Chiến Mặc, và làm bản kiểm điểm đưa ra hội nghị thường vụ. Cảnh cáo trong đảng có thể lớn có thể nhỏ, vẫn có một thời hạn nhất định, trên cơ bản thuộc về việc xử lý thấp nhất đối với cán bộ đảng và chính quyền phạm vào sai lầm, Phó Tiên Phong vẫn là giữ lại chuẩn bị ở sau, không dám mạnh tay. Phu Phồn Nhiên tỏ ra vẻ mặt gay gắt. Sự xử phạt của bí thư phó quá nhẹ rồi, sự việc này không phải chuyện nhỏ, có ảnh hưởng rất xấu trên toàn quốc. Danh khí quận Hạ Mã vốn không lớn, bây giờ thì tốt rồi, một đêm thành danh, nhưng giống như những gì bí thư Trần nói, không phải là tiếng tốt mà là tiếng xấu. Nhân dân toàn quốc đều biết thành phố Yến có một quận Hạ Mã, quận Hạ Mã có một bí thư phong thủy. Mọi người nghĩ xem, chúng ta đều phải cảm ơn Bạch Chiến Mặc, nếu không có ông ta, nói không chừng cả nước không biết có bao nhiêu người biết thành phố Yến. Bây giờ thì mọi người đều đã biết bí thư phong thủy, sau đó mới biết bí thư phong thủy là bí thư của quận Hạ Mã, sau đó nghe ngóng thêm, quận Hạ Mã là một quận của thành phố Yến, bởi vậy khiến không ít người lần đầu tiên biết đến thành phố Yến. Ánh mắt của Vu Phồn Nhiên lơ đãng nhìn Phó Tiên Phong một cái, rồi lạnh lùng cười. Đồng chí Bạch Chiến Mặc vì thành phố Yến đã làm nên một cống hiến rất lớn, bí thư phó, cảnh cáo trong đảng quá nhẹ một chút rồi, phải không? Sự châm chọc khiêu khích của Vu Phồn Nhiên quả thật là rất sắc bén, đã kích dậy cơn lửa giận của Phó Tiên Phong, vì Vu Phồn Nhiên là người của Ngô gia, rất rõ ràng, chính là cố ý đối nghịch với ông ta nổi giận đùng đùng mà đập bàn. Chủ tịch thành phố Vu, có lời gì mong ông từ tốn nói, đừng quái đản kỳ quặc, tôi trái lại muốn nghe cao kiến của ông, muốn đưa ra xử phạt như thế nào với Bạch Chiến Mặc. Đồng chí Bạch Chiến Mặc cần phải tăng cường học hỏi thêm tri thức lý luận cơ bản của đảng viên, vì ông ta thân là đảng viên, lại làm nên trò mê tín phong kiến, cần phải bảo lưu đảng một năm để xem xét. Cạch, một tiếng, chiếc bút trong tay bí thư quận ủy quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng rơi xuống bàn, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Vì đề nghị của Vu Phồn Nhiên quá giật gân, bảo lưu đảng xem xét là xử phạt vô cùng nghiêm trọng, vì đảng viên từng phải chịu xử phạt bảo lưu đảng xem xét, mọi chức vụ đảm nhiệm trong đảng trước khi bị xử phạt tự nhiên bị hủy bỏ, không cần phải thực hiện thêm thủ tục xử phạt hủy bỏ chức vụ trong đảng, chính là nói, tương đương với việc trực tiếp cách chức Bạch Chiến Mặc. Lông mày của Trần Phong giật giật, không nói câu gì. Hồ Tăng Chu vẻ mặt không vui, muốn nói lại thôi. Đầu tiên ông ta nhìn Trần Phong một cái, rồi lại nhìn Lý Đinh Sơn và Trần Thiên Vũ, thần sắc trên khuôn mặt bất định, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Các ủy viên thường vụ khác cũng chỉ anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không nói gì. Ai cũng không ngốc, đều biết rõ những hiềm khích giữa Phó Tiên Phong và Trần Phong, bây giờ Bạch Chiến Mặc đã đụng phải nòng súng, khẳng định sẽ có một sự xử phạt, chỉ xem là nặng hay nhẹ. Nếu chỉ vì vụ việc ghi âm, Bạch Chiến Mặc ở chỗ sai lầm nói ra những lời sai lầm thì cách chức ông ta ngay tại chỗ, tốt xấu ông ta cũng đường đường là một bí thư quận ủy, là một nhân vật số một của đảng ủy bậc nhất qua sự bổ nhiệm của thành ủy, nói cách chức cũng quá là chuyện con nít. Đề nghị của Vu Phồn Nhiên, giật gân và quá dọa người. Cũng không thích hợp. Hội nghị thường vụ nhất thời tẻ ngắt. Phương Tiến Giang thấy nét mặt của Trần Phong cũng biết muốn lấy chuyện này ra để cách chức Bạch Chiến Mặc là không thực tế cũng không hợp quy củ, liền mở miệng nói. Xử phạt phê kỷ luật nặng trong đảng vẫn là thích hợp nhất. Hồ Tăng Chu do dự, liền gật đầu phụ họa. Tôi cho rằng, phê kỷ luật hay phê kỷ luật nặng, phải xem biểu hiện của chính người đó rồi đưa ra quyết định. Nếu Bạch Chiến Mặc có thái độ nhận lỗi tốt, kiểm điểm sâu sắc, biết lỗi có thể sửa, thì phê kỷ luật. Nếu ông ta không nhận thức hết được sai lầm, còn biện giải thì phê kỷ luật nặng. Hồ Tăng Chu trên cơ bản là có ý dung hòa, nếu suy nghĩ thấu triệt, còn có ý thiên vị cho Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc dưới tình hình hiện tại, khẳng định thái độ nhận tội rất tốt, trên cơ bản nội tuyến của Hồ Tăng Chu chính là xử phạt phê kỷ luật. Phê kỷ luật thời hạn là 12 tháng,
mà phê kỷ luật nặng là 18 tháng, tuy chỉ chênh nhau nửa năm, nhưng đối với uy vọng của Bí thư Bạch Chiến Mặc là một sự đả kích nghiêm trọng. Bí thư cõng trên mình một sự xử phạt, muốn nắm quyền lớn ở quận Hạ Mã, muốn lấy quyền uy của bí thư ép người, e rằng đã không còn ai nghe lời của ông ta nữa. Huống chi quận Hạ Mã có một chủ tịch quận cường thế, chỉ cần xử phạt một chút, uy vọng ở quận Hạ Mã của Bạch Chiến Mặc xem như rơi xuống ngàn trượng. Trên quan trường xưa nay không thiếu sự náo nhiệt dậu đổ bìm leo, vốn có nhiều người lung lay ở giữa, chỉ sợ sẽ tỏ vẻ trung thành với Hạ Tưởng trước tiên. Phó Tiên Phong cảm thấy đau đầu, tận sâu trong lòng hận sự bất lực và ngu dốt của Bạch Chiến Mặc, đồng thời càng oán hận thủ đoạn độc ác của Hạ Tưởng, làm thế nào Hạ Tưởng luôn có thể có những thủ đoạn xuất hiện liên tiếp, luôn có thể đánh ông ta đến đau nhức. Đúng là tà môn, Bạch Chiến Mặc trước đây rõ ràng là người cũng coi như vững vàng, tại sao sau khi đảm nhiệm chức bí thư quận ủy, luôn phạm sai lầm? Lẽ nào thật ứng với câu nói của người xưa, tiểu nhân bất khả đắc chí? Phẩm hạnh của Bạch Chiến Mặc tuy không thể nói là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không phải quá kém, so sánh với nhiều kẻ tham quan to gan tày trời ăn chơi sa đọa, ông ta vẫn coi như là liêm khiết tự hạn chế, tại sao lỗi nhỏ không ngừng, lỗi lớn cũng phạm. Lát nữa phải dạy dỗ ông ta một trận, để ông ta biết trên quan trường có vô vàn nguy hiểm, không có chuyện gì, là vì không có người tính kế. Nhưng bây giờ bên cạnh có Hạ Tưởng như hổ rình mồi, thời khắc đang tìm kiếm lỗ hổng của ông ta cần phải cẩn thận nhiều hơn, thận trọng, không thể phạm thêm sai lầm. Dù cho ở quận Hạ Mã không làm được gì, cũng không thể khiến Hạ Tưởng tóm được điểm yếu, nếu không đang gánh hình phạt trên mình lại phạm thêm sai lầm, còn chờ gì mà không cách chức tại chỗ. Nhưng ai có những xử lý vấn đề không đáng mang ý nghĩa quyết định đối với toàn cục, kết quả sẽ dẫn đến thất bại toàn bộ, Phó Tiên Phong gần đây số lần ông ta bị thua đã quá nhiều rồi, không muốn bị thua thêm nữa, nhất là ở quận Hạ Mã, ông ta gần như không thể thua. Tuy bố cục của Nguyên Minh Lượng rất chu đáo chặt chẽ, nhịp bước rất kiên định, cũng đạt được mục tiêu đã định sẵn, hơn nữa hình như Hạ Tưởng vẫn không có một chút phát hiện. Trước đây Phó Tiên Phong tin tưởng vô cùng cái kế ngấm ngầm lừa bịp của ông ta, nhận định Hạ Tưởng khẳng định sẽ không biết dụng ý thật sự của Nguyên Minh Lượng, nhưng bây giờ lại dần dần không còn niềm hăng say, luôn cảm thấy chỉ số thông minh yêu nghiệt cùng với thủ đoạn khó lòng phòng bị của Hạ Tưởng, không chừng một lúc nào đó hắn sẽ có thể điều tra ra chân tướng của Thương mại Trường Cơ. Nếu cuộc chiến của Thương mại Trường Cơ lại thua nữa, Phó Tiên Phong sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Bô lão ở thủ đô, phỏng chừng cuối cùng chỉ có một kết quả, ỉu xìu mà trở về thủ đô, nhậm chức ở một bộ phận vô cùng nhàn hạ ở Ủy ban Trung ương, chỉ ít yên tâm mà ngồi 2-3 năm để suy nghĩ trở lại, nếu không, bác cả sẽ mắng ông ta đến chết. Cho nên đề nghị của Hồ Tăng Chu trong sự nhìn nhận của Phó Tiên Phong là kết quả tốt nhất mà trước mắt có thể giành được, ông ta lúc này tỏ sự tán đồng. Tôi đồng ý đề nghị của Chủ tịch thành phố Hồ Tăng Chu. Nếu Bí thư Trần đã để cho Bạch Chiến Mặc trước tiên đến thành ủy nhận câu hỏi, chúng tôi sẽ để ông ta ở trước mặt toàn thể ủy viên thường vụ làm kiểm điểm sâu sắc, răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, cần cho ông ta cơ hội hối lỗi sửa sai. Trần Phong suy nghĩ, cũng biết vì chuyện này mà đem Bạch Chiến Mặc một gậy đánh chết, cũng không thực tế, liền đồng ý. Cũng được, Tiểu Như, gọi Bạch Chiến Mặc đến phòng hội nghị. Thư ký của Trần Phong là Trần Tiểu Như đáp một tiếng, rồi đi ra mời Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc vừa vào cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên ông ta. Chỉ thấy vẻ mặt đau khổ của ông ta, hai mắt vô thần, hoang mang lo sợ, ủ rũ, chủ yếu nhất là, đầu toát hết mồ hôi, bộ dạng vô cùng thống khổ. Lý Ninh Sơn thầm cười nhạt, trên chính trị Bạch Chiến Mặc không có tiềm năng gì, tài năng biểu diễn thì lại khá tốt. Chỉ ít cái vẻ vô cùng đau đớn này có thể giành được không ít sự đồng cảm. Đến cả Trần Phong cũng lén lút gật đầu, Bạch Chiến Mặc cũng thật không may gặp phải Hạ Tưởng, đổi một người nhập bọn cùng hắn, mới thật đối phó không nổi hắn. Sau khi Bạch Chiến Mặc dừng lại, trước tiên là cúi rạp chào, sau đó lấy ra bản kiểm điểm, rồi than thở khóc lóc mà thừa nhận sai lầm. Các vị lãnh đạo tôn kính, trong lòng tôi vô cùng hổ thẹn áy náy và ân hận mà viết bản kiểm điểm này. Tôi vì hành vi sai lầm của chính mình mà cảm thấy hổ thẹn bất an vô cùng, lúc này, tôi xin được kiểm điểm sâu sắc với các vị lãnh đạo. Chương 636, nhắc nhở. Nỗi đau nhớ đời, chuyện xảy ra lần này khiến cho tôi không chỉ cảm thấy sự sỉ nhục của chính mình, càng quan trọng hơn là tôi cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm của các vị lãnh đạo đối với tôi, xấu hổ với sự quan tâm của lãnh đạo. Sau khi xảy ra chuyện này,
tôi biết bất luận là thế nào cũng không bù đắp được sai lầm của mình. Bởi vậy, tôi không thỉnh cầu sự khoan thứ của lãnh đạo đối với tôi, bất luận lãnh đạo xử phạt tôi nghiêm như thế nào, tôi đều không có ý kiến gì, hy vọng sai lầm của mình là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các cán bộ khác. Cuối cùng, tôi xin lãnh đạo cho tôi một cơ hội, trong công tác sau này tôi sẽ thông qua hành động để thể hiện sự thức tỉnh của bản thân, và cố gắng làm việc nhiều hơn để tích cực cống hiến, xin lãnh đạo tin tưởng tôi. Bạch Chiến mặc nước mắt nước mũi ròng ròng, ở trước mặt tất cả ủy viên thường vụ, khóc không thành tiếng, trông đến vô cùng hỗn loạn. Nhân vật chính chị cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nhìn thấy một người đàn ông khóc đến thống khổ, cũng đều đụng đến tấm lòng trắc ẩn, nhất là mấy vị ủy viên thường vụ có lập trường trung lập, rõ ràng không nỡ mà nhìn tiếp. Phó Tiên Phong thầm khen Bạch Chiến Mặc, tốt, biết nhận ra thời đại trào lưu, là người thông minh giỏi giang, khóc thì khóc rồi, cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì, chỉ cần có thể giữ được chức quan, giữ được quyền lực, khóc nhiều hơn cũng không sợ, giang sơn của Lưu Bị cũng là khóc mà có, chỉ cần có thể thành công, không cần quan tâm áp dụng thủ đoạn vẻ vang hay không vẻ vang gì. Trần Phong cũng không thể nhìn tiếp, phất phất tay. Được rồi, đừng khóc nữa, đồng chí hãy bình ổn lại tinh thần trước đi, ra bên ngoài đợi một chút. Bạch Chiến Mặc, vâng, một tiếng, cúi rạp người xuống. Hồ Tăng Chu thở dài một tiếng. Thái độ nhận lỗi của đồng chí Bạch Chiến Mặc rất thành khẩn, tôi thấy phê kỷ luật là được rồi. Phê kỷ luật và trừ nửa năm tiền lương. Phó Tiên Phong rất độ lượng mà tỏ thái độ. Sự thông minh của Phó Tiên Phong là ở chỗ này, đã lên đến cấp độ bí thư quận ủy, ai còn quan trọng đến tiền lương. Nhưng ông ta chủ động nhắc đến chuyện trừ lương, chính là muốn chắn miệng người khác, cứ lấy thái độ khoan dung ra trước rồi nói tiếp, dù sao chính là muốn chiếm lấy quyền chủ động. Tiền lương trừ hay không trừ ý nghĩa không lớn, cứ phê kỷ luật là được rồi. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tô Công Thần vẫn cái vẻ thong thả nói. Chủ yếu là trị bệnh cứu người là chính. Để đồng chí Bạch Chiến Mặc nhớ kỹ một lần giáo huấn sâu sắc là được rồi. Lý Đình Sơn, Cao Hải đều không nói gì, chỉ đợi Trần Phong đưa ra quyết định cuối cùng. Ý định ban đầu của Trần Phong cũng không muốn vì một chuyện ghi âm mà cách chức Bạch Chiến Mặc, lý do không đủ, sai lầm cũng không đủ để cách chức. Ông ta thấy tình thế mà thu tay, phê kỷ luật trên cơ bản cũng đã đạt được hiệu quả mà ông ta muốn, liền gật đầu. Cũng được, đồng chí Bạch Chiến Mặc cũng là vi phạm lần đầu. Không hiểu rõ uy lực sự truyền bá của hiện nay, mới phạm vào lỗi lớn, sự việc này cũng cho chúng ta một sự cảnh giác, sau này nói chuyện làm việc nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trước khi nói, cần phải uốn lưỡi, suy xét một chút bản thân có thân phận gì, đừng kích động mà quên mình là cán bộ đảng viên, đại biểu cho hình tượng của đông đảo cán bộ và đảng viên, hy vọng mọi người lấy việc giáo huấn những sai lầm để cảnh giác và tránh phạm sai lầm. Đừng phạm thêm những lỗi tương tự. Cuối cùng hội nghị thường vụ nhất trí đưa ra nghị quyết, xử phạt phê kỷ luật trong đảng với bí thư quận ủy quận Hạ Mã Bạch Chiến Mặc, thời hạn 1 năm. Giữa trưa, tin tức truyền tới quận Hạ Mã. Buổi chiều vừa vào giờ làm, cục trưởng các cục đến tìm Hạ Tưởng báo cáo công việc cũng nhiều hơn bình thường, thậm chí cục trưởng cục đào tạo Trịnh Quan Quần luôn có quan hệ rất mật thiết với Bạch Chiến Mặc, cũng mặt dày đến báo cáo công việc, vẻ tươi cười trên mặt dường như giống hoa cúc bị ăn xương, héo hon và khô vàng. Hạ Tưởng cũng không nói gì, Trịnh Quan Quần báo cáo công việc xong, khi rời đi, ở cửa vừa lúc gặp Thi Trường Nhạc. Thi Trường Nhạc vừa thấy Trịnh Quan Quần liền niềm nở, cười rất vui vẻ. Lão Trịnh, ông cũng đã nghe tin bí thư Bạch bị xử phạt, được lắm, phản ứng rất nhanh. Trịnh Quan Quần sợ nhất Thi Trường Nhạc, vì Thi Trường Nhạc giỏi nhất việc trừng trị người khác. Ông ta lúng túng cười, không đáp lời, chỉ muốn nhanh chóng mà chuồn gấp. Thi Trường Nhạc làm sao có thể buông tha một cơ hội tốt để chế giễu Trịnh Quan Quần. Ông ta tiếp tục cười. Lần sau đến tìm chủ tịch quận Hạ báo cáo công việc, tiện thể nhớ mua luôn 2 chai xì dầu, vì tôi sớm biết khả năng quấy xì dầu của ông rất giỏi. Ai, sao lại xuống lầu rồi, văn phòng bí thư Bạch ở trên lầu cơ mà. Ông thật là, đến quận ủy cũng không đi thăm bí thư Bạch, chẳng phải vô lý lắm sao. Cổ họng của Thi Trường Nhạc đủ lớn, giọng đủ vang. Khắp hành lang đều nghe tiếng vọng. Trịnh Quan Quần vốn đã xuống cầu thang được mấy bước nghĩ không thèm quan tâm, Thi Trường Nhạc vừa la lên, bí thư Bạch ở trên lầu chắc chắn đã nghe thấy, nếu ông ta không lên, thì rõ ràng là không biết xử sự rồi, chỉ đành hậm hực quay lại, trừng mắt nhìn Thi Trường Nhạc, rồi đi lên lầu. Thi Trường Nhạc cười. Cẩn thận chút, đừng để bị mắng.
Quả thật là Thi Trường Nhạc đã nói đúng, Bạch Chiến Mặc đang chăm sự không thuận, nghe thấy tiếng hét của Thi Trường Nhạc ở tầng dưới, sau đó Trịnh Quan Quần đã lên thật. Vừa nghĩ đến Trịnh Quan Quần đến lắc đầu quẫy đuôi với Hạ Tưởng, rồi tiện đường ghé thăm ông ta vô cùng tức giận, vừa nhìn thấy Trịnh Quan Quần liền xối xả mà lên lớp ông ta một trận, mắng ông ta đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng ỉu xìu xìu mà chạy mất. Từ đó, Trịnh Quan Quần hận Thi Trường Nhạc đến tận xương tủy, một lòng nghĩ phải báo thù. Buổi chiều hết giờ làm, Hạ Tưởng bất ngờ nhận được điện thoại của Vu Phồn Nhiên, Vu Phồn Nhiên đề xuất đến Xâm Lâm Cư gặp nhau, Hạ Tưởng do dự chút và đồng ý. Vu Phồn Nhiên lúc này đề xuất lời mời, có lẽ có hàm ý sâu sắc, quả nhiên, khi Hạ Tưởng vội đến Xâm Lâm Cư, không ngờ, Vu Phồn Nhiên đã đến trước rồi. Vu Phồn Nhiên là phó chủ tịch thường trực, cao hơn Hạ Tưởng một cấp. Trên quan trường, xưa nay cấp dưới đợi cấp trên, không có đạo lý cấp trên chờ cấp dưới. Cách thức Vu Phồn Nhiên cung kính chờ đợi Hạ Tưởng, hiển nhiên không chỉ là giả bộ đơn giản như vậy. Hạ Tưởng vội khách sáo vài câu, và đi lên lầu cùng Vu Phồn Nhiên. Nói ra quả thực cũng đã một thời gian không gặp Sở Tử Cao rồi, Sở Tử Cao nghe nói Hạ Tưởng đại giá quang lâm, vội vàng từ huyện giao trở về, đặc biệt đến Xâm Lâm Cư chờ Hạ Tưởng. Sở Tử Cao gần đây việc làm ăn khá là thuận lợi, bây giờ đang mở rộng về huyện giao, bận đến tối mày tối mặt. Chuyện Hạ Tưởng bị thương, ông ta cũng đã nghe nói, cũng muốn đến thủ đô thăm, cũng đã gọi điện cho Hạ Tưởng, bị Hạ Tưởng khéo léo từ chối. Sở Tử Cao bây giờ đã có cảm giác càng ngày càng xa với Hạ Tưởng, ông ta biết trong bộ phận chủ chốt của Hạ Tưởng toàn là những nhân vật rất quan trọng, ông ta tuy cũng xem như là nhân vật số một, nhưng so sánh với những nhân vật động chút là hàng trăm triệu ở bên cạnh Hạ Tưởng, thì còn cách khá xa, tổng tài sản của ông ta bây giờ cũng không quá trăm triệu. Sở Tử Cao biết thân mình năng lực có hạn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Hạ Tưởng có phân phó, ông ta sẽ làm theo bất kể lúc nào, dù sao ông ta một lòng theo Hạ Tưởng là được rồi. Bởi vậy một lần nữa Hạ Tưởng hạ cố đến Xâm Lâm Cư, Sở Tử Cao trong lòng mừng khôn xiết, vội vàng trên trăm cây số từ huyện giao trở về, vì để gặp Hạ Tưởng, giáp mặt mà bày tỏ một chút tâm ý của ông ta. Hạ Tưởng và Vu Phồn Nhiên vừa ngồi vào căn phòng sang trọng, liền giới thiệu với Vu Phồn Nhiên về Sở Tử Cao, Vu Phồn Nhiên rất khách khí mà bắt tay với Sở Tử Cao, nói. Tôi đã nghe nói về anh Sở, nghe nói Sở Phong Lâu của anh đã mang lại vận may cho Hạ Tưởng. Ha ha! Phó Chủ tịch Thường Trực có thể hiểu rõ chuyện cũ giữa Hạ Tưởng và Sở Tử Cao, là niềm vinh hạnh của ông ta, Sở Tử Cao liền nhìn Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng mỉm cười, mới dám đánh bạo nói. Quảng trường thư giãn mà Chủ tịch quận Hạ thiết kế ở bên cạnh Sở Phong Lâu, năm đó vừa khéo Bí thư Trần đi thị sát, vô cùng yêu thích thiết kế của quảng trường thư giãn, đã nhớ tên của Chủ tịch quận Hạ. Nên nói, là Chủ tịch quận Hạ đã mang đến vận may cho Sở Phong Lâu và cho tôi. Mấy câu vừa nói, Sở Tử Cao có một sự đánh giá đại khái với Vu Phồn Nhiên, biết nói chuyện, biết làm việc, rất thận trọng. Hạ Tưởng vỗ vỗ vào vai Sở Tử Cao, cười. Lão Sở! Lâu lắm rồi không gặp ông, béo ra chút phải không? Ha ha, tôi bây giờ ở quận Hạ Mã, đến khách sạn của ông không thuận tiện, hơi xa, ông không thể mở một nhà hàng gì đó ở quận Hạ Mã, tiện cho tôi có thể thường lui tới ăn cơm. Sở Tử Cao được hành động vỗ vai thân mật của Hạ Tưởng, lại thêm những lời nói không xem là người ngoài của hắn, thiếu chút nữa mũi cay xè mà chảy nước mắt. Lãnh đạo bây giờ đã thăng chức rồi, bên cạnh đều là những ông chủ các tập đoàn lớn. Lại vẫn không quên một nhân vật nhỏ như ông ta, đã khiến ông ta trong lòng vô cùng cảm động. Nếu không có Vu Phồn Nhiên ở đây, nói không chừng ông ta chảy nước mắt thật. Cố nén nước mắt, Sở Tử Cao vẻ mặt đầy niềm vui. Được, một câu nói của lãnh đạo, lão Sử lập tức thực hiện. Vu Phồn Nhiên ngoảnh mặt làm thinh, trong lòng cảm khái, Hạ Tưởng đúng là một người trẻ tuổi biết chèo kéo lòng người, đối với bên trên, rất được tín nhiệm và ủng hộ. Đối với bên dưới, rất được kính trọng và tôn kính, quả nhiên là giống với những gì Ngô Tài Giang nói, là một người trong giới quan trường trời sinh. Sở Tử Cao ngây người một lúc, liền chủ động chào từ biệt. Vu Phồn Nhiên không đi vào việc chính, mà bàn bạc về hoàn cảnh của công viên Xâm Lâm. Công viên Xâm Lâm quả thực có tài nghệ khéo léo, cho dù là lợi ích xã hội hay là lợi ích kinh tế, đều lấy được những thành tích không tồi, nghe nói lúc ấy cậu cũng tham gia công tác thiết kế. Công viên Xâm Lâm là thành công đầu tiên của tập đoàn Viễn Cảnh tiến quân vào thành phố Yến, trên nền tảng thành công của công viên Xâm Lâm, mới có được thành công của chân tàng cư và điển tàng Uyển bây giờ.
Hiện phòng của Điển Tàng Uyển và Chân Tàng Cư đã bán ra hết, Hạ Tưởng cũng mua 2 căn, đã hoàn thành bìa cứng, nhưng vẫn chưa vào ở, dự định mùa xuân sang năm sẽ vào ở. Đám người Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và cả Tôn Hiện Vĩ, cũng có 1-2 căn ở Điển Tàng Uyển. Tiêu Ngũ cũng mua 1 căn, cách căn hộ mới của Hạ Tưởng không xa, dự định kết hôn sẽ dùng. Thành công rất lớn của hai tiểu khu, mang lại lợi nhuận hậu hĩnh cho tập đoàn Viễn Cảnh, sau đó khu chung cư kỳ thứ 2 và kỳ thứ 3 gần như khởi công cùng một lúc, bây giờ khu chung cư kỳ thứ 2 cũng tiêu thụ hết, khu chung cư kỳ 3 cũng đã tiêu thụ được 60%, tốc độ tài chính quay về nhanh chóng của hai tiểu khu, đã khiến cho các nhà đầu tư khai phá trong thành phố Yến phải chép miệng. Nhưng chép miệng thì chép miệng, tất cả mọi người đều biết thành công của hai tiểu khu là trên nền tảng thành công của công viên Sâm Lâm, có đủ tính không thể phục chế, vì công viên Sâm Lâm lúc ấy khi khởi công xây dựng, có rất nhiều người đều không xem trọng, cho rằng khẳng định là một sự đầu tư thất bại, cho dù không thất bại, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thu về tài chính, bất kể là phân tích từ góc độ nào, đều không phải là vụ làm ăn kinh tế có lợi. Kết quả, công viên Sâm Lâm đã đạt được thành công ngoài dự đoán của mọi người. Cho nên mặc dù Điển Tàng Uyển và Chân Tàng Cư vô cùng thành công, lợi nhuận kinh người, quan trọng là tốc độ hồi báo nhanh chóng, khiến người ta khen ngợi hết lời, nhưng các nhà đầu tư khai phá khác ngoài việc thèm muốn ra, không ai nghĩ đến việc phục chế lại thành công của tập đoàn Viễn Cảnh. Không có cách nào khác, có một số thành công không thể phục chế. Thành phố Yến có một công viên Sâm Lâm, bên cạnh công viên Sâm Lâm có một nhà máy thép và một xưởng dược, về sau muốn ở thành phố Yến tìm kiếm một thương cơ như thế, trừ phi mấy chục năm sau thành phố Yến lại quy hoạch toàn bộ thêm một lần nữa. Cũng chính là sự nhìn xa trông rộng của tập đoàn Viễn Cảnh, đã giành được thành công rất lớn của công viên Sâm Lâm và hai tiểu khu, bây giờ tiền mặt chảy dư dật, tài chính là chuỗi hoàn hảo, cho dù là kiến tạo sông Hạ Mã, hay là xuất tiền của vào khu chung cư mới khai phá của quận Hạ Mã, đều chẳng đáng kể. Phu Phồn Nhiên lấy công viên Sâm Lâm làm khúc dạo đầu, Hạ Tưởng liền hiểu rõ, ông ta đang đánh bài hữu tình. Quả nhiên, đề tài sau vừa chuyển, Phu Phồn Nhiên liền nói. Tôi và Tấn Chu quan hệ cũng không tệ lắm, khi ông ta về thủ đô thường xuyên nhắc đến cậu, tuy nhiên dường như Lão Cao càng tán thưởng cậu, Lão Cao thường nói, Tiểu Hạ là một nhân tài, là một thiên tài của phương diện thiết kế. Lại tranh cãi về cha con Cao gia, ý vị mon men làm thân lại càng rõ ràng, Hạ Tưởng liền khiêm tốn nói. Đâu có, Lão Cao quá khen rồi, Lão Cao luôn thích khen người khác, nhất là một người trẻ tuổi có quan hệ không tồi với ông ấy luôn thích khen mãi không thôi. Ha ha, ông cũng biết, ông ta đức cao vọng trọng, thích dìu dắt lớp sau, nếu Lão Cao là giáo sư, nhất định là một giáo sư rất được học sinh kính yêu. Ha ha, nhất định rồi, tôi cũng vô cùng kính trọng cách đối nhân xử thế của Lão Cao. Phu Phồn Nhiên ha ha cười, rồi lập tức chuyển chủ đề. Chủ tịch Tỉnh Ngô vừa gọi điện cho tôi, có chút trách móc cậu, nói cậu luôn không gọi điện cho ông ta, có phải không tốt lắm? Hạ Tưởng gần đây quả thực ít liên hệ với Ngô Tài Giang, chủ yếu là vì quá bận, không nhớ đến, đồng thời cũng cảm thấy không có gì cần thiết phải làm phiền Ngô Tài Giang. Bây giờ Ngô Tài Giang thân là chủ tịch tỉnh, một ngày phải giải quyết hàng trăm công việc, lẽ nào hắn gọi điện đến, chỉ để chào hỏi, hỏi thăm chút tình hình sức khỏe. Hạ Tưởng liền lắc đầu cười. Chủ tịch tỉnh Ngô phê bình rất đúng, tôi xin nhận sự phê bình. Cũng là gần đây có nhiều chuyện, việc nọ nối việc kia, ông cũng biết. Đầu tiên là Phó Bí Thư Khang Thiếu Diệp bị bệnh qua đời, bây giờ lại đến vụ ghi âm của Bí Thư Bạch Chiến Mặc làm cho nhếch nhác khốn khổ, quận Hạ Mã bây giờ loạn đến không chịu nổi. Chờ thế cục bình ổn trở lại, tôi nhất định sẽ báo cáo một chút công việc với Chủ tịch tỉnh Ngô. Hạ Tưởng có báo cáo công việc hay gọi điện cho Ngô Tài Giang hay không, Phu Phồn Nhiên không thật sự quan tâm, điều ông ta thực sự quan tâm là thế cục quận Hạ Mã. Bạch Chiến Mặc phải gánh một hình phạt. Những ngày tháng sau này không dễ trôi rồi, tuy nhiên ông ta dù sao vẫn là một nhân vật số một, những sự việc trên trường giao tế, vẫn phải chu toàn mới được, không thể để người khác nói linh tinh. Ý của Phu Phồn Nhiên Hạ Tưởng hiểu rõ, ông ta lo lắng hắn sẽ tự cao tự đại, làm ra những việc khiến người ta chửi rủa chỉ trích, không chỉ để lại cho người ta đề tài bàn tán, còn dễ bị người ta công kích, Hạ Tưởng liền gật đầu nói. Cảm ơn sự nhắc nhở của Chủ tịch thành phố Vu, tôi sẽ chú ý. Phu Phồn Nhiên nhắc nhở Hạ Tưởng cũng không phải mục đích thật sự của ông ta là muốn mượn cơ hội thăm dò Hạ Tưởng. Vụ việc ghi âm thời cơ nắm lấy vô cùng tốt, hơn nữa thủ đoạn rất cao siêu,
có thể là ai ở phía sau bức màn thao tác mọi thứ. Hạ Tường không tỏ rõ ý kiến với sự thăm dò của Vu Phồn Nhiên. Rất đơn giản, khẳng định là Trần Cẩm Minh rồi, cao ốc hỏa thụ của ông ta vô cớ bị Bạch Chiến Mặc yêu cầu dừng lại, phỏng chừng có lẽ vì không phục, nên ghi âm trộm, sau đó tung lên mạng. Cũng là cách làm của việc bị ép đến không biết làm thế nào, nếu không thực sự hết đường có thể đi rồi, ai mong muốn đối nghịch với chính quyền, phải không? Vu Phồn Nhiên thấy Hạ Tưởng phớt lờ việc chính chỉ tán dâu Ria, không chịu thừa nhận một trong những tác dụng mà ông ta nhắc đến, cũng không miễn cưỡng, tiếp lời. Cậu nói cũng đúng, ngoài Trần Cẩm Minh ra có lẽ không còn ai khác, tuy nhiên sự việc này cũng không thể là đoán được, không có chứng cứ cũng không dễ chỉ trích Trần Cẩm Minh cái gì. Nghe nói cao ốc hỏa thụ đã phục công rồi. Tốt, nên như thế. Dừng lại một chút, ông ta lại đầy thâm ý mà nhìn Hạ Tường. Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hạ Mã sắp tiến hành rồi, có ý tưởng gì không? Trong lòng Hạ Tường có chút không hiểu, lời nói của Vu Phồn Nhiên có hàm ý khác, hình như là đang nhắc nhở điều gì, liền hỏi. Dựa theo trình tự bình thường mà đi, Bạch Chiến Mặc sẽ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Tôi sẽ được bầu làm chủ tịch quận. Lẽ nào sẽ còn xuất hiện bất ngờ gì sao? Phó Tiên Phong có một mặt âm mưu, cũng có thủ đoạn âm mưu. Vu Phồn Nhiên nâng cốc ra hiệu với Hạ Tưởng, rồi nói. Chính trị trong nước tuy rất ít xuất hiện những ví dụ về người ứng cử chủ tịch quận duy nhất không trúng cử, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Những tiền lệ chủ tịch thành phố không trúng tuyển cũng có, tuy nhiên không có kênh thông tin nào dám đưa tin. Nếu cậu không trúng tuyển trong kỳ tuyển cử chủ tịch quận, dù cho lại qua sự đề danh của thành ủy, khai tuyển lại từ đầu, nếu tuyển cử thêm lần nữa, cho dù là thông qua, cũng là một đả kích rất lớn với uy vọng của cậu, quyền uy chủ tịch quận của cậu cũng mất hết, hơn nữa nói không chừng sẽ còn xuất hiện tình trạng không trúng tuyển lần thứ hai. Hạ Tưởng trong lòng giật mình, trong lòng nghĩ cũng là cảm thấy sự nhắc nhở của Vu Phồn Nhiên không phải là buồn lo vô cớ, trong nước không thiếu những tiền lệ phó chủ tịch thành phố không trúng cử. Thậm chí còn từng xuất hiện sự kiện phó chủ tịch tỉnh không trúng cử. Đương nhiên, cũng không bài trừ người ứng cử không trúng cử quả thực bản thân có vấn đề nghiêm trọng, nhưng ai lại dám nói, không phải có người đã thao túng tuyển cử. Trước tiên không nói đến những tệ nạn tuyển cử trong nước, cũng không nói ưu thế tuyển cử của nước ngoài, mọi hình thức tuyển cử, đều có khả năng bị con người thao túng, cho dù là toàn dân cùng nhau quyết định cũng như vậy. Dân ý không thể không tuân theo là không sai. Nhưng dân ý cũng có thể thao túng, người dân bình thường, chịu ảnh hưởng của tin tức truyền thông, những gì nghe thấy nhìn thấy và tiếp xúc tất cả đều thông qua tin tức mà sàng lọc, lại có thể thực sự mà biết được bao nhiêu chân tướng. Khi chân tướng của sự việc bị giấu đi sau những dòng chữ, những chân lý mà quần chúng nhân dân từng cho rằng, chẳng qua chỉ là một cái bóng bị chiếu rọi dưới vầng sáng mà thôi. Chân lý nếu xa xôi, chân tướng cũng không thể tiếp xúc, mà cái gọi là dân ý, kỳ thực vẫn bị lừa dối. Tất cả mọi dân chủ đều là tương đối, cũng có tính bó hẹp vô cùng nghiêm trọng. Nước Mỹ giơ cao ngọn cờ dân chủ, ý đồ lấy khẩu hiệu dân chủ và tự chủ chinh phục một số quốc gia được gọi là không dân chủ, cũng quả thực là đã lật đổ Saddam, nhưng lại có thể như thế nào? Iraq ngày nay vẫn là một quốc gia đổ nát tan hoang, cuộc sống người dân dưới hai áp lực rất mạnh là quân đội Mỹ và quan liêu trong vùng, những dân chủ và tự chủ mà nước Mỹ từng hứa hẹn, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Nước Mỹ không quan tâm tự do của người dân Iraq, cái bọn họ cần là dầu mỏ và địa chính trị. Ngắn gọn khái quát mà nói, phóng tầm mắt nhìn trong nước, sự cố bất ngờ trong tuyển cử của địa phương rất ít, nhưng cũng không tuyệt đối, thật nếu như mọi cử tri đều không ủng hộ người ứng cử duy nhất, người ứng cử cuối cùng cũng có thể không trúng cử, dù cho là di chuyển nơi để vào việc lại, chí ít ở địa phương đã không trúng cử sẽ hủy hoại mất tiền đồ chính trị. Nếu Phó Tiên Phong thật có ý thao túng tuyển cử, cũng có khả năng làm cho hắn không thể giành được thân phận chủ tịch quận hợp pháp, và nếu lần thứ hai tuyển cử vẫn không trúng cử, thì hắn chỉ còn hai con đường để đi, một là đảm nhiệm một chức phó bí thư hữu danh vô thực ở quận Hạ Mã, hai là sang một vùng khác làm lại từ đầu, cho dù là tình trạng nào, hắn đều sẽ mặt mày ủ rột, vô cùng mất mặt. Chương 637, sắp đặt trước. Sự nhắc nhở của Vu Phồn Nhiên đúng là rất đúng lúc, Hạ Tưởng xét đến cùng kinh nghiệm không đủ. Không ngờ rằng tuyển cử có khả năng xảy ra vấn đề, hắn liền tận đáy lòng mà bày tỏ cảm ơn Vu Phồn Nhiên. Cảm ơn sự nhắc nhở của Chủ tịch Vu, tôi thật không nghĩ đến chuyện này, ông nói tôi mới nghĩ đến, quả thực là cần phải chú ý một chút vấn đề của khâu tuyển cử, tôi sẽ lưu tâm. Vu Phồn Nhiên cuối cùng đã hiểu ý mà cười,
ông cũng nhận ra sự cảm ơn của Hạ Tưởng là thật lòng, trong lòng vô cùng vui sướng, cuối cùng xem như đã dùng dụng tâm của ông ta lay động được Hạ Tưởng một lần. Giúp người, phải giúp đến cùng, mới khiến người ta nhớ lâu. Phu Phồn Nhiên vì để lay động Hạ Tưởng, cũng coi như đã hao tổn bao tâm sức, cuối cùng xem như đã đạt được sự tán thành của Hạ Tưởng, cũng là trong lòng đã tràn ngập mong đợi, vì ông ta biết, Hạ Tưởng là một người ăn mận trả đào, chỉ cần hắn thừa nhận bạn, khẳng định sẽ có biểu hiện. Quả nhiên, Hạ Tưởng đầu tiên nhìn đồng hồ, rồi mò lấy điện thoại di động ra, nói. Chú Cao thường ăn cơm rất muộn, ông ấy ở không xa lắm, xem ông ấy có thời gian không qua đây ngồi luôn. Phu Phồn Nhiên vội cười gật đầu. Có thể ngồi cùng Cao Hải, tăng thêm giao lưu, rất tốt. Hạ Tưởng gọi điện thoại, chỉ nói vài câu rồi tắt máy. Chú Cao lát nữa sẽ tới. Phu Phồn Nhiên cười gật đầu. Chúng ta đợi Cao Hải đến rồi gọi món nhé. Trong lòng lại có sự đánh giá cao hơn một chút về sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ là một chủ tịch quận, một cuộc điện thoại có thể mời được phó thị trưởng thường vụ, nếu là ông ta gọi điện đi, Cao Hải cũng không chắc nể mặt ông ta mà đến ngay. Khiến Phu Phồn Nhiên vui mừng quá đỗi đó là, Cao Hải không chỉ đến rất nhanh, hơn nữa còn có một người cùng đến, Lý Ninh Sơn không ngờ cũng vào Xâm Lâm cư cùng ông ta. Phu Phồn Nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thu hoạch hôm nay thật lớn, ông ta luôn tìm cơ hội để tiến gần Lý Ninh Sơn và Cao Hải mà không được, hôm nay chẳng qua chỉ là dùng mánh lới nhắc nhở Hạ Tưởng, đã giành được thiện cảm của Hạ Tưởng, một cuộc điện thoại đã giúp ông ta giải quyết được một vấn đề khó bấy lâu nay, khiến ông ta mừng rỡ như điên. Đồng thời càng củng cố ý tưởng ông ta lôi kéo Hạ Tưởng đi theo con đường của mình, chỉ cần ông ta giành được sự giúp đỡ của Cao Hải và Lý Ninh Sơn, sẽ khiến ông ta trở thành một lực lượng trung kiên ở thành phố Yến. Đương nhiên, là trách nhiệm nặng nề, nhưng ông ta có niềm tin cũng có sự kiên nhẫn. Sự xuất hiện của Lý Ninh Sơn quả thực là rất khéo, ông ta đang ở cùng với Cao Hải, nghe Cao Hải nói Hạ Tưởng đề nghị ngồi cùng Vu Phồn Nhiên, trong lòng ông ta nắm chắc, nên cùng Cao Hải đi tới. Cũng là muốn tiếp xúc với Vu Phồn Nhiên, để thăm dò một chút lập trường của Vu Phồn Nhiên. Cho dù Lý Ninh Sơn và Cao Hải luôn có quan hệ mật thiết với Trần Phong, nhưng chuyện trên quan trường không phải là trò chơi tổng bằng không, không phải nói có quan hệ tốt với Trần Phong, thì không thể tiến gần đến Vu Phồn Nhiên. Hơn nữa thời gian Trần Phong ở thành phố Yến cũng không còn dài nữa, về sau sớm muộn sẽ là Hồ Tăng Chu nhận chức, bây giờ có cần thiết phải phòng bị trước, là lúc xây dựng nên một đồng minh vững chắc. Lý Ninh Sơn rất tán thưởng cách cư xử của Vu Phồn Nhiên, cho rằng ông ta trầm tĩnh chín chắn, hơn nữa điều đáng quý là năng lực công tác vô cùng nổi bật, lại vì giữa ông ta và Hạ Tưởng cũng có quan hệ nào đó, theo Lý Ninh Sơn nhìn nhận, giữa ông ta và Vu Phồn Nhiên có cơ sở để hợp tác. Cao Hải cũng vì trước đây Hạ Tưởng có giới thiệu Vu Phồn Nhiên với ông một lần, lại vì chuyện thu hồi đất lần này, Vu Phồn Nhiên cũng âm thầm giúp ông yểm hộ, ông ta liền có ấn tượng rất tốt với Vu Phồn Nhiên. Cũng có ý muốn qua lại nhiều với Vu Phồn Nhiên. Bởi vậy ba người vừa gặp nhau, đã trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, lại có thêm bầu không khí điều động ở giữa của Hạ Tưởng, buổi tụ họp hôm nay, đã đạt được hiệu quả khá là hài lòng trong lòng mỗi người. Cuối cùng, Vu Phồn Nhiên lại một lần nữa thận trọng mà nhắc tới chuyện tuyển cử, Lý Ninh Sơn và Cao Hải đều biểu thị sẽ đối xử cẩn thận chuyện này, sẽ đề phòng Phó Tiên Phong ngầm gian lận. Đồng thời cũng nhắc nhở Hạ Tưởng trước khi tuyển cử phải tiếp xúc nhiều với đại biểu Hội đồng Nhân dân, để các đại biểu có thể hiểu biết thêm về hắn, cũng để phòng tai họa từ khi chưa xảy ra được tốt hơn. Buổi tối khi trở về đến nhà, Hạ Tưởng tâm trạng không tồi, không thấy buồn ngủ, nên ngồi ở thư phòng trầm tư. Tào Thù Lê và Lam Miệt đã say giấc, xung quanh là một màn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió bấc thổi rung lá cành sàn sạt bên ngoài cửa sổ vọng vào, Hạ Tưởng biết thành phố Yến đã thật sự bước vào mùa đông. Phó Tiên Phong thật sự như lời Vu Phồn Nhiên nói, chuẩn bị các thủ đoạn lớn khi tuyển cử, muốn hắn không trúng tuyển. Dựa vào những gì Hạ Tưởng hiểu được về Phó Tiên Phong trong thời gian gần đây, cùng với sự so chiêu gần đây với ông ta, khiến Hạ Tưởng càng có nhận thức sâu sắc về cách cư xử của Phó Tiên Phong, hắn liền biết, tính khả năng mà Phó Tiên Phong thao túng tuyển cử là rất lớn, cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách của ông ta. Hơn nữa, muốn hắn rất tuyển trong tuyển cử, cũng là một âm mưu quang minh chính đại. Là cơ hội tuyệt hảo khiến hắn thua một cách tâm phục khẩu phục. Cũng có khả năng là cơ hội khó có được để đả kích hắn đến gục hẳn. Phó Tiên Phong là người thông minh, ông ta làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt đang bày ra trước mắt được. Ông ta không chỉ sẽ nghĩ cách thao túng tuyển cử,
hơn nữa nói không chừng bây giờ đã bắt đầu bắt tay vào thực hiện công tác tiền kỳ. Với tính cách của Phó Tiên Phong, một loạt thất bại gần đây, ông ta khẳng định sẽ không chấp nhận, ông ta tự nhận xuất thân là đại gia tộc, lại tự cho mình là cao nhất, làm sao có thể cam tâm thất bại. Không nhắc đến sự sập tiệm của thời trang hàng hiệu, ngay cả việc xa lưới của Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ khẳng định cũng làm ông ta nếm mùi thất bại một cách sâu sắc, càng không cần nhắc đến cái chết của Khang Thiếu Diệp và vụ ghi âm của Bạch Chiến Mặc đã làm mất mặt và khiến Bạch Chiến Mặc phải chịu một hình phạt. Phó Tiên Phong khẳng định là sắp phát rồ rồi. Nhưng trước mắt chỉ là công tác triển khai với quy mô nhỏ, vấn đề ứng cử viên của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy phỏng chừng mới là chuyện lớn hàng đầu nhất khiến Phó Tiên Phong phát điên. Hạ Tưởng cho dù đoán không ra ý tưởng thật sự của Phó Tiên Phong, nhưng hắn cũng biết rõ Phó Tiên Phong nhất định cho rằng phía sau tất cả mọi chuyện, đều có cái bóng của hắn trong đó, cho nên Phó Tiên Phong khẳng định sẽ không tiếc sức mà tóm chặt lấy mọi cơ hội có thể đả kích hắn, mong hắn phải chết mới vui sướng. Vấn đề tuyển cử Đại hội đại biểu nhân dân, quả thực là một chạm gác hết sức quan trọng. Thật sự bị rớt tuyển, chính là một vết ố rất lớn trong con đường chính trị, về sau cho dù là đi về hướng nào, đều có khả năng bị nhắc đến. Tuyệt đối không thể cho phép chuyện như thế này phát sinh. Ánh sáng của đèn bàn không sáng lắm, chiếu rọi lên khuôn mặt của Hạ Tưởng, hiện ra sự quả cảm và kiên nghị trước nay chưa từng có trên khuôn mặt hắn. Hạ Tưởng hiểu rõ, hắn và Phó Tiên Phong, không, xác thực mà nói là trận quyết chiến giữa hắn và Bạch Chiến Mặc đã tới gần rồi. Hạ Tưởng thật sự là đã không đoán sai, hoặc là nói, sự gợi ý của Vu Phồn Nhiên vô cùng đúng lúc. Phó Tiên Phong quả thực đang có chủ ý đánh vào tuyển cử. Khi hết giờ làm, Bạch Chiến Mặc rời khỏi văn phòng sớm hơn một tiếng. Ông ta bây giờ có chút không dám gặp người khác, vì thế rời khỏi trước, tránh có người hỏi han khi gặp ông ta, vì theo ông ta, ánh mắt khi mọi người nhìn ông ta có sự khác biệt rất lớn so với trước đây, và có nhiều hơn một thứ phức tạp khó nói trong đó. Là khinh thị hay là chế giễu? Bạch Chiến Mặc không muốn đoán, cũng không muốn đối diện. Ông ta đường đường là một bí thư quận ủy, người số một của quận Hạ Mã, nhưng đồng thời lại là trong các lãnh đạo đảng và chính quyền quan trọng của quận Hạ Mã, người duy nhất đang có hình phạt trên mình, bản thân tương phản như vậy chính là một sự châm chọc rất lớn. Bây giờ ông ta đang đi dưới sân của quận ủy, thực tại là có chút hơi sức không đủ, luôn cảm thấy trong những ánh mắt ở phía sau lưng, toàn là khinh bỉ và đùa cợt. Bí thư bị xử phạt, trên quan trường trong nước tuy không thể nói là rất hiếm có. Nhưng cũng cực kỳ ít thấy, sự buồn bực trong lòng của Bạch Chiến Mặc có thể phỏng đoán mà biết được. Mấu chốt là, trong phút chốc danh tiếng ông ta truyền khắp thiên hạ, trở thành một bí thư phong thủy độc nhất trong nước, vấn đề ghi âm tuyệt đối là một vết ố không có cách tẩy xóa trong con đường chính trị của ông ta. Bạch Chiến Mặc thậm chí đã nhụt chí, cho rằng dù sao đã không còn tiền đồ gì, dứt khoát làm tạm hết một nhiệm kỳ là thôi, sau đó điều về thủ đô, làm chút gì đó trả được. Hà tất phải ở quận Hạ Mã chịu cơn giận không đâu này. Còn bị Hạ Tưởng ép cho đến nỗi làm gì cũng bó chân bó tay. Một cuộc điện thoại của Phó Tiên Phong đã khích lệ lại ý chí chiến đấu của ông ta. Chiến Mặc, không được nản chí, ông chẳng qua chỉ là chịu một hình phạt, nếu trong kỳ tuyển cử quốc hội, Hạ Tưởng không trúng cử, ông nói liệu hắn có đau khổ hơn ông không? Bạch Chiến Mặc liền cảm thấy giống như tia nắng mặt trời xuyên qua màn sương mù, lập tức vui mừng qua đỗi. Làm sao tôi lại quên mất chức vụ chủ tịch quận của Hạ Tưởng, bây giờ vẫn chưa là thân phận hợp pháp chính thức, vẫn còn một cửa chưa qua. Ha ha, kế hay của bí thư phó, nhưng... ông ta cũng không phải là người không có trí tuệ chính trị, chần chừ nói. Thao túng tuyển cử độ khó không nhỏ, nhiều đại biểu như vậy, muốn thuyết phục từng người một, gần như không có khả năng. Phó Tiên Phong ha ha cười. Tôi có cách, buổi tối gặp nhau bàn tiếp. Trong suy nghĩ của Phó Tiên Phong, Bạch Chiến Mặc vẫn còn trọng dụng, ông ta tạm thời chưa muốn vứt bỏ Bạch Chiến Mặc, cho nên trong thời khắc quan trọng, cần thiết phải hết sức giúp đỡ Bạch Chiến Mặc, khéo để ông ta lấy lại niềm tin. Đương nhiên, muốn cho Hạ Tưởng một đòn chí mạng trong quá trình tuyển cử, cũng không phải là những lời Phó Tiên Phong thuận miệng mà an ủi Bạch Chiến Mặc, mà ông ta xác thực có tính toán, và đã nghĩ thông đối sách, một diệu kế tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Hạ Tưởng thân là người ứng cử chủ tịch quận duy nhất, muốn trúng cử, cần thiết phải có sự ủng hộ của hơn nửa số đại biểu. Nếu Hạ Tưởng nghĩ ra thủ pháp lợi dụng mà ngầm chơi xấu Bạch Chiến Mặc một lần, ông ta cũng hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp nạc danh, sẽ gửi thư nạc danh cho tất cả các đại biểu, cho dù là dùng phương thức gửi thư điện tử hay là phương thức gửi thư tay,
tóm lại không quản mọi thủ đoạn bôi đen Hạ Tường, khiến hắn có ấn tượng là kẻ tham của, ngang ngược, hống hách và không có năng lực công tác trong lòng các đại biểu. Đương nhiên, vẫn còn một số chi tiết cụ thể cần phải thảo luận, hơn nữa cũng chỉ là tính toán bước đầu của Phó Tiên Phong, ông ta vẫn còn dự trữ người thay thế, yêu cầu trong kỳ tuyển cử một nhát tiêu diệt Hạ Tường, khiến hắn không thể vào việc chính thức. Cho dù Phó Tiên Phong biết hậu quả của việc thao túng tuyển cử là vô cùng nghiêm trọng, một khi bị phát hiện, phải chịu trách nhiệm chính trị nghiêm trọng. Nhưng ông ta không sợ, hơn nữa kế hoạch của ông ta cũng rất chu đáo, cho dù có người hoài nghi ông ta, cũng không tìm thấy chứng cứ cụ thể để chỉ trích ông ta. Giống như ông ta hoài nghi Hạ Tường sai khiến người khác hành hung ông ta trên đường cao tốc, ông ta căm hận, và nhận định đó là bàn tay đen của Hạ Tường nhưng một chút phương pháp cũng không có. Ông ta dù cho phải làm như thế, là khiến Hạ Tường biết rõ là ông ta đã làm, cũng hết cách với ông ta, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, tùy tiện phỏng đoán, không sao cả, chỉ cần không mở miệng chỉ trách là thành công. Nếu là trò chơi, mọi người đều phải tuân thủ theo quy tắc được hình thành theo quy ước, lại có chỗ dựa thế lực gia tộc ở phía sau hắn, chuyện nhỏ, thành ủy không đụng được đến hắn, chuyện lớn, có Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh bảo vệ hắn. Về mặt ngoài quan hệ giữa hắn và Trần Phong có thể chung sống hòa bình, ai có thể làm gì được hắn. Điều Phó Tiên Phong phải làm chính là, quận Hạ Mã, cũng phải trở thành nơi Hạ Tường xuống ngựa. Mấy ngày sau, Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ nhất của quận Hạ Mã tiến vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, và định ngày 15 tháng 12 chính thức tổ chức, các hạng công tác trên cơ bản đã chuẩn bị đâu vào đó. Mấy ngày qua, Bạch Chiến Mặc đang thay đổi tác phong làm việc trước đây. Đầu tiên ông ta đích thân thị sát công trường cao ốc Hỏa Thụ, bày tỏ sự thăm hỏi thân thiết với Trần Cẩm Minh, và tự mình chủ trì nghi thức khởi công. Tiếp đó, Bạch Chiến Mặc lại đi thăm nhiều công trường, đi đến giữa đám người công nhân, hỏi han ân cần đối với họ, chỉ thị các nhà đầu tư khai phá nhất định phải làm tốt công tác giữ ấm cho anh em công nhân, không thể để họ vừa chịu mệt lại chịu rét. Đồng thời, Bạch Chiến Mặc còn chủ trì tổ chức hội nghị công tác giúp đỡ người nghèo, yêu cầu làm cho chắc chắn công tác cho vay xóa đói giảm nghèo, đối với việc thu xếp nhà ở di chuyển trở lại cho hộ gia đình, phải đưa ra số tiền ứng trước, phải làm thật chu đáo và cẩn thận. Mùa đông đã đến, hai tiểu khu mới xây dựng chỉ cần có người ở, cần phải bảo đảm cung cấp độ ấm bình thường, trường hợp như vậy, biểu hiện rõ mặt yêu nước thương dân của bí thư quận ủy. Cho dù như thế nào, cách làm của Bạch Chiến Mặc cũng giành được thiện cảm của một số người, khiến cho không ít người có những ấn tượng đổi mới đối với ông ta. Khiến cho hình tượng bị rớt xuống sau khi ông ta chịu hình phạt, đã có chút tăng trở lại. Hạ Tường nhìn trong mắt, chỉ là hiểu ý mà cười, cách làm của Bạch Chiến Mặc, rõ ràng nguồn gốc từ sự truyền thụ của Phó Tiên Phong, tuy có chút hệ thống bài võ, nhưng cũng có thể mang lại tác dụng nhất định, cứu vãn lại một chút hình tượng. Nhưng mà điều Hạ Tường càng hiểu rõ đó là, sau sự bình tĩnh ngắn ngủi trôi qua, quận Hạ Mã sắp đón một dung chuyển rất kịch liệt, vì bây giờ hắn và Bạch Chiến Mặc đã như nước với lửa. Khó có thể tương thích. Hơn nữa hắn càng hiểu rõ đó là, Phó Tiên Phong hận hắn đến tận xương tủy, khẳng định sẽ không bỏ qua thời cơ rất tốt trước mắt. Một khi đợi hắn thực sự ngồi vào ngai vàng chủ tịch quận, ông ta muốn đụng đến hắn còn khó hơn lên trời. Mà hắn, từ sau cái chết đột ngột của Khang Thiếu Diệp, đã vô cùng khinh thường nhân phẩm của Bạch Chiến Mặc, đương nhiên, càng có sự nhận thức sâu sắc về cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, bây giờ cho dù hắn thỏa hiệp hay kiên trì. Giữa hắn và Phó Tiên Phong, đã không còn khả năng để hòa giải. Hạ Tường liền nghĩ, cần thiết phải chặt đứt cánh tay khổng lồ mà Phó Tiên Phong đang duỗi về quận Hạ Mã, Bạch Chiến Mặc. Không nên tiếp tục để cho Phó Tiên Phong nhúng tay vào chuyện của quận Hạ Mã, cản trở việc xây dựng kinh tế của quận Hạ Mã. Nếu như bọn họ vì sự xa lưới của Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ, vì cái chết bất ngờ của Khang Thiếu Diệp, có thể để lại dấu vết, sao không điều tra chút về bọn họ chứ? Hạ Tường đã sớm bắt tay âm thầm điều tra về cái chết bất ngờ của Khang Thiếu Diệp, hơn nữa cũng bước đầu tiếp xúc với bác sĩ điều trị chính cho Khang Thiếu Diệp là Phan Án. Hạ Tường có lý do để tin tưởng, tiếp tục đào sâu, rất có khả năng có nội tình khác thường. Tuy nhiên Phan Án rất nhát gan, không phối hợp nhiều, hắn cũng biết Tiêu Ngũ điều tra có thể, nhưng việc hỏi han không được lành nghề, rốt cuộc để cho ai tiếp xúc với Phan Án, móc ra lời nói thật của gã. Hạ Tường nhất thời đã gây khó khăn. Hạ Tường nếu đã quyết định cùng Phó Tiên Phong và Bạch Chiến Mặc chống chọi đến cùng, đương nhiên cũng sẽ âm thầm đề phòng bọn họ sẽ có hành động nào đó trong đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cũng may, nhạc phụ của Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm đều là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân,
tuy không phải là phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân quận Hạ Mã, nhưng cũng là người có tuổi nhiều năm tham gia công tác Hội đồng Nhân dân, có những kinh nghiệm giao lưu với đại biểu Hội đồng Nhân dân rất phong phú. Giao cho Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm xử lý việc này, Hạ Tưởng thấy vô cùng yên tâm. Buổi chiều, trời bỗng nhiên rơi tuyết, Hạ Tưởng vẫn dựa theo kế sách đã định, dẫn Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm, cùng với sự đi cùng của Trần Thiên Vũ, đi tới nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì ở thôn Phương Bắc thị sát. Nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì không phút giây nào ngừng việc thi công, đã bước đầu có được quy mô. Khi mấy người Hạ Tưởng đến, Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc cùng với Mai Hiểu Mộc, đều đứng ở cổng nghênh tiếp. Hạ Tưởng xuống xe, đi về phía trước, chủ động bắt tay với ba người. Tôi chỉ tùy tiện qua đây thăm, trông mọi người kìa, còn nghiêm túc mà xếp hàng, ai cũng mang vẻ trang nghiêm, khiến tôi rất hoảng. Lúc này, bông tuyết bay bay, càng lúc càng dày, phóng tầm mắt mà nhìn, trong ruộng đồng phía xa, một mảnh trắng xóa, trời đất mênh mông vô hạn, chỉ chớp mắt, khắp cơ thể đã trùm trong hoa tuyết. Phía sau Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Mai Hiểu Bân đều có người cầm ô che, Triều Vĩ Cương cũng cầm ô cho Hạ Tưởng, đi theo phía sau. Hạ Tưởng vừa mở miệng, Cổ Ngọc liền hi hi cười, đôi mắt nhìn đi nhìn lại trên khuôn mặt Hạ Tưởng, nhưng lại không nói gì. Mai Hiểu Bân cũng xoa xoa tay, hà hơi. Thật sự rất lạnh, Cổ Ngọc vốn nói Hạ Tưởng không phải người ngoài, không cần ra cổng nghênh tiếp. Tổng Giám Đốc Nghiêm nói, Chủ tịch quận Hạ là quan phụ mẫu của quận Hạ Mã, cần thiết phải chấn chỉnh thái độ, nếu không Chủ tịch quận Hạ mà ra uy, sẽ bóp chặt cổ nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì phụng phịu, một chút cũng không cười. Hoan nghênh lãnh đạo thị sát nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, lãnh đạo giữa trời tuyết to cũng đến thị sát công tác, không sợ lạnh không sợ mệt, chúng tôi chịu lạnh một chút trong gió tuyết nghênh đón lãnh đạo, cũng nên vậy mà. Sau khi Hạ Tưởng từ thủ đô trở về, chỉ gặp Nghiêm Tiểu Thì qua một lần ở phòng bệnh của Lão Tiền, lúc đó cô cũng lãnh đạm không nói gì, chỉ tặng hoa cho Lão Tiền rồi quay người bỏ đi. Về sau khi hắn nói chuyện với Phạm Duệ Hằng, Nghiêm Tiểu Thì cũng có mặt, dưới sự yêu cầu của Phạm Duệ Hằng, cô cũng không nói chuyện với hắn. Hạ Tưởng tuy không phải người đàn ông biết rõ tâm tư trong lòng phụ nữ, nhưng cũng biết rõ, Nghiêm Tiểu Thì đang giận hắn. Về nguyên nhân tức giận, Hạ Tưởng cũng không muốn dụng tâm phỏng đoán, liền khách khí nói mấy câu, cũng không biểu lộ quá nhiệt tình, rồi cùng mấy người đi vào trong nhà máy. Tường vây nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì đã xây xong, những con đường bên trong cũng đã lát gạch, còn có núi giả, hồ nước cũng bắt đầu có hình mẫu thu nhỏ, có thể nhìn ra, Nghiêm Tiểu Thì con người thời thượng, tác phong nhã nhặn lịch sự, muốn đem nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì xây thành hình thức nhà xưởng hoa viên. Văn phòng làm việc, nhà xưởng cùng với phòng thí nghiệm, ký túc xá công nhân viên ở phía xa, đều đang rất sôi nổi mà thi công, tuy tuyết rơi, nhưng việc thi công không ngừng. Những người công nhân cũng khí thế ngất trời mà loảng xoảng làm việc hăng say, bây giờ có rất nhiều vật liệu kiểu mới, sau khi đã tăng cường phòng chống rét, mùa đông cũng có thể thi công, hơn nữa mùa đông ở thành phố Yến lạnh nhất cũng không quá âm mấy độ, rất ít âm mười mấy độ. Một số công việc thi công trong phòng cũng có thể tiến hành, không chịu ảnh hưởng quá lớn. Khi Hạ Tưởng đi qua một công trường của văn phòng làm việc, thấy văn phòng làm việc đã xây lên trên 3 tầng, không ít công nhân đội tuyết đang buộc thép. Làm cốt pha, hắn cũng đã từng có những tháng ngày làm việc ở công trường, thấy những người công nhân đang làm việc liền hết sức thân thiết, vẫy tay chào mọi người. Mọi người nhất định phải chú ý an toàn, trời tuyết, chân dễ bị trượt, trước mắt cứ làm những việc trong phòng, như đánh tường, lau bụi gì đó, đợi tuyết ngừng rơi, hãy tiếp tục đổ bê tông. Mọi người vừa nghe thấy liền biết đó là những lời nói trong nghề, liền giơ ngón tay cái về phía Hạ Tưởng. Nói đúng lắm. Vừa nhìn là biết người trong nghề, hiểu kỹ thuật. Một người bên cạnh tinh mắt, nhận ra Hạ Tưởng, sợ hãi kêu lên. Chủ tịch quận Hạ, ai già, đúng là chủ tịch quận Hạ đến. Các anh em, chủ tịch quận Hạ đến rồi. Chương 638, gặt hái bất ngờ. Tiếng nói hô lên, khắp công trình đều nhốn nháo. Hình như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chăm chú nhìn Hạ Tưởng chào hỏi, cũng không biết ai mở đầu, lớn giọng nói. Xin chào Chủ tịch quận Hạ. Kết quả tất cả mọi người đều nhất loạt đồng thanh, rung trời chuyển đất và hô lên một tiếng. Xin chào Chủ tịch quận Hạ. Khắp công trình của nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, không dưới 200 công nhân, 200 người cùng nhau hò hét kêu lên, cảnh vật xung quanh lại khá là yên tĩnh, nghe giống như đất lở núi sụp. Nghiêm Tiểu Thì giật mình, cô đi đôi giày cao gót, chân bị trượt,
nhất thời không thể đứng vững, trực tiếp bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn chưa kịp đỡ Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc liền giơ tay kéo Nghiêm Tiểu Thì lại, không hài lòng nói. Không có ai xô chị, sao tự nhiên lại bị ngã? Phía trước có em, phía sau có Mai Hiểu Mộc, đều không ngã, làm sao cứ phải ngã vào người anh ấy? Nghiêm Tiểu Thì bỗng chốc đỏ mặt xấu hổ, không nói gì, chỉ hờn giận mà nhìn Cổ Ngọc. Hạ Tưởng không để ý tới mưu mẹo giữa Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì, hắn cũng bị sự nhiệt tình của công nhân làm cho giật mình, sau đó vẻ mặt tươi cười vẫy tay chào lại họ. Các anh em vất vả rồi. Phải nhớ, an toàn thứ nhất, chất lượng thứ nhất, kỳ hạn công trình thứ hai, về phần uống rượu ca hát nói chuyện vui, thì dành cho phần sau. An toàn, nhất định phải chú ý an toàn, ai xảy ra chuyện, tôi không chỉ không biểu dương người đó, mà còn phê bình, sẽ khiến người đó đi khắp các công trình của quận Hạ Mã một chuyến, để người đó nói cho tất cả mọi người biết chuyện đáng xấu hổ của anh ta, để anh ta nếm mùi vị bị người khác chê cười. Ha ha ha! Sự phê bình và đe dọa nửa thật nửa giả của Hạ Tưởng, làm cho đám công nhân được một trận cười lớn. Tới văn phòng làm việc, Hạ Tưởng nghe Nghiêm Tiểu Thì báo cáo một chút tiến độ của công trình, bây giờ công trình đã hoàn thành được 1/3, vào thời gian năm mới, có lẽ có thể hoàn thành được một nửa lượng công trình. Tiến độ chậm nhất trong toàn khu vực nhà máy là văn phòng làm việc và phòng thí nghiệm, việc xây dựng ký túc xá công nhân viên và căn tin cùng với nhà xưởng, tiến độ nhanh, kỳ hạn của công trình ngắn, vì độ khó của kỹ thuật thấp. Trên cơ bản có thể khẳng định, sang mùa xuân sang năm, khoảng trước tháng 5, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì có thể sản xuất loạt vật liệu xây dựng kiểu mới đầu tiên. Đương nhiên, không phải là vật liệu xây dựng quá mới quá hiện đại, mà là một loại thủy tinh cách nhiệt có kỹ thuật có sẵn có thể là nhóm vật liệu xây dựng tham khảo. Những vật liệu xây dựng có kỹ thuật độc quyền với loại hình kiểu mới, tạm thời vẫn chưa thể sản xuất, nếu Mai Hiểu Mộc nghiên phát không thành công, thì cần thiết phải đặt mua độc quyền sáng chế. Mai Hiểu Mộc nghe ra ý không tín nhiệm đối với y trong lời nói của Nghiêm Tiểu Thì, không phục mà nói. Tổng giám đốc Nghiêm, tôi dám bảo đảm đến trước mùa hè sang năm, nghiên cứu chế tạo thành công 2-3 loại vật liệu xây dựng kiểu mới, và hoàn toàn có đủ điều kiện sản xuất. Nghiêm Tiểu Thì thản nhiên nhìn Mai Hiểu Mộc. Lời nói khoác ai cũng có thể nói, đưa ra được thành quả nghiên cứu khoa học hãy nói, nếu tới khi đó chẳng có gì dùng được, đừng trách tôi không khách khí sẽ mời anh rời khỏi. Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương đứng đằng sau Hạ Tưởng, lén lút cười, họ đều nhận ra hai bà tổng xinh đẹp trẻ trung, đều có những đặc sắc riêng, đều có tính cách. Ánh mắt của Mai Hiểu Mộc luôn luôn không rời khỏi Nghiêm Tiểu Thì, mà sự lạnh nhạt của Nghiêm Tiểu Thì đối với y, bọn họ đều có thể đoán ra là đang có chuyện gì. Mai Hiểu Mộc dường như đã bị Nghiêm Tiểu Thì đả kích mạnh, sắc mặt không đổi, trấn tĩnh nói. Tổng giám đốc Nghiêm cũng đừng xem thường người khác thế, bản lĩnh của tôi không phải lớn lắm, nhưng du học mấy năm, cũng học được vài thứ, đến lúc đó đợi tôi đưa ra thành quả khoa học, hy vọng Tổng giám đốc Nghiêm sẽ cho tôi một sự tôn trọng cần có. Nghiêm Tiểu Thì hừ một tiếng, không nói gì. Hạ Tưởng chợt nhớ lại chuyện yêu đương của Nghiêm Tiểu Thì mà lần trước Phạm Duệ Hằng từng nói, giữa Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Mộc đừng nói đến chuyện yêu đương, đến cả thiện cảm cơ bản cũng chưa xây dựng được, họ muốn đến với nhau, vẫn còn một con đường khá dài phải đi. Nguyện vọng của Phạm Duệ Hằng muốn nhờ đến đám hỏi của Nghiêm Tiểu Thì và Mai gia, trong thời gian ngắn sẽ khó mà thực hiện được. Mai Hiểu Mộc đề xuất mời Hạ Tưởng thị sát công trường phòng thí nghiệm, Hạ Tưởng chưa kịp mở lời, Kim Hồng Tâm nói. Tuyết to quá, đợi tuyết ngừng rơi hãy mời lãnh đạo đi. Hạ Tưởng không ừ hứ tỏ rõ thái độ, suy nghĩ rồi nói. Hồng Tâm, Vị Cương, hai người đưa Thiên Vũ ra ngoài vòng quanh chút, tôi chỉ xem trên bản đồ là được rồi. Hắn không phải sợ tuyết lớn đường trơn, chủ yếu là hắn đã nhìn thấy nhiều công trình thi công rồi, trong mắt hắn không có chỗ nào đáng thị sát, ở trong văn phòng xem bản đồ, chủ yếu là cùng Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc thảo luận một chút triển vọng của vật liệu xây dựng kiểu mới mới là quan trọng. Trần Thiên Vũ liền đi cùng Kim Hồng Tâm, Triều Vĩ Cương, dưới sự đi cùng của Mai Hiểu Mộc, đội tuyết thị sát. Hạ Tưởng ngồi trong phòng ấm như mùa xuân, uống trà thơm, bên cạnh có hai người đẹp làm bạn, lại nhìn bên ngoài cửa sổ bông tuyết khắp trời, dường như tất cả giữa trời và đất đều đã đi xa, chỉ lưu lại cảnh đẹp vô biên trước mắt. Nhưng tâm tư Hạ Tưởng lại không để lên sự ngắm tuyết thưởng trà, hắn nhìn bản đồ quy hoạch vài lần, rồi chi tiết nhìn vào bản đồ thi công, còn chỉ ra vài chỗ sai sót, thái độ làm việc chăm chú, khiến Cổ Ngọc có chút không vừa lòng. Cổ Ngọc từ sau lần bị đẩy ngã lần trước,
hôm nay là lần đầu tiên gặp Hạ Tưởng. Cô còn cho rằng vừa trông thấy Hạ Tưởng sẽ đỏ mặt, xấu hổ, không ngờ trông thấy bộ dạng trang nghiêm của hắn, lại thầm cảm thấy buồn cười, sự xấu hổ trong lòng tất cả đã biến mất, chỉ dư lại một chút ký ức ngọt ngào. Còn có một chút kỳ vọng nho nhỏ. Cô đứng sau Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng nhìn đăm đăm vào bản đồ không rời, trong lòng lại oán trách hắn thật biết giả bộ, đến đã nửa ngày rồi, một lời nói hỏi thăm cũng không có, không xem cô là cổ ngọc, xem cô là tổng giám đốc cổ, đã khiến cô không hiểu ra sao mà có chút giận dỗi. Cô liền lặng lẽ tiến lên trước một chút, giơ một ngón tay ra, nhân lúc Nghiêm Tiểu thì không chuẩn bị, viết chữ lên lưng Hạ Tưởng. Đồ xấu xa. Hạ Tưởng cảm thấy được cô đang viết những lời mắng hắn trên lưng của hắn, trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng trước mặt Nghiêm Tiểu thì không tiện biểu lộ, liền nói. Tiểu thì, lần trước nghe Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng nói, cô và Mai Hiểu Mộc đang yêu nhau. Cổ Ngọc vội chen lời. Ừ, giữa hai người họ có thỏa thuận, nếu Mai Hiểu Mộc nghiên phát thành công, Tiểu thì sẽ suy nghĩ chuyện làm bạn gái anh ấy. Nếu thất bại, Hiểu Mộc là người thu dọn đồ đạc ra đi, không cần một xu thù lao. Nghiêm Tiểu thì cố ra vẻ thoải mái mà cười. Chị chỉ là lấy nó để trêu anh ta, quả thực chị cảm thấy Mai Hiểu Mộc tuổi quá nhỏ, không thích hợp với chị lại cảm thấy anh ta hợp với em hơn. Cổ Ngọc cuống quýt xua tay. Bỏ đi, em đâu có hợp với anh ta, em không thích kiểu đàn ông đỏm đáng. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên cười phá lên, dùng tay chỉ vào Hạ Tưởng. Chủ tịch quận Hạ có phải cũng có chút đỏm đáng? Nhìn kiểu gì thế? Cổ Ngọc tức giận bất bình nói. Đỏm đáng là người đàn ông có tóc bóng lột, mặt đánh phấn, thậm chí còn dùng nước hoa, một người đàn ông, không cần phải trang điểm giống như phụ nữ, khiến người ta chịu không nổi. Chủ tịch quận Hạ cũng còn khá, chị xem tóc anh ấy đen lại sáng, là tóc tự nhiên, mặt anh ấy lại không đánh phấn, càng không dùng nước hoa. Nghiêm Tiểu thì vui mừng khôn xiết. Làm sao em lại bảo vệ anh ấy như thế, có phải là cùng anh ấy? Cổ Ngọc lập tức đỏ mặt, quay người bỏ chạy. Nghiêm Tiểu thì, em không quan tâm đến chị nữa. Cổ Ngọc vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu thì. Nghiêm Tiểu thì liền chăm chú nhìn Hạ Tưởng hồi lâu, mới thở dài nhẹ một tiếng. Tôi cứ nghĩ anh đàn ông lắm, kiên định lắm, hóa ra cũng chỉ là một tay háo sắc. Lần trước ở trong khách sạn, anh giả vờ giả vịt ngủ đến là ngon, tôi còn cho rằng anh thật có bản lĩnh nghiêm túc, bây giờ mới biết. Hóa ra anh cũng chỉ là con mèo trộm thịt sống. Hạ Tưởng giả bộ hồ đồ. Đồng chí Nghiêm Tiểu thì, cô đang nói gì, sao tôi nghe không hiểu. Không hiểu cái đầu quỷ anh ấy. Đừng xem anh bây giờ là chủ tịch quận rồi, trong mắt tôi, anh vẫn là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghiêm Tiểu thì vừa giận vừa cười nói một câu. Lời nói của Nghiêm Tiểu thì lại có nghĩa khác, Hạ Tưởng vẫn tiếp tục giả bộ. Ý gì vậy, rốt cuộc là cô đang nói gì thế? Đừng cho rằng tôi nhìn không ra giữa anh và Cổ Ngọc có vấn đề. Nghiêm Tiểu thì hầm hầm nói. Tôi nhìn ra, Cổ Ngọc đã không còn là gái trinh, khẳng định là anh làm. Hạ Tưởng giật mình. Có phải gái trinh cô cũng có thể nhìn ra? Cô thật quá lợi hại rồi. Làm sao mà nhận ra được? Đừng phá quấy, tôi chỉ muốn hỏi một câu, cho dù có nói thật hay không, dù sao tôi cũng chỉ hỏi một lần, nếu không, tôi không an tâm. Nghiêm Tiểu thì cắn chặt môi, lấy hết dũng khí. Giữa hai người, ai chủ động? Hạ Tưởng vốn định điềm nhiên như không làm bộ uống trà, vấn đề mà Nghiêm Tiểu thì đột ngột đưa ra, khiến hắn thiếu chút nữa thì bị sặc. Vấn đề của cô quá riêng tư rồi, thứ lỗi tôi không thể trả lời. Tôi lại muốn biết. Nghiêm Tiểu thì gần như chơi xỏ, túm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lắc đi lắc lại hai cái. Nếu là cô ấy chủ động thì còn dễ nói chuyện, nếu là anh chủ động, tôi... Hạ Tưởng cuối cùng hiểu ra tại sao từ sau khi từ thủ đô trở về, Nghiêm Tiểu thì rất hờ hững với hắn, hóa ra cô đã nhìn ra quan hệ giữa hắn và Cổ Ngọc có chút đột phá, trong lòng mới nảy sinh bất mãn, nhưng vấn đề là, giữa hắn và Cổ Ngọc có quan hệ cũng được, hoặc ai chủ động cũng xong, đâu có quan hệ gì đến cô ta chứ? Là không có quan hệ với tôi. Nghiêm Tiểu thì dường như đoán được những suy nghĩ trong lòng Hạ Tưởng, tức giận bất bình nói. Tôi chỉ là không phục mà thôi. Rõ ràng là chúng ta quen biết trước, rõ ràng là lúc ở khách sạn ở thủ đô, anh có cơ hội để. Một ngón tay của anh cũng không đụng đến tôi. Có phải sức hấp dẫn của tôi không giống như Cổ Ngọc? Tôi cảm thấy Cổ Ngọc cho dù có trang nhã hơn tôi một chút, cô ấy cũng không nữ tính như tôi có chỗ nào không như cô ấy?
Tư duy của phụ nữ thật là kỳ quái, chạm vào cô ta, có lẽ cô ta sẽ luôn nói là làm ô nhục cô ta, không chạm vào cô ta lại cảm thấy không đếm xỉa đến sức hấp dẫn của cô ấy, khiến cô ấy mất đi tự tin với sức hấp dẫn của bản thân. Phụ nữ, tên của em gọi Mây của ngày thu. Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô không kém hơn Cổ Ngọc, nên nói, cô và Cổ Ngọc cân sức ngang tài, mỗi người có vẻ đẹp riêng. Vậy khi anh trong khách sạn, làm thế nào lại? Nghiêm Tiểu thì đánh bạo hỏi một câu. Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, lá gan của phụ nữ nổi lên, cũng khiến người ta phải sợ hãi, hắn vu vơ mà nói. Tuyết thật là lớn, ngày tuyết rơi, thích hợp nhất là ăn lẩu, trong nhà ăn có lẩu than củi không? Ăn lẩu, dùng than đốt vẫn là hợp lý nhất. Nghiêm Tiểu thì tức giận đến đỏ cả mặt, nhịn trong chốc lát, bỗng nhiên lại cười. Có, căn tin có sư phụ Tứ Xuyên, món tủ của ông ấy chính là lẩu, ăn rồi chỉ biết nói ngon. Anh muốn ăn, tôi sẽ bảo sư phụ đi làm. Tốt, tốt, ăn, tại sao không ăn? Hạ Tưởng vội nói, hắn không muốn Nghiêm Tiểu thì lại nhắc đến chuyện nam nữ, liền vội chuyển chủ đề. Lần trước đi nhị viện, thế nào mà không nói một câu đã bỏ đi rồi? Lẽ nào chỉ đặc biệt đi thăm lão tiền thôi sao? Nghiêm Tiểu thì đương nhiên biết tâm tư của Hạ Tưởng, liền mang chút uất hận mà nhìn Hạ Tưởng một cái, cũng không nhắc lại chuyện của Cổ Ngọc, liền nói. Tôi đi thăm một người bạn học, vừa khéo nghe nói anh cũng có mặt, liền thuận đường qua thăm lão tiền. Hạ Tưởng lập tức có được hứng thú. Ở nhị viện cô có bạn học, nam hay nữ? Nghiêm Tiểu thì hì hì cười. Cần anh lo sao? Nhưng dừng lại một chút. Rồi như thật mà trả lời. Đương nhiên là bạn học nam, tôi vẫn luôn được các bạn học nam hoan nghênh. Sao thế, có chuyện sao? Hạ Tưởng không để ý đến sự tự yêu mình của Nghiêm Tiểu Thì, mà hỏi Nghiêm Trình. Biết Phan Án không? Phan Án, biết. Lời của Nghiêm Tiểu Thì vừa nói ra, Hạ Tưởng vui mừng quá đỗi. Thân không? Bình thường, xã giao chào hỏi thôi, sao thế, có gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói. Tôi đâu phải người ngoài, không cần úp úp mở mở. Nghiêm Tiểu thì liếc Hạ Tưởng một cái, rồi nói thêm một câu. Tuy trong suy nghĩ của anh, tôi còn kém xa Cổ Ngọc, nhưng trong lòng tôi, anh gần hơn Phạm Tranh, tôi có thể giúp, khẳng định sẽ giúp. Hạ Tưởng do dự một chút. Đề cập đến một chuyện vô cùng quan trọng, tôi lo sẽ có một kết quả không tốt. Muốn nói thì nói, không nói ngả nghiêng, phong cách bây giờ, chẳng giống anh. Nghiêm Tiểu thì trái lại rất dứt khoát, trực tiếp chẹn hỏng Hạ Tưởng một câu. Hạ Tưởng cười. Được, cô lợi hại. Sự tình là như thế này. Tôi muốn hiểu rõ một chút về nguyên nhân chính trong cái chết của Khang Thiếu Diệp, bởi vì ông ta chết có chút đột ngột, có chút ly kỳ, tôi nghi ngờ có người đã ngầm nhúng tay vào, Phan Án là bác sĩ chăm sóc chính, khẳng định biết một chút nội tình. Nhưng chuyện này mạng người là trọng, rất khó hỏi ra được điều gì, hơn nữa chỉ là nghi ngờ. Không có chút chứng cứ nào. Nghiêm Tiểu thì không phải người trong quan trường, nhưng dượng của cô là Phạm Duệ Hằng, cô cũng biết lề lối trên quan trường, hiển nhiên cũng hiểu rõ những gút mắc giữa Hạ Tưởng và Bạch Chiến Mặc, còn có ảnh hưởng của bàn tay đen từ phía sau của Khang Thiếu Diệp trong vụ cao ốc hỏa thụ. Vừa nghe Hạ Tưởng muốn điều tra nguyên nhân chết của Khang Thiếu Diệp, cô lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khang Thiếu Diệp vẫn không phải là kẻ chủ mưu thực sự sau bức màn sao? Ông ta có phải là kẻ chủ mưu hay không không quan trọng, quan trọng là, nếu như điều tra được cái chết của Khang Thiếu Diệp có nguyên nhân do con người tạo ra, lần theo đầu mối mà tìm, thì ngụ ý là có thể làm. Hạ Tưởng thấy Nghiêm Tiểu thì một chút đã thấu, cũng đã nói nhiều thêm vài câu. Được, tôi có cách khiến cho Phan Án nói sự thật, anh cứ yên tâm đi, trong vòng 3 ngày, sẽ cho anh tin tức chính xác. Nghiêm Tiểu thì căm hận những kẻ sau lưng hại Hạ Tưởng. Trong thời gian Hạ Tưởng nằm viện, cô ngày đêm lo lắng, vừa không thể như Cổ Ngọc bên cạnh chăm sóc Hạ Tưởng, lại không thể làm được gì cho hắn, luôn cảm thấy không yên trong lòng, bây giờ đã có cơ hội, liền lập tức đồng ý. Có thể làm chút gì đó cho Hạ Tưởng, cô cảm thấy cách Hạ Tưởng không quá xa, Hạ Tưởng cũng sẽ không xa lánh cô. Hạ Tưởng thấy Nghiêm Tiểu thì nói rất chắc chắn, không khỏi từ trên xuống dưới mà quan sát cô vài lần. Nghiêm Tiểu thì thân trên mặc chiếc áo lông màu đỏ nhạt, áo lông quá mông, ở giữa có thắt lưng, hiện rõ những đường cong lạ thường. Bên dưới là quần bò bó sát, dưới chân là đôi giày bút, cả người hiện lên vẻ duyên dáng yêu kiều, có dáng người ấn tượng, khiến người ta vừa nhìn vào, sẽ quyến luyến khó rời.
Nghiêm Tiểu thì bị ánh mắt đàn ông của Hạ Tưởng quan sát một cách không tự nhiên, của mắng nói. Nhìn gì mà nhìn, đâu phải là chưa nhìn thấy bao giờ. Hạ Tưởng cười ha hả. Tôi đang nghĩ, tôi nhờ cô giúp đỡ, cô dù sao cũng đừng dùng mỹ nhân kế. Nghiêm Tiểu thì che miệng cười. Sao, sợ tôi chịu thiệt? Không phải, tôi chỉ không muốn được lợi cho Phan Án. Hừ, người muốn chiếm tôi làm lợi nhiều rồi, không có 1.000 cũng có 800, còn chưa thấy một kẻ đắc thủ. Nghiêm Tiểu thì khí thế mà nói một câu, sau đó lại oán hận mà nhìn Hạ Tưởng một cái. Đáng tiếc là, Hạ Tưởng vội ngắt lời cô. Lẩu, lẩu than củi, bây giờ nổi lửa nhé, nếu không thì muộn rồi. Nghiêm Tiểu thì còn muốn nói gì đó, Cổ Ngọc đi từ ngoài vào, vừa đi trong tuyết, hai gò má của Cổ Ngọc ửng hồng, lại mặc bộ quần áo lông màu đỏ sẫm, bên trên bám đầy hoa tuyết, giống như mai đỏ ngâm mình trong tuyết, càng thấy rõ người đẹp hơn tuyết, kiều diễm ngất ngây lòng người. Cổ Ngọc không chú ý tới trong phòng có chút bầu không khí ấm áp, vừa vào đã lớn tiếng nói. Tuyết rơi to quá, những cánh đồng bên ngoài đã biến thành màu trắng hết rồi, rất đẹp, lát nữa chơi ném tuyết, khẳng định sẽ rất vui. Đúng rồi, em đã bảo sư phụ nhà bếp chuẩn bị lẩu rồi, lẩu than củi, anh khẳng định sẽ thích ăn. Nghiêm Tiểu thì sắc mặt lập tức biến lạnh, vốn là vẻ mặt tươi cười tức khắc trở thành lạnh như băng, nhẹ nhàng mà thốt ra một câu. Thật là, thân vô thải phượng song phi cánh trên người không có đôi cánh phượng hoàng có thể bay. Cổ Ngọc trong phút chốc không phản tỉnh được ý vị, hỏi. Thơ của ai vậy? Hạ Tưởng đương nhiên biết dụng ý của Nghiêm Tiểu thì là ở câu thứ hai, tâm hữu linh tê nhất điểm thông tâm hồn lại giống như sừng tê giác, có một đường trắng có thể kết nối. Hắn cũng không nói ra, ha ha cười. Đi, đi ăn lẩu, trời lạnh đến đóng băng, lại có tuyết rơi, uống rượu, hát hò, ăn lẩu, chuyện đẹp của đời người. Là chút thu hoạch này sao? Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì đồng thanh nói. Hạ Tưởng bị hai người đẹp coi rẻ, nhưng một chút cũng không cảm thấy oan uổng, quả thực là hắn cảm thấy thu hoạch của hắn không hề nhỏ, tiền hô hậu ủng, lại có hai người đẹp làm bạn, uống rượu, ca hát, rượu xong lại ra đạp tuyết tìm mai, chẳng lẽ lại không phải là chuyện vui của đời người. Sau trận tuyết lớn, sông Hạ Mã đã kết thành một lớp băng dày, đã có người vì đó mà hứng thú, muốn đi trượt băng. Thành phố Yến không lạnh đến thấu xương như thành phố của Đông Bắc, vì băng dày, kết rất rắn chắc, có thể chịu lực. Bây giờ tuy rét lạnh, nhưng không phải giữa mùa đông, vẫn còn một số chỗ băng mỏng, dễ xảy ra chuyện. Hạ Tưởng đã sai người dựng một cái biển gỗ cảnh báo bên bờ sông, nghiêm cấm không được xuống sông trượt băng. Cho dù có cảnh báo, vẫn có người xem như không thấy, vẫn cứ xuống sông, kết quả là đã xảy ra chuyện, rơi xuống hố băng, thiếu chút nữa thì chết đuối. May mắn là có công nhân ở cao ốc Hỏa Thụ phát hiện kịp thời, dùng tấm ván gỗ đặt lên băng, và cứu được người. Mượn hành động cứu người này, Hạ Tưởng để cho Ngô Cảng trên danh nghĩa là quận ủy và ủy ban nhân dân quận, tiến hành cao điệu khen ngợi công nhân của cao ốc Hỏa Thụ, và cũng thông báo biểu dương với Trần Cẩm Minh, tán dương ông ta là một nhà doanh nghiệp tư nhân ưu tú, vì xây dựng kinh tế quận Hạ Mã, đã làm nên những cống hiến tuyệt vời. Người sáng suốt hiển nhiên có thể nhìn ra, Hạ Tưởng mượn cơ hội vì chính danh của Trần Cẩm Minh, vì định tính của cao ốc Hỏa Thụ, là để giáng đòn lên Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc bất đắc dĩ, chỉ biết cắn răng chịu nhịn, ai khiến ông ta mọi chuyện đều sai trong sự kiện cao ốc Hỏa Thụ. Hạ Tưởng đang tuyên chiến, đang nhắc lại chuyện cũ, là không muốn để người khác quên bản thân ông ta đang phải chịu một hình phạt. Bạch Chiến Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 639, điểm đột phá. Tuy nhiên vừa nghĩ tới kế hoạch thao túng tuyển cử của Phó Tiên Phong tiến triển vô cùng thuận lợi, y liền tâm trạng rất tốt, đợi khi Hạ Tưởng không trúng cử, chính là lúc hắn đau khổ tột cùng, xem hắn còn có thể kiêu ngạo được mấy ngày. Ha ha, cấp trên đề danh ứng cử viên chủ tịch quận không thông qua hội đồng nhân dân tuyển cử, truyền ra ngoài, uy danh gì đó danh tiếng gì đó của Hạ Tưởng đều bị quét đi hết. Hắn còn muốn có tiền đồ gì, có thành tích gì, phi, đều trở thành trò cười. Đến lúc đó, hắn chính là một trò cười bị người ta bàn tán để tiêu khiển giải trí, bởi vì trên quan trường trong nước, cán bộ không thông qua hội đồng nhân dân bổ nhiệm rất hiếm, hoặc là nhân phẩm quá tệ, khiến mọi người phẫn nộ. Hoặc là đã làm chuyện gì đó không thể gặp người ta, bị người ta vạch trần. Nói tóm lại mặc kệ là nguyên nhân nào, chỉ cần là người không thông qua tuyển cử, nhất định sẽ để lại vết đen rất lớn trong cuộc đời chính trị.
hơn nữa còn mãi mãi không thể tẩy rửa, trở thành chướng ngại vật trên con đường thăng tiến. Nếu như chuyện lần này có thể đánh cho Hạ Tưởng thật thảm hại, từ nay về sau chìm xuống dưới, cũng coi như là một lần tính hết cả thù mới hận cũ. Đến lúc đó lại triển khai hoạt động cho tốt, cho dù không phải người của mình lên làm chủ tịch quận, cũng phải để cho người của chủ tịch Hồ lên đài, đến lúc đó y là bí thư, người của chủ tịch Hồ làm chủ tịch quận, quận Hạ Mã sẽ trở thành một thùng thiếc, Trần Phong có thế mạnh, cũng không thể nhúng tay vào. Nghĩ đến chỗ đắc ý, Bạch Chiến Mặc thiếu chút nữa cười ha ha ra tiếng. Con người mỗi khi gặp chuyện vui thì rất có tinh thần, y cũng đột nhiên nghĩ tới Chu Hồng. Chu Hồng sau khi từ lần trước gọi điện thoại xong, cũng không có tin tức, vừa không gọi điện tới đòi tiền, vừa không nhắc lại chuyện thẩm mỹ viện, khiến Bạch Chiến Mặc trong lòng có chút nói thầm, Chu Hồng sao làm việc không có chuẩn, nghĩ tới là làm. Hai hôm trước nhiều việc, y thân chịu dày vò, cũng không có tâm tư liên lạc với Chu Hồng. Hôm nay đột nhiên có lòng nhàn rỗi, liền chủ động gọi điện cho Chu Hồng. Không ngờ nghe được âm thanh nhắc nhở lại là, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Tắt máy rồi, Bạch Chiến Mặc ngây ngẩn cả người, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Hồng rốt cuộc đang làm cái trò gì đây? Thật là khó hiểu, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện này, Bạch Chiến Mặc lại nhận được thông báo, Trang Thanh Vân ở ban tổ chức thành ủy đi cùng phó trưởng ban thường trực Vương Trạch Vinh đến quận Hạ Mã nhậm chức. Khang Thiếu Diệp đã hỏa táng, thành ủy trải qua họp nghiên cứu, quyết định vẫn là dàn xếp ổn thỏa, dù sao người cũng đã chết, tiếp tục truy cứu bất kỳ trách nhiệm gì cũng không có ý nghĩa, liền hủy bỏ tất cả các hoạt động truy điệu. Trực tiếp hỏa táng cho xong chuyện. Tuy rằng quận Hạ Mã từ khi vừa thành lập, liền tác động sự chú ý ở khắp nơi, hơn nữa còn dẫn phát rất nhiều sự kiện, dẫn đến vài quan lớn xuống ngựa, liền có hòa âm và tin đồn, quận Hạ Mã, đi xuống ngựa, nhưng người không tin tin đồn vẫn còn nhiều. Dù sao ai cũng không thể từ chối sức hấp dẫn của một lần thăng tiến, Trang Thanh Vân chính là ôm thái độ mặc kệ tin đồn của quận Hạ Mã đến nhậm chức. Trang Thanh Vân năm nay 36 tuổi, vóc dáng cao lớn, cho người ta cảm giác mạnh mẽ có lực, nhưng dáng đi nhìn không đẹp lắm, có chút khom lưng, giống như luôn không đủ tự tin. So với Khang Thiếu Diệp thường xuyên nhíu mày, Trang Thanh Vân trước sau đều vẻ mặt tươi cười thản nhiên, dường như tất cả sự tình đều nằm trong lòng bàn tay. Trần Thiên Vũ đối với Trang Thanh Vân ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, khẽ nói với Hạ Tưởng rằng. Lãnh đạo, nhìn bộ dạng của Bí Thư Trang, là một người rất làm được việc. Không làm được việc, cũng không thể nào làm lên chức phó bí thư quận Hạ Mã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.